Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 20. Kỷ Phong có chút vừa quay đầu, nhìn về phía xa xa, duỗi ra ngón tay máu chảy đầm đìa chỉ tới một gốc mai cổ xưa. Ánh mắt mọi người, kể cả La Phù công chúa, mấy vị tiên tử và đạo quân của đạo môn, tiểu ni cô áo trắng ngự thú trai, mấy đệ nhất mỹ nhân các toàn tà điện của tà tông, nghịch thiên tài tuấn vạn tượng tháp đều nhao nhao dọc theo hướng ngón tay Kỷ Phong chỉ mà nhìn lại. Dòng người lập tức tản ra, lộ ra một không gian trống trải bên trong. Quả thực là mọi người chú mục. Mấy ngàn ánh mắt đồng thời nhìn vào một người. Cây mai cổ xưa, đường kính chừng 1 mét, thân cây than đen, tựa như một đầu hắc long co lại trên mặt đất, trên đó nở rộ lấy ngàn vạn hồng mai. Hàn phong thổi qua, cánh hoa màu đỏ từ trên đầu cành bay là tả xuống. Bông tuyết trên trời đính vào trên mặt cánh hoa, rơi vào trên khải giáp màu đen, dính trên chiến đao màu đen đứt gãy, rớt trên thiết hải lạnh như băng. Đây là một tên thần võ quân thiên phu trưởng, chỉ cần nhìn áo giáp trên người hắn là có thể nhận ra quân hàm của hắn trong quân. Tất cả mọi người có một loại cảm giác bị lừa gạt, rốt cuộc là Kỷ Phong chỉ sai người, hay là Kỷ Phong căn bản đang lừa dối mọi người. Một tên thần võ quân thiên phu trưởng, có thể một đao đánh bại 7 tên tuyệt đỉnh thiên tài của tà tông sao? Đệ tử vạn tượng tháp có một loại cảm giác thất vọng không hiểu, vốn tưởng rằng thật sự có người có thể ra tay đả kích tà tông. Nhưng khi thấy là một tên thần võ quân thiên phu trưởng thì đều có một loại cảm giác nhục chí. Nhưng Nạp Lan Tuyết Táng lại nhìn ra một tia bất phàm, rất xa cười nói. Người có giao hảo với vạn tượng tháp. Trên mặt Phong Phi Vân có lá sắt chắn ngang, chỉ lộ ra một đôi mắt, đứng trong hoa mai tuyết trắng, nói. Bổn tướng quân vốn không có chút quan hệ nào với vạn tượng tháp, nhưng vừa rồi có 4 nữ tử vạn tượng tháp đã bị chết ở trước mặt bổn tướng quân. Các nàng khi còn sống từng bị đệ tử tà tông vũ nhục, không cách nào sống trên đời nữa, cho nên tự tay chấm dứt tánh mạng trẻ tuổi của mình, lúc ấy máu tươi nhuộm tuyết trắng, còn tươi đẹp hơn cả hồng mai. Lời bình tĩnh này theo thanh âm tục tằng của Phong Phi Vân nói ra, nhưng không ai không nghe ra phẫn nộ trong lời hắn nói. Những thiên kiêu vạn tượng tháp kia, kể cả bọn người Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết, Tam Vương Tử Đại Thực Quốc, Kỷ Phong thần sắc đều xúc động phẫn nộ. Thiếu chút nữa đã không bị lý trí khống chế, trực tiếp liều chết với tu sĩ tà tông rồi. Vậy mà khiến cho những nữ tử tu tiên tâm trí kiên định kia tự sát, chuyện họ gặp phải thảm thương bực nào chứ? Không ai có thể bình tĩnh. Phong Phi Vân lại nói. Giết người luôn phải đền mạng, tà tông quả thực quá không có vương pháp rồi, người khác không dám là địch với tà tông, bổn tướng quân lại không sợ, muốn lấy 40 cái đầu đệ tử tà tông chôn cùng các nàng. Thanh âm này cực kỳ khí phách, như thiên lôi lăn mây xanh, chấn kiến không khí chấn động một hồi, khiến đầu người ông nổ vang, có 10 tên tu sĩ cách hắn gần nhất trực tiếp bị một giống này của hắn chấn bay ra ngoài, quăng đến giữa không trung. Phong Phi Vân không muốn bị người nhận ra thân phận, cho nên khiến thanh âm trở nên vô cùng tục tằng, như một đại hán trải qua sa trường vậy. Tất cả đệ tử vạn tượng tháp đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nam tử mặc thiết khải màu đen này, trong lòng chấn động thật lớn. Trong thần võ quân vậy mà lại có một chân hán tử như vậy, huynh đài, ngươi là thần võ thiên phu trưởng dưới trướng vị thiên hầu nào? Con trai trưởng hổ thiên hầu cũng là thiên tài nhân kiệt vạn tượng tháp, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn cảm thấy thần võ thiên phu trưởng trước mắt này quả thực hào khí vượt mây, muốn chiêu nhập vào môn hộ hổ thiên hầu, một cái thiên phu trưởng, quá ủy khuất hắn rồi. Phong Phi Vân cùng con trai trưởng hổ thiên hầu từng có 2 lần duyên phận, cũng coi như có chút giao tình. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chiến bại chi tướng, nào phải chân hán tử gì chứ? Ta chỉ là một người thô hào, tiểu hầu gia, gọi ta Phong Đại Ngưu là được a. Phong Đại Ngưu, chiến bại chi tướng, tất cả mọi người ở đây lập tức hiểu do, có lẽ chính là chỉ trận chiến khiếp sợ thiên hạ không lâu trước kia, 3 vị thiên hầu, 100 triệu thần võ đại quân bị thi tà đại quân đánh bại, phơi thây 3.000 dặm. Đó là một trận chiến bi tráng. Nếu không phải nữ ma quá cường đại, đánh chết tứ phương thiên hầu, đánh cho chấn thiên hầu tu vị hoàn toàn biến mất, thần võ quân sao có thể bị bại thảm như vậy chứ? 100 triệu thần võ đại quân chết sợ là cũng có 4.000 vạn, còn lại toàn bộ đều bị tách ra, bại lui ở các nơi Nam Thái Phủ, giải rác phân bộ, vẫn đang đại chiến với thi tà. Tên thần võ quân thiên phu trưởng này hẳn cũng là một trong số bại quân. Con trai trưởng hổ thiên hầu cao giọng cười cười, nói. Nếu ngươi đã không phải là đệ tử vạn tượng tháp, vậy thì thù này dù thế nào cũng không đến phiên ngươi báo,
muốn báo thù cũng nên do ta đến. Nói không sai, thù của Vạn Tượng Tháp, vốn nên do đệ tử Vạn Tượng Tháp ta báo lại, Mộc Đàm Thiên ta cho dù liều chết, cũng muốn chém mấy tên đệ tử tà tông. 40 cái đầu người, tính ta 2 cái. Ta cũng tới góp vào, chuyện nhục nhã của Vạn Tượng Tháp, chỉ có máu tươi của đệ tử tà tông mới có thể rửa sạch. Tất cả đệ tử Vạn Tượng Tháp đều bị kích thích nhiệt huyết, vốn có ít người còn có chút sợ hãi tà tông, nhưng một ngoại nhân còn không sợ, thân là đàn ông Vạn Tượng Tháp thì sợ gì. Một đám phế vật, tà tông tích lũy nội tình ngàn năm, chỉ vì hôm nay xuất thế chấn thiên hạ, các ngươi cho dù dốc sức liều mạng, cũng không lật nổi sóng gió gì đâu. Nạp Lan Tuyết Táng nhổ ra từng chữ, từng lời như thần kiếm có thể xuyên thấu thiên địa, chấn khiến toàn trường đều yên tĩnh. Hơn 10 vị nghịch thiên tài tuấn Vạn Tượng Tháp đều bị chấn khiến màng tai vỡ ra, trong tai tràn ra máu tươi, có 3 người đều bành một tiếng, ngửa đầu té trên mặt đất, lại bị chấn đến ngất đi. Mà ngay cả đám hùng thủ một đời tuổi trẻ như con trai trưởng Hổ Thiên Hầu, Mộc Đàm Thiên cũng bị chấn nát hộ thể cương khí trên người, sắc mặt hơi trắng bệch, hai chân cũng có chút giật giật, thiếu chút nữa đã bị chấn lui ra ngoài. Cửu U Ma Đồ, Nạp Lan Tuyết Táng. Hắn thật sự quá cường đại, chỉ nói ra một câu, liền đẩy lui hơn 10 đỉnh tiêm thiên kiêu của Vạn Tượng Tháp, không cách nào nhấc nổi chiến ý nữa. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, nhiệt huyết trong lòng nhân kiệt Vạn Tượng Tháp lần nữa bị đè ép xuống, cho dù dốc sức liều mạng, cũng không có khả năng làm bị thương Nạp Lan Tuyết Táng chút nào. Không chỉ có đệ tử Vạn Tượng Tháp, mà ngay cả thiên tài nhân kiệt các thế lực tu tiên khác cũng cảm thấy rung động, Nạp Lan Tuyết Táng này cũng quá cường đại đi, trăm năm sau, nhất định chính là một hung nhân vô địch thiên hạ. Tà Tông lần này xuất thế, xem ra thật là đã mưu đồ từ lâu, tất cả đại tà điện đều xuất hiện hoàng kim thịnh thế. Nghịch thiên quỷ tài thật sự quá nhiều, chỉ sợ không chỉ muốn chấn áp Vạn Tượng Tháp, càng muốn nhúng chàm toàn bộ thần tấn vương triều. Ngay khi tất cả mọi người im lặng, vị thần võ quân thiên phu trưởng kia lại nói. Tà Tông muốn chấn thiên hạ, chẳng lẽ có thể coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy sao? Thần võ quân chúng ta tiêu chí ở an thiên hạ, Tà Tông các người muốn chấn thiên hạ, các người chấn được ta sao? Tên thần võ quân thiên phu trưởng này thật sự quá trâu bò rồi. Nạp Lan Tuyết Táng cũng đã mạnh như thế, hắn lại vẫn dám nhảy ra, chẳng lẽ thần võ quân thật sự không sợ chết? Hay là não hắn thiếu nếp nhăn đây? Tà Tông chúng ta thật là coi trời bằng vung đấy. Nạp Lan Tuyết Táng trên người tà khí trùng thiên, khí thế khinh người, chỉ riêng cổ tà khí kia thôi đã khiến một phiến không gian cũng biến thành đen kịt, tựa như ban ngày biến đêm tối, còn có vô số điện quang xuyên thẳng qua bên trong, tựa như thiên địa đã biến thành luyện ngục vậy. Trong hai mắt hắn thai nghén lấy hai cái ma ảnh, bắn ra hai đạo ánh mắt màu đen, hình dạng cực kỳ giống ma kiếm trong truyền thuyết, đâm ra hơn trăm trượng. Phốc phốc, mục tiêu của hai chuôi cửu u ma đồng kiếm kia vốn là Phong Phi Vân, nhưng ở trên đường đã có hai tu sĩ thần cơ đại viên mãn bị kiếm quang dính vào một tia, lập tức thân thể bị cắt thành hai nửa, máu chảy đầy đất. Bổn tướng quân chuyên đánh coi trời bằng vung. Phong Phi Vân không sợ kiếm quang khiếp người kia. Lỗi lạc dựng dưới cây mai, trong óc, 40 đạo thần thức, dựa theo số lượng tiểu diễn, cấp tốc xếp đặt, hóa thành một cái thần trùy hào quang vô cùng từ trong ánh mắt bay ra. Tiểu diễn thuật chi chu thiên hám tiên trùy. Đây là một cực trùy màu đen do 40 đạo thần thức ngưng tụ, vắt ngang thiên mộ, dài mấy trăm mét, che đẩy cả nửa bầu trời. Cổ lực lượng này quá biêu hãn rồi, tựa như long hổ khiếu thanh thiên, có thể quét ngang núi cao. Ầm ầm. Một búa đánh xuống, thiên địa cũng như bị rung chuyển, hai đạo cửu u ma kiếm trong mắt Nạp Lan Tuyết Táng lập tức bị chấn vỡ, một cổ cực lực đánh cho hắn phải lui về sau 3 bước mới đứng vững. Sau 3 bước, thân thể cả người có một nửa đều lâm vào lòng đất, từ phần eo trở xuống đều chui vào trong đất bùn. Chu Thiên Hám Thiên Trùy. Đây là một loại thần binh tồn tại ở thời đại thần thoại, nghe đồn từng từ ngoại vực bay tới, chấn vỡ một góc đại lục, rung chuyển đại địa, đương thời đã không thể gặp. Tên thần võ quân thiên phu trưởng này vậy mà sử dụng nghịch thiên linh thông, ngưng tụ ra hư ảnh Chu Thiên Hám Tiên Trùy, mặc dù ngay cả một phản ức vạn lực lượng Chu Thiên Hám Tiên Trùy cũng không đến, nhưng uy lực vẫn cực kỳ bất phàm. Có thể đánh lui cả cửu U Ma Đồ Nạp Lan Tuyết Táng. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Nạp Lan Tuyết Táng phải lui về sau trong chiến đấu, trước kia, hắn vô luận gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều chưa từng lui, có thể đơn giản miểu sát đối phương ngay. Hí! Giờ khắc này, tất cả mọi người như đá hóa vậy,
bị trước một màn trước mắt này chấn động thật sâu. Ánh mắt lần nữa dừng ở trên người tên thiên phu trưởng mặc thiết khải thần võ quân kia, rất nhiều người con mắt cũng như muốn rớt ra. Cái này, làm sao có thể? Mà ngay cả La Phù công chúa trước sau vẫn bình tĩnh như nước giờ phút này cũng bỗng nhiên đứng dậy, Lưu Vân bào màu vàng cũng va chạm ra thanh âm, rầm ào ào. Những đệ nhất mỹ nhân các điện tà tông giờ phút này trong lòng suy nghĩ phức tạp, tên thần võ quân thiên phu trưởng cuồng vọng công bố muốn bắt các nàng về làm tình phụ này còn cường đại hơn các nàng nghĩ gấp trăm ngàn lần. Kỷ Phong nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân, sau đó im lặng đi xuống chiến pháp cổ đài, thối lui xuống bên dưới, đứng ở một góc, đệ tử tà tông cũng không dám đến gần hắn, biết rõ đây là một thiếu niên đáng sợ. Liễu Thuận Phong bị trọng thương cũng được hai đệ tử tà tông giúp đỡ xuống dưới. Ngồi ở xa xa, cũng không dưỡng thương, ánh mắt giống như Kỷ Phong nhìn vào người kia. Một tu sĩ có thể đánh lui cả Nạp Lan Tuyết Táng đáng giá hắn mang thương thể mà quan chiến. Ha ha, Phong Đại Ngưu, người có tư cách giao thủ với ta. Nạp Lan Tuyết Táng trên thân linh quang xoay chuyển, thân thể liền lăng không bay lên, lơ lửng ở trên cao ba trượng. Một chiêu vừa rồi, chiến uy của Chu Thiên Hám Tiên Trùy đã được Nạp Lan Tuyết Táng khẳng định. Hiện giờ bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt nàng. Nạp Lan Tuyết Táng ở trong tà tông xưng hùng vài năm, địch nhân có thể được hắn nhìn thẳng vào, tăng thêm Phong Phi Vân và Kỷ Phong, cũng chưa tới 5 người. Phong Phi Vân đứng dưới cây mai, nói. Bổn tướng quân hôm nay tất nhiên sẽ mang đám tà ma ngoại đạo các ngươi ra thi pháp tại đây. Có một cổ chiến uy từ trong thân thể Phong Phi Vân tóe phát ra, hai tia ánh mắt từ trong khải giáp xuyên ra. Nhưng phương hướng lại không phải Nạp Lan Tuyết Táng, mà là cô gái áo trắng che mặt ngồi cạnh La Phù công chúa trong phong đình ở xa xa, nàng ôm đàn tranh tử mộc, ống tay áo phiêu diêu, quay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tuyệt mỹ động lòng người. Phong Phi Vân rất muốn đuổi theo, lưu nàng lại, nhưng giờ lại không thoát thân được. Cái này là một loại bất đắc dĩ muốn gặp không thể gặp, thật vất vả tương kiến trong hồng trận, rồi lại chỉ gặp thoáng qua. Lần nữa gặp nhau lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Bóng lưng yểu điệu khuynh thành của Nam Cung Hồng Nhan đi xa trong gió, cuối cùng triệt để biến mất trong tuyết rơi trắng xóa. Nàng lại đi rồi. Một tiếng hét to, khiến suy nghĩ Phong Phi Vân thu lại. Nạp Lan Tuyết Táng còn chưa ra tay, Xâm La Điện đệ thập điện liền có một đầu hắc ảnh giết ra. Chu Long, phụng mệnh điện hạ thay Nạp Lan thiếu gia đánh trước một hồi. Điện hạ Xâm La Điện đệ thấp điện tự nhiên nhìn ra sự cường đại của tên thần võ quân thiên phu trưởng này, sợ Nạp Lan Tuyết Táng sẽ thất thủ, vì vậy mới điều động Chu Long ra trước dò xét hư thật của đối phương. Chỉ cần có thể bức tên Phong Đại Ngưu này dùng ra linh thông thần pháp chính thức, vậy thì Nạp Lan Tuyết Táng ở bên có thể sớm lưu tâm, sẽ không bị đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí nghĩ ra cả cách hóa giải cũng nên. Liễu Thuận Phong đối chiến Kỷ Phong, sử dụng chính là chiến thuật như vậy. Người tà tông thật sự quá thiếu đạo đức, loại chiến thuật này quá không công bình. Tất cả mọi người cảm thấy bất mãn, tức giận không thôi, cảm thấy vị thần võ quân thiên phu trưởng này cực kỳ thua thiệt. Chu Long đã bay đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, tóc đỏ như lửa, làn da như hồng thép, thân cao 9 xích, đã mở ra 250 tòa mệnh huyệt, thân thể tựa như một con quay, cấp tốc chuyển động trong không khí, dẫn xuất một đầu vòi rồng đường kính 100 mét. Phong nhãn mang theo lực xé rách cường đại trực chỉ Phong Phi Vân phía dưới. Tiếng gió gào thét, tựa như cự thú hí dài. Phong Phi Vân giơ tay lên chiến đao trong tay, tùy ý bổ một đao lên bầu trời, một đạo đao lãng dài hơn 10 thước cuốn ra, ánh đao màu trắng tựa như một mảnh trăng lưỡi liềm. Phốc! Một mảnh huyết hoa trên trời rơi xuống, tựa như một mảnh huyết vũ. Chỉ trong tích tắc, thiên địa liền lại quay về bình tĩnh, thân thể Chu Long đã không thấy nữa. Ngay cả thi thể cũng không để lại, vỡ vụn trở thành hạt mưa huyết sắc. Chỉ một đao tùy ý, không có bất kỳ linh thông nào, cũng đã có một loại uy lực vô kiến bất phá. Vèo, vèo, vèo. Không có bất kỳ gián đoạn, sâu trong gió tuyết, lại có ba đạo hắc ảnh giết ra, vẫn là tuyệt đỉnh thiên tài của Xâm La Đệ Thập Điện, ba người như sao chổi đụng mặt đất, thế tới cực kỳ đáng sợ, mang đến cho người ta áp lực vô hạn. Trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức tánh mạng nào cả, nhưng lại có huyết khí cuộn trào của sinh vật có huyết nhục. Đây tuyệt đối không phải nhân loại. Phong Phi Vân trong mắt hơi híp, thông qua Phượng Hoàng Thiên Nhãn, đã nhìn thấu bản chất của ba người này, chính là ba tôn dị hình dị, thuộc về một trong dương giới tam dị.
Bản thể bọn hắn rất khác với thân thể nhân loại, thân cao 10 mét, mọc ra 9 cái đầu người, đôi cánh tay dài đến quá phận, đến 7, 8 mét, cơ hồ có thể chạm đến vị trí đầu gối. Đương nhiên ba tôn dị hình dị lại có chỗ bất đồng, một tên không có miệng, một tên không có lỗ tai, một tên không có lỗ mũi, không phải là dị hình dị thân thể hoàn toàn giống nhau như quý tâm nô và quý tiểu nô. Trên người chúng nó bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, che giấu bản tướng bọn hắn lại, bao phủ trong áo đen, thân thể không khác nhân loại lắm. Ba tôn dị hình dị che giấu bản tướng, lại không giấu được 99 đôi mắt tối như mực dưới áo choàng đen của bọn chúng, chỉ là ngoại nhân đều cho rằng đây là linh thông quỷ dị của tà tông, cũng không đa nghi. Khí tức trên thân ba tôn dị hình dị đều cường đại hơn Chu Long, ba người liên thủ, dưới thiên mệnh, cơ hồ không có bất kỳ có thể chống đỡ được. Bá! Phong Phi Vân dương đao chém qua, cây mai trên đỉnh đầu có vô số phiến cánh hoa mai đã rơi vào trên thân đao, lưỡi đao vung lên, một mảnh đao lãng quấn ba tôn dị hình dị mặc hắc bào này vào trong đao khí. Ba tôn dị hình dị cũng biết đao khí đối phương lợi hại, áo đen trên người phồng lên, có một đạo hắc vụ lượn lờ chung quanh thân thể bọn hắn, ba người này thật giống như hóa thành ba phiến bầu trời màu đen vậy. Trên mỗi một mảnh bầu trời màu đen đều có 9 ánh mắt, tựa như ngôi sao sáng chói trong bầu trời đêm vậy. Ba phiến bầu trời màu đen chặn một đao kia của Phong Phi Vân, nhưng vẫn truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết. Ba phiến bầu trời màu đen cực lớn co rút lại, lại biến thành hình người, chỉ là 9 ánh mắt của bọn hắn đều bị cánh hoa mai đâm nát, trên mặt tràn đầy máu đen. 9 ánh mắt đều mù. Sau khi mù mắt, ngược lại đã khơi dậy hung tính của bọn hắn, chúng phát ra tiếng kêu tựa như dã thú vậy. Một tên dị hình dị trong đó trước hết đánh ra một trường, cánh tay to hơn cả thùng nước, dài đến 7, 8 mét. Oanh! Chỗ Phong Phi Vân vừa đứng bị nó một trường đánh vụn. Thân thể Phong Phi Vân xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trường, vừa đứng vững, cánh tay cực lớn của tôn dị hình dị thứ hai đã thăm dò hư không, đánh tới phía hắn. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể ba tôn dị hình dị này thập phần cường đại, so với 8 nghiêu chi lực, cũng cao hơn ra một bậc. Phong Phi Vân không hề lui, cứ đứng ở nguyên tại chỗ, duỗi ra một cánh tay, vậy mà đón lấy một trưởng này của đối phương. Cánh tay của hắn so với cánh tay của ba tôn dị hình dị này quả thực chẳng khác gì que diêm, mang đến cho người cảm giác đụng nhẹ một cái sẽ gãy. 3. Một cánh tay 7, 8 mét bị vừng vàng tiếp được, sau đó bị xé nứt xuống, tôn dị hình dị đầu tiên cánh tay đứt gãy, bị vung bay ra ngoài. Phốc! Một đạo ánh đao hiện lên. Thân thể liền vỡ thành hai mảnh, huyết dịch màu đen nhuộm trời cao. Nắm đấm của Phong Phi Vân tựa hồ đáng sợ hơn, một quyền đánh cho cánh tay tôn dị hình dị thứ hai đứt gãy, xương cốt nứt thành năm đoạn. Hắn thả người bay lên, một cước giẫm nát đỉnh đầu nó, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên liên tiếp, từ đỉnh đầu tôn dị hình dị thứ hai một mực nổ đến ca ân, sau đó thân thể liền như một đoàn thịt nhão, co quắp trên mặt đất. Chiêu số vô cùng đơn giản. Hai tên dị hình dị đã mất mạng tại chỗ, tôn dị hình dị thứ ba điên cuồng gào thét một tiếng, miệng hóa thành lớn như một miệng giếng cổ, có một cổ hấp lực khổng lồ từ trong miệng hắn truyền ra, như muốn nuốt lấy Phong Phi Vân vậy. Phong Phi Vân duỗi ra một ngón tay, điểm về phía trước một vầng sáng màu đen, tôn dị hình dị thứ ba lập tức biến thành một cái xác khô, tất cả hơi nước trong thân thể đều sói mòn, bị hắc thủy thuật luyện hóa mất. Người ở ngoài thấy thì bọn hắn chính là ba vị tuyệt đỉnh thiên tài của Xâm La Điện đệ thập điện, tu vị còn cường hãn hơn cả hùng chủ một đời tuổi trẻ, nhưng chỉ trong hai, ba chiêu liền đều bị mất mạng trước mặt vị thần võ quân thiên phu trưởng này. Phốc, 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 ba cổ thi thể này bạo liệt ra, biến thành nùng huyết màu đen, thấm vào lòng đất, có người đang hủy thi diệt tích, không muốn để cho người khác phát hiện Xâm La Điện đệ thập điện có liên hệ với dương giới tam dị. Ra tay chính là Nạp Lan Tuyết Táng, cũng chỉ có hắn mới có thực lực kia, hủy thi diệt tích ở trước mặt Phong Phi Vân. Vị thần võ quân thiên phu đại nhân này quả thực quá cường đại, ngắn ngủn một phút đồng hồ đã có bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài thần võ quân thiên phu chết ở trong tay của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhiều người đã thay đổi cách xưng hô với hắn thành thiên phu đại nhân. Đáng tiếc có tài nhưng không gặp thời. Tu vi như thế chỉ có thể làm 1.000 người chi trưởng. Sau ngày hôm nay, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn duỗi ra cảnh ô lưu với hắn, thu hắn làm môn hạ. Một thần võ quân thiên phu trưởng, tu vị vậy mà khủng bố như vậy, đánh giết hung nhân tà tông như tàn sát heo chó,
một cái quân hàm thiên phu trưởng cũng không tránh khỏi quá ủy khuất hắn rồi. Tuy rằng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lịch sử cũng không phải không có chuyện như vậy, một ít tuyệt thế thiên tài sinh ra lùm cỏ, khắc khổ tu luyện, kỳ ngộ không ngừng, nhưng vì sinh ra hèn mọn, chỉ có thể dấn thân vào quân ngũ mới có thể trở nên nổi bật. Vị thần võ quân thiên phu trưởng này có lẽ chính là một thiên tài vô địch bị mai một trong quân ngũ, tương lai có thể trở thành người hùng uy chấn thiên hạ. Bọn người con trai trưởng Hổ Thiên Hầu, Tam Vương Tử Đại Thực Quốc đều lộ ra lòng yêu tài, nếu không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn không tiếc thỉnh Hổ Thiên Hầu và Đại Thực Quốc chủ ra mặt cũng muốn thu hắn vào môn hạ của mình. Mấy tên điện hạ Tà Tông cũng nhìn ra tiềm lực vô cùng của tên thần võ quân thiên phu trưởng này, muốn thu phục hắn làm hộ điện giả cho mình. Mà ngay cả mấy đệ nhất mỹ nhân các tà điện Tà Tông vốn hận thấu xương tên thần võ quân thiên phu trưởng này, nhưng giờ phút này nguyên một đám đều thay đổi cách nghĩ trong lòng bắt đầu nổi lên mưu đồ, trên gương mặt tuyệt mỹ nộ ra nụ cười sáng tỏ. Nắm giữ một tên tuyệt thế thần tài, chẳng khác nào nắm giữ một vô thượng cao thủ tương lai, có thể quét ngang thiên hạ. Vạn Hương Sầm cũng phải lau mắt mà nhìn với vị thần võ quân thiên phu trưởng này, động lòng thu phục. Nhẹ nhàng vén khăn che mặt màu xanh lên một góc, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không tì vết, da ngọc vô cùng mịn màng, nhẹ giọng phân phó một câu. Luật Tam Xuyên nhẹ gật đầu, liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay tới ôm quyền cười nói với Phong Phi Vân. Phong tướng quân thật không hổ là anh kiệt đương thời, cùng cảnh giới quả thực không người có thể địch. Lời nói xoay chuyển, hắn bỗng thở dài nói. Chỉ tiếc tướng quân tính cách quá cứng, hôm nay đã xông đại họa. Chỉ sợ sống không đến khi ánh mặt trời ngày mai nhô lên từ phương đông. Nghiêm trọng vậy sao? Phong Phi Vân ra vẻ kinh dị nói. Luật Tam Xuyên lại thở dài. Phong tướng quân làm người quá mức cương trực, vốn đã đắc tội Xâm La Điện Đệ Thất Điện, hiện giờ lại chém giết bốn gã thiên kiêu của Xâm La Điện Đệ Thập Điện, coi như là nửa bước cự kình xông ra họa lớn như thế, cũng phải thân tử đạo tiêu. Có câu là, Tà Tông muốn hắn canh ba chết. Diêm Vương cũng không bảo vệ được hắn quá canh năm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn tướng quân là loại người sợ phiền phức sao? Phong Phi Vân chứng kiến nho y màu trắng dưới hắc bào của Luật Tam Xuyên cũng rất khó chịu, một đời tuyệt đỉnh thiên tài, lại tâm trí không kiên, cam tâm làm nô tài cho Tà Tông, giết hại đồng môn. Luật Tam Xuyên lắc đầu, nói. Phong tướng quân nếu là loại người sợ phiền phức thì đã không đứng ở chỗ này rồi. Chỉ có điều, Luật Mỗ e sợ cho Phong tướng quân không biết lợi hại trong đó. Dưới trướng Tứ Phương Thiên Hầu có một vị thần tướng chiến lực vô song, tên là Cơ Vô Bá. Có thể ngồi vào hàm thần tướng, quả thật có thể nói là chiến lực vô song rồi. Phong Phi Vân lộ ra thần sắc kinh hãi mà hưng phấn, một tên thiên phu trưởng nghe được đại danh thần tướng, tự nhiên nên kích động, đây là biểu hiện bình thường nhất. Thần tướng chính là có thể thống lĩnh trăm vạn thần võ quân. Quân hàm cao hơn thiên phu trưởng cả nghìn lần. Thế nhưng giờ hắn đã chết rồi. Cũng bởi vì hắn nửa năm trước đắc tội một vị trưởng lão Xâm La Điện Đệ Thất Điện, vào một đêm trời tối tháng 1, thần tướng phủ 3.873 người, chết 3.854 người, ngay cả đầu Cơ Vô Bá cũng bị cắt xuống, treo ở đại môn thần tướng phủ. Luật Tam Xuyên bình thản nói, Cơ Vô Bá đích thật là chết vào nửa năm trước, trong vòng một đêm, bị người huyết tẩy thần tướng phủ. Đến nay đây vẫn là một chuyện bí ẩn, hôm nay nếu không phải từ trong miệng Luật Tam Xuyên nói ra thì chỉ sợ vẫn không ai biết là do Tà Tông làm. Đây không phải là còn 19 người còn sống sao? Phong Phi Vân cười nói. Xem ra Tà Tông cũng không phải có thể một tay che trời, vẫn có người có thể trốn được. Luật Tam Xuyên lắc đầu, nói. 19 người còn sống kia còn thê thảm hơn cả chết. 5 người là tiểu thiếp Cơ Vô Bá, 14 người là con gái Cơ Vô Bá. Hôm nay đang bị nhốt trong lục dục cung tại Xâm La Điện Đệ Thất Điện, phàm là đệ tử có cống hiến đối với tà điện đều có thể đi hưởng dụng các nàng. Nửa năm qua đi, 19 nữ nhân này còn sống 7 người, cũng đã rách tung tóe, không lâu trước mới bị đưa đến Thanh Lâu rồi. Phong Phi Vân đã trầm mặc, tiếp theo cười to nói. Ha ha, nhưng mà, ta một mình một người, không có có lão bà, cũng không có con gái a. Luật Tam Xuyên mắt trắng không còn chút máu. Có chút chán nản, mẹ nó, tên Phong Đại Ngưu này quả thực chính là một người hồ đồ, ta là đang đàm luận vấn đề lão bà và con gái sao? Ta là đang nói cho Phong tướng quân một đạo lý, đắc tội Xâm La Điện Đệ Thất Điện chúng ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Luật Tam Xuyên hừ lạnh một tiếng. Chiếu theo ngươi nói,
quả thực có chút nghiêm trọng. Phong Phi Vân nói. Luật Tam Xuyên trong lòng cười lạnh, tên này còn biết sợ hãi là tốt rồi, nói. Điện hạ chúng ta cố ý mời Phong tướng quân, tiến vào Xâm La Điện đệ thất điện, trở thành hộ điện giả của nàng, ân oán lúc trước có thể xóa bỏ, Phong tướng quân ngươi thấy thế nào? Rốt cục cũng nói đến chính sự. Thần võ quân thiên phu trưởng kia lộ ra thần sắc suy tư, Luật Tam Xuyên im im lặng lặng chờ, hắn tin tưởng cho dù người có ngu xuẩn hơn nữa thì vẫn sợ chết. Đó là chuyện không có khả năng, chức trách của bổn tướng quân chính là quét sạch đám tà ma ngoại đạo các ngươi, duy trì thái bình và công đạo, há có thể thông đồng làm bậy cùng các ngươi. Xâm La Điện đệ thất điện là thá gì, dù sao lão tử cũng đã đắc tội rồi, các ngươi muốn giết ta, còn phải hỏi nắm đấm trong tay ta đây. Phong Phi Vân nghĩa chính ngôn từ, rất có phong độ, nước bọt trong miệng phun ra xa hơn 10 trượng, tung tóe lên mặt Luật Tam Xuyên. Nói hay lắm. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu đứng ở đàng xa nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Hắn đã từng ra ngoài mang binh, từng ở qua trong thần võ quân doanh một thời gian ngắn, thần võ quân sĩ tuy rằng mỗi người đều là hán tử thiêu huyết, nhưng lại rất ít thấy người không sợ chết lại tâm trí kiên định như Phong Đại Ngưu. Lòng yêu tài trong lòng hắn càng thêm kiên định. Trong quân ngũ thần tấn vương triều ta lại có lương tướng như thế, thật sự là phúc của vương triều. Phong Đại Ngưu này, bổn công chúa định rồi. La Phù công chúa thanh âm rất kiên định, hết sức coi trọng thần võ quân thiên phu trưởng này, không để cho ngoại nhân nhúng chàm. Thiên phú vô địch cái này cũng đã rất khó được, nhưng càng khó được chính tâm không sợ chết, không cúi đầu, lại chung với vương triều này. Ở trong lòng La Phù công chúa, nếu có thể thu Phong Đại Ngưu vào dưới trướng, bồi dưỡng thành tâm phúc, vậy thì giá trị quả thật còn lớn hơn cả Thích Dạ Lai. Nàng lời này là đang nói cho Phong Đại Ngưu, ngươi là chiến tướng thần tấn vương triều ta. Có ta ở đằng sau làm chỗ dựa cho ngươi, không cần sợ hãi uy hiếp của tà tông. Đương nhiên, nàng đây cũng là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, đừng nên đánh chủ ý gì, thần võ thiên phu trưởng này ta đã định ra rồi, ai cũng chớ tranh giành với ta. La Phù công chúa tuy rằng địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, nhưng cũng không có khả năng chân trụ hết mọi người, dù sao hùng chủ tuổi trẻ địa vị cực lớn ở đây thật sự không ít, trong lòng rất nhiều người đều đã có kế sách ứng đối. Không có khả năng buông tha cho một thiên tài vô địch như vậy. Quan trọng nhất là, tên thiên tài này còn không sợ trời không sợ đất, lại rất có nguyên tắc, mặc cho ai cũng muốn có được một cấp dưới như vậy. Điện hạ Xâm La Điện đệ thập điện cũng động tâm, truyền âm cho Nạp Lan Tuyết Táng. Nạp Lan Tuyết Táng lỗ tai có chút giật giật, sau đó âm u cười, nói. Phong Đại Ngưu, hiện giờ có hai con đường bày trước mặt ngươi. Hai con đường gì? Phong Phi Vân nói. Thứ nhất, quy thuận Xâm La Điện đệ thập điện ta. Thứ hai, chết trong tay ta. Nạp Lan Tuyết Táng nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, khóe miệng nhảy lên, tuy rằng đang cười, nhưng dáng tươi cười lại thập phần chấn nhiếp người. Không thể thu phục được, vậy thì cũng chỉ có thể diệt trừ. Phong Phi Vân thanh âm càng thêm tục tằng, hét lớn. Lão tử hôm nay vốn đã ôm một bụng tức giận, chỉ vì giết đám con cháu rùa tà tông các ngươi mà đến. Nếu đầu nhập vào môn hạ tà tông, chẳng phải tự mình cũng biến thành cháu con rùa rồi sao? Tất cả đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đứng dậy toàn bộ, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong lòng mỗi người đều vô cùng khâm phục vị thần võ quân thiên phu trưởng này, tràn đầy hảo cảm. Luật Tam Xuyên hừ lạnh một tiếng, biết rõ Phong Phi Vân đây là đang mắng hắn. Thật sự là một tên cuồng đồ không biết tốt xấu, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Hiển nhiên Luật Tam Xuyên cũng nhận được chỉ thị giống thế, nếu Phong Đại Ngưu không quy thuận, vậy thì chỉ có thể đánh chết. Luật Tam Xuyên trên đỉnh đầu ngưng tụ một mảnh lãnh vân, nhiệt độ trong không khí chợt hạ xuống gấp 10 lần, hoa mai mềm mại trên cành cũng đông lạnh đến cứng rắn hơn sắt, ba tòa hàn băng núi lớn toàn bộ từ bên trong lãnh vân lao ra. Băng sơn từ trên trời giáng xuống, đỉnh băng sắc bén hơn cả kiếm, nhiệt độ trong không khí lần nữa hạ thấp, khiến mặt đất như bị đóng băng nứt vỡ. Địa ngục hàn băng quyết tầng thứ 6, địa ngục hàn băng sơn. Mộc Đàm Thiên có chút cả kinh, biết rõ đây là tuyệt học của Luật Tam Xuyên. Luật Tam Xuyên vốn là tuyệt đại thiên tài của Vạn Tượng Tháp, thiên phú vẻn vẹn chỉ dưới Thích Dạ Lai. Hai năm trước, Mộc Đàm Thiên và Luật Tam Xuyên đã giao thủ, 9 chiêu bại trận, lúc ấy Luật Tam Xuyên mới tu luyện thành địa ngục hàn băng quyết tầng thứ 5 mà thôi. Hai năm qua đi, tu vị Luật Tam Xuyên lại không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà ngay cả mệnh huyệt cũng mở ra 330 tòa,
cách 360 tòa chỉ còn cách một bước ngắn. Một cái vạn tượng tháp đệ tử muốn thăm dò địa ngục Hàn Băng Sơn uy lực, đem một quả trung giai bảo khí cấp bậc Thiết Châu nghĩ đến trên không ném đi. Bành! Nhưng Thiết Châu cách địa ngục Hàn Băng Sơn, còn có hơn 10 mét đã bị hàn khí kinh khủng kia đông lạnh ra vết rạn, xuất hiện đường vân tựa như mạng nhện vỡ vụn thành từng khối vụn sắt. Luật Tam Xuyên tuy rằng tâm trí mềm yếu, nhưng thiên phú của hắn quả thật khủng bố, đến gần vô hạn thiên tài cấp bậc sử thi, có thể tranh phong với Liễu Thuận Phong và Kỷ Phong. Phong Phi Vân bàn chân mãnh liệt đạp mạnh trên mặt đất, thân thể xông ngược lên, hai tay cầm đao, mãnh liệt chém lên, một đạo đao lãng màu trắng dài hơn 30 thước cuốn ra, như một vòng trăng sáng chiếu bầu trời, hào quang đâm vào khiến người không mở nổi mắt. Hàn khí như đao, nhưng lại không ngăn được đao trong tay Phong Phi Vân. 36 đạo đao khí đồng thời bay ra, bá, 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 bay trong không khí, phát ra tiếng xé gió kịch liệt. Ầm ầm. Ba tòa địa ngục Hàn Băng Sơn suy sụp xuống, hóa thành vô số hàn băng, rơi trên mặt đất, tựa như mây thiên thạch bay xuống, va chạm ra vô số hố to. Phong Phi Vân dẫn theo đao rơi xuống, chiến khải màu đen trên người cũng đông lại một tầng băng cứng dày đặc, chiến đao trong tay ba một tiếng vỡ vụn ra một đạo đường vân. Ba, ba, ba. Tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, thanh chiến đao kia lập tức biến thành mảnh vỡ, chỉ còn một chuôi đao còn nắm trong tay. Ngay cả đao cũng bị đông lạnh vỡ nát, bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ của địa ngục Hàn Băng Sơn kia thấp cỡ nào. Ha ha, Phong Đại Ngưu chiến lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi ngay cả đao cũng không có, còn đánh với ta thế nào đây? Luật Tam Xuyên giọng mỉa mai cười, tên thần võ quân thiên phu trưởng này cũng không gì hơn cái này. Có vài người rất không quen nhìn tên cẩu nô tài của Tà Tông Luật Tam Xuyên này, rất nhiều thiên chi kiều nữ vạn tượng tháp sở dĩ bị người Tà Tông bắt. Đều là vì Luật Tam Xuyên chỉ điểm, cuối cùng rơi vào trong ma trường. Loại bại hoại vạn tượng tháp khuất thân làm nô, vương bát đản giết hại đồng môn này quả thực càng đáng giận hơn cả đệ tử Tà Tông. Rất nhiều đệ tử vạn tượng tháp định đưa thần binh lợi khí của mình cho thần võ thiên phu trưởng, trợ hắn chém giết tên chó chết Luật Tam Xuyên kia, nhưng lại đều bị Phong Phi Vân từ chối nhã nhặn. Không có đao thì như thế nào, tay không tấc sắt, chiến lực ta càng mạnh hơn nữa. Trong đầu Phong Phi Vân 40 đạo thần thức lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tòa tiểu diễn tế đàn, hào quang xoay chuyển, liền từ trong thân thể nổ bắn ra. Một mảnh thần mang màu đen lơ lửng trời cao, có lôi điện và hỏa diễm nhảy lên trong đó. Tiểu diễn thuật chi chu thiên hám tiên trùy. Lại là một thanh thần trùy màu đen cao mấy trăm thước, chiến uy nước cuộn trào, như cự thân lôi thần hàng câm, cầm trùy hám thiên, trực tiếp ép xuống Luật Tam Xuyên. Luật Tam Xuyên thi triển địa ngục Hàn Băng Sơn, muốn ngăn cản Chu Thiên Hám Tiên Truy, ba tòa băng sơn, đứng vững giữ may xanh, nhưng lại bị Chu Thiên Hám Tiên Truy đánh nát bàn tay dễ dàng. Chu Thiên Hám Tiên Truy vô kiên bất tồi, căn bản không cách nào ngăn cản. Oanh! Bàn tay Luật Tam Xuyên bị đánh ra một vết máu, máu tươi chảy dài trên bàn tay trắng nõn, thân thể bị đánh chìm xuống đất giống như bị chôn sống. Lực lượng Chu Thiên Hám Tiên Truy quả thật quá lớn. Chính là dùng tiểu diễn thuật biến hóa mà thành, có thể mượn một tia cấm khí viễn cổ trong truyền thuyết cho mình sử dụng, giống như linh thông trên thiên công bảo điển cũng chưa chắc ngăn cản được. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ ra tiểu diễn chi thuật 42 phần 10, có thể dùng hai chiêu thần thông, Chu Thiên Hám Tiên Truy chính là một chiêu trong đó. Viễn cổ cấm khí không thể địch, cho dù là một đạo hư ảo cũng có thể nhất kích phát vạn pháp. Luật Tam Xuyên bay ra khỏi bùn đất, nhỏ y màu trắng trên người xuất hiện vết rách dài. Lập tức cởi ra, nó bay trong không khí và biến lớn trăm trượng, giống như một cái tui càn khôn. Bộ nho y này bên trong có dán phù lục giới linh thạch, chừng 720 tấm, hào quang lập lòe, giống như ảy 120 cái đèn lập lòe, cô đọng thành thế giới. Khó trách hắn đầu nhập vào điện thứ 7 của Sâm La Điện nhưng không có cởi nho y ra, thì ra là như thế. Phong Phi Vân lật tay đánh một trường, hào quang màu đen bay ra, lại đánh ra Chu Thiên Hám Tiên Truy. Bàng bạc như núi sắt va chạm với nhau, chấn vỡ mấy chục tấm phù lục trong nội y, nhưng mà không có công phá được nó, giống như tảng đá ném vào trong biển rộng. Bộ nho y màu trắng này có mây xanh lượn lờ, thu Phong Phi Vân vào trong. Ha ha, dễ dàng bắt ngươi như thế, quả nhiên là người thô kệch chỉ biết sử dụng man lực. Luật Tam Xuyên khinh thường cười cười, trên bàn tay ngưng tụ hào quang, thu hồi nho y và nắm trên tay. Áo trắng như túi. Có thể dung nạp thiên địa, thu một người tự nhiên không nói đùa.
Sắc mặt đệ tử Vạn Tượng Tháp khó chịu nổi, Phong Đại Ngưu thua trong tay Luật Tam Xuyên tên chó chết này, ngay cả thân thể cũng bị thu vào trong túi càn khôn nhỏ, chết chắc rồi. Oanh! Áo trắng càn khôn chấn động kịch liệt, bành trướng lớn như một cái đại điện, nó sắp nứt vỡ ra. Cái thằng này! Sắc mặt Luật Tam Xuyên đại biến, vội vàng đánh địa ngục hàn băng khí ra, muốn đóng băng túi càn khôn nhưng mà trễ rồi, túi càn khôn bị thanh đồng linh thuyền nứt vỡ. Thanh đồng linh thuyền bành trướng tới 70 mét, dài như hai cái đại điện. Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng lao tới, trong tay cầm một góc thanh đồng linh thuyền như cầm một tòa núi lớn, trực tiếp đập mạnh vào đỉnh đầu Luật Tam Xuyên, đánh nửa cái đầu Luật Tam Xuyên bay ra ngoài, có một khối sợ trắng bay ra. Bành! Luật Tam Xuyên quay 5 vòng trong không khí, bành một tiếng lăn trên mặt đất. Đánh chết TNG trùng lên não hại đồng môn. Giọng của Phong Phi Vân như sấm. Tiếp tục cầm thanh đồng linh thuyền công kích, Luật Tam Xuyên liều chết chống cự, tế ra 5 kiện bảo khí, nhưng bị hào quang của thanh đồng linh thuyền chấn vỡ, hóa thành bột phấn. Răng rắc, Luật Tam Xuyên một chân bị đánh gãy tới đùi, bị thanh đồng linh thuyền đánh bay ra ngoài, bọt máu bắn tung tóe lên người của hắn, áo đen trên người bị chấn vỡ thành từng mảnh, giống như hồ điệp bay múa. Đánh chết loại nhu nhược đầu nhập vào tà tông. Thanh đồng linh thuyền khổng lồ. Dấu gì xét loang lổ đánh xuống lần nữa, đánh cánh tay Luật Tam Xuyên vỡ nát, hóa thành bãi bùn máu trên bả vai. Luật Tam Xuyên đánh ra 9 trưởng địa ngục hàn băng sơn, nhưng căn bản không thể ngăn cản thanh đồng linh thuyền, bị nghiền nát dễ dàng. Thanh đồng linh thuyền thánh uy bực nào, nếu muốn giết hắn chỉ một kích là đủ, nhưng mà Phong Phi Vân không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. Luật Tam Xuyên đúng là kẻ nhu nhược, bắt đầu cầu khẩn. Hoàn toàn không có nửa phần cốt khí của tu tiên giả. Toàn trường náo động lên, không chỉ có đệ tử Vạn Tượng Tháp xem thường hắn, mà ngay cả đệ tử điện thứ 7 Xâm La Điện cũng không chịu nổi, rất xem thường Luật Tam Xuyên kẻ nhu nhược này. Đệ tử Tà Tông cùng hung cực ác, nhưng vẫn là người có cốt khí, giống như Hoàng Đạo Nam, Hắc Phong Nham là thiên kiêu Tà Tông chết trong tay Phong Phi Vân, cho dù chết cũng không cầu khẩn nửa câu. Tu tiên giả không chỉ có được ngạo khí, càng có được cốt khí. Bằng không bị đánh hai cái liền quỳ trên mặt đất xin tha thứ, vậy tu tiên làm cái gì? Ta không đánh, đánh người ta cũng ngại bẩn tay, ta giết con chó ngươi chỉ để biểu diễn thôi. Phong Phi Vân sát khí đằng đằng, con mắt đỏ lên, thật sự có tâm giết người. Luật Tam Xuyên tự nhiên cũng cảm nhận được sát khí đậm đặc của hắn, trong lòng biết cho dù cầu khẩn thế nào thì đối phương cũng không buông tha mình, cắn chặt hàm răng, một chân đứng lên, có ý định chiến đầu liều chết. Đây là người bức ta, người đi chết đi, thiêu đốt huyết dịch, lực lượng trời ban. Vị trí cánh tay đứt của Luật Tam Xuyên có huyết dịch chảy ra như suối, chúng bốc cháy trong không khí, 330 mệnh huyệt mở ra như 330 vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí trong không khí. Địa ngục hàn băng quyết tầng thứ 7, địa ngục hàn băng giới. Đây là át chủ bài cuối cùng của Luật Tam Xuyên, muốn thiêu đốt một nửa tuổi thọ, tăng thêm một nửa tiềm lực thi triển lực lượng nghịch thiên. Địa ngục hàn băng giới. Thiên địa như biến thành thế giới hàn băng, trời là màu xanh, hơn là màu xanh, không khí cũng là màu xanh, còn lơ lửng vô số núi băng lớn, bao phủ toàn bộ thiên mai trang viên vào trong, vô số cây mai trong nháy mắt bị băng đông cứng. Địa ngục hàn băng uy lực còn lớn gấp 5 lần địa ngục hàn băng sơn. Đánh ngươi không có thương lượng. Toàn thân Phong Phi Vân bị hàn băng đông cứng, trên cánh tay đã kết băng dày đặc. Nhưng không thể ngăn cản tâm giết người của hắn, tay cầm thanh đồng linh thuyền đi lên nhanh chóng, địa ngục hàn băng giới bị đánh sụp đổ một đám lớn. Thu hồi thanh đồng linh thuyền, trực tiếp xông vào địa ngục hàn băng giới, đi tới nhắc thân thể Luật Tam Xuyên lên sau đó nện mạnh vào đất, thân thể chia 5 xẻ 7, máu tươi chảy dài trên người Phong Phi Vân. Oanh! Luật Tam Xuyên bị Phong Phi Vân đập chết trên mặt đất. Địa ngục hàn băng giới sụp đổ, lộ ra một nam tử toàn thân đẫm máu. Đứng trong gió rét, dáng người to lớn cao ngạo. Tình cảnh này giống như chiến sĩ đứng thẳng cuối cùng trên chiến trường, trên đất toàn là tử thi, toàn thân đẫm máu, hắn vẫn không ngã xuống, không người nào có thể ép hắn ngã xuống. Liễu Thừa Phong là tuyệt đại thiên kiêu, giờ phút này cũng có cảm giác hít thở không thông, cảm giác được áp lực cực lớn, rốt cuộc sát tinh này xuất hiện từ đâu, chẳng lẽ muốn giết hết đệ tử Tà Tông mới cam tâm. Kỷ Phong nhìn chằm chằm vào thiên phu trưởng trước mặt. Trong mắt hiện ra một đạo tinh quang, một màn này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, chẳng phải lúc đó Phong Phi Vân cũng như vậy,
gài bẫy người ta không đền mạng, rất nhiều tuyệt đại thiên tài đều chết trong tay của hắn. Phong Đại Ngưu quá trâu bò rồi, ngay cả Luật Tam Xuyên cũng bị hắn đập chết. Tuy đệ tử Vạn Tượng Tháp đều hy vọng Luật Tam Xuyên chết trong tay Thiên Phu trưởng thần Vũ Quân, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh chính thức này, đột nhiên sinh ra không tin, dù sao Luật Tam Xuyên tại Vạn Tượng Tháp danh khí quá lớn, xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, hôm nay phơi thây tại chỗ khiến người ta có cảm giác không chân thật. Nụ cười trên mặt Nạp Lan Tuyết Táng đã sớm biến mất, con mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, xem hắn thành đối thủ đáng sợ, chín chuôi cổ kiếm lơ lửng sau lưng hắn không ngừng run run. Bá, 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 bá. Cửu kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hóa thành chín bóng kiếm lơ lửng trước mặt Nạp Lan Tuyết Táng, mũi kiếm trực chỉ Phong Phi Vân, vẫn kêu vang đăng đăng. Đây là khi gặp được cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể dẫn phát dị tượng cửu kiếm hộ chủ, ngay cả kiếm cũng cảm nhận uy hiếp, tự động bay ra, thủ hộ chủ nhân. Trở về. Nạp Lan Tuyết Táng quát một tiếng, chín chuôi cổ kiếm giống như hài tử nghe lời quay trở về trong vỏ. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Tuyết Táng thật không đơn giản, không ngờ huấn luyện kiếm tới mức độ này, cũng không biết hao phí bao nhiêu công sức mới đạt tới cảnh giới luyện kiếm như nô. Hắn đã là nô lệ của kiếm, mà kiếm cũng là nô lệ của hắn. Đây là cảnh giới kiếm đạo của cổ kiếm tu, ngay cả rất nhiều cự kình cũng chưa chắc tu luyện được như thế. Nạp Lan Tuyết Táng mới là thần cơ đại viên mãn đã đạt tuốt cảnh giới này, khó trách được xưng là một trong ba người đáng sợ nhất thế hệ trẻ Tà Tông, ngay cả đệ tử Tà Tông cũng sợ hắn. Phong Đại Ngưu, khóe miệng Nạp Lan Tuyết Táng nhếch lên, đọc cái tên này một tiếng, nói. Nạp Lan Tuyết Táng ta lúc 5 tuổi đã nấu mẫu thân, ăn huyết nhục của nàng, sau lại kích sát phụ thân, lấy máu của hắn huyết tế cửu kiếm. Chặt đứt thân tình, chặt đứt nhân tính, chỉ vì tu luyện cửu u tuyệt tình ma kiếm. Lúc 10 tuổi ta ra khỏi gia tộc, đi nửa thần tấn vương triều, dùng giết người để tu luyện kiếm quyết, dùng ăn thịt người để tự nói với mình, nếu ngươi không ăn người sẽ bị người khác ăn mình. Tuổi của Nạp Lan Tuyết Táng cũng chỉ 14-15, ăn mặc áo choàng hoa y gấm vóc. Sau lưng buộc một cái túi đen, lớn lên vô cùng thanh tú, rất giống một vương tôn công tử. Nhưng mà hắn nói ra những lời này thì khiến người ta không rét mà run. Ngay cả thân tình cũng có thể chém giết, tuyệt tình kiếm này đáng sợ bao nhiêu. Vì sao ngươi nói với ta những chuyện này? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén của Nạp Lan Tuyết Táng, đây là con mắt còn lạnh hơn cả địa ngục Hàn Băng Sơn. Bởi vì ngươi đã có tư cách nghe câu chuyện của ta. Nạp Lan Tuyết Táng cười lạnh nói. Vậy thì đúng là vinh hạnh rồi. Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng không cần vinh hạnh, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sau khi giết ngươi, ta sẽ uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, bởi vì ngươi đã có tư cách kia. Nạp Lan Tuyết Táng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, vô cùng lạnh lẽo. Cái này, dường như không phải là chuyện vinh hạnh gì. Phong Phi Vân nói như vậy, kiếm của Nạp Lan Tuyết Táng cũng bay ra. Tiên ảnh kiếm. Đây là một thanh kiếm dày như đá, đại khí cổ xưa, cho người ta cảm giác nặng nề, nó dài 2 mét. Một kiếm bay ra, kiếm khí nhanh như tia chớp. Phong Phi Vân cũng dùng hoàng thổ thuật khống chế lực lượng thổ thuộc tính, nhưng lại hoàn toàn không ngăn được tiên ảnh kiếm, bị kiếm khí đâm thủng cánh tay, áo giáp bị đâm rách, nếu không phải tốc độ của Phong Phi Vân rất nhanh, một kiếm này đã chém cánh tay của hắn xuống. Trong kim hàm thổ, trong thổ hàm kim. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấu chất liệu của thanh cổ kiếm này, khó trách dùng hoàng thổ thuật không cách nào ngăn cản được, bên trong còn có kim lực lượng. Chuôi cổ kiếm này trong lịch sử thần tấn vương triều thập phần nổi danh, nghe đồn chính là thanh kiếm thiên sinh địa dưỡng, nơi ra đời là một trong 8 đại di tích cửu U Phong. Vừa bắt đầu chỉ sinh ra cái bóng, thời điểm mặt trời mọc thì bóng kiếm dựng đứng trên vách đá. Không có thật thể, chỉ là một cái bóng. Thẳng đến ngàn năm sau thì kiếm thế mới mọc dài ra khỏi đất, cũng bởi vậy được gọi là kiền ảnh kiếm. Xíu, yêu yêu. Kiền ảnh kiếm hóa thành một đạo hình cung, lần nữa bay tới, thanh đồng linh thuyền hiển hóa ra, đánh bay ra ngoài, trên vách đá sinh ra hoa lửa, hỏa tinh tung tóe hơn 10 thước. Thanh đồng linh thuyền đã bị nữ ma tế luyện qua, tuy còn không có thức tỉnh thánh linh chi khí, nhưng chỉ bằng thân tàu khổng lồ cũng đã có thể phát huy ra lực lượng vượt qua linh khí bình thường. Tiên ảnh kiếm xuất liên tục 8 kiếm, Phong Phi Vân cũng 8 lần tế thanh đồng linh thuyền ra ngoài, 8 lần bị đánh bay. Thiên lộc kiếm, địa tuyền kiếm, nhân hoàng kiếm,
ánh mắt Nạp Lan Tuyết Táng lăng lệ, ngón tay niết kiếm quyết, sau đó bay ra ba thanh kiếm hợp với kiền ảnh kiếm, tổng cộng 4 chuôi, muốn chém Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Táng dĩ vãng đối địch xuất ra một thanh kiếm, công một chiêu có thể đánh chết 9 thành địch nhân. Người có thể buộc hắn dùng 2 thanh kiếm, tổng cộng cộng lại cũng không cao hơn 20. Có thể làm cho hắn tế 3 thanh kiếm chưa tới 3 người. Nhưng mà hiện tại hắn trực tiếp sử dụng 4 thanh kiếm, bởi vậy có thể thấy được hắn coi trọng Phong Phi Vân như thế nào. 4 kiếm cũng ra, kiếm khí giao tung, có 4 đạo uy áp khác nhau tỏa ra, nếu như người tâm trí không kiên định, lúc 4 thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ cũng đã không còn can đảm, sẽ bị kiếm đâm nội thương. Người ngoài có lẽ không cảm nhận được sự đáng sợ của bóng kiếm, nhưng mà Phong Phi Vân đứng trong phạm vi của 4 thanh kiếm lại nhìn thấy 4 con cự long. 4 kiếm lực uy hiếp vượt xa địa ngục hàn băng giới. Bá! Thiên Lộc kiếm chém vào cổ Phong Phi Vân, lôi ra một đạo kiếm quang mỏng manh, cắt lấy một sợi tóc phân thành 2 nửa trong không khí. Nguy hiểm thật! Thiên Lộc kiếm, Địa Tuyền kiếm, Nhân Hoàng kiếm đều xuất thân từ cùng một nơi, cùng một người. Chính là đệ nhất luyện khí đại sư Mộc Liên Tam của thần Tấn Vương triều từ trước tới nay. Ngay cả Ngọc Tỷ, thần Vương lệnh, hậu lệnh ba thánh vật của hoàng tộc cũng xuất ra từ trong tay Mộc Liên Tam. Người này chuyên tâm vào nghiên cứu thiên địa nhân, đều dùng 3 cái này làm cơ sở, một lần luyện sẽ ra 3 thứ. Thiên Lộc, Địa Tuyền, Nhân Hoàng, 3 thanh kiếm chọn dùng chất liệu hoàn toàn giống nhau, nhưng mà sau khi tế luyện thì hoàn toàn khác nhau, đại biểu cho 3 kiếm đạo khác nhau. Ba kiếm này liên hệ chặt chẽ, uy lực còn đáng sợ hơn kiền ảnh kiếm nhiều, mỗi một lần đều đâm vào chỗ hiểm của Phong Phi Vân, có mấy lần đâm xuyên áo giáp chạm vào làn da của hắn. Uy lực 4 kiếm này cũng không bá đạo, nhưng mà chúng như du long, lại có thể làm cho thanh đồng linh thuyền không có đất dụng võ, bức Phong Phi Vân càng thêm nguy hiểm. Tiểu diễn thuật chi thiên đấu linh đài. Phong Phi Vân thu hồi thanh đồng linh thuyền, tế ra tiểu diễn thuật đệ nhị chiêu. Trong không khí truyền tới chấn động kịch liệt, giống như gợn sóng nước xuất hiện, 40 đạo sóng nước hiện ra, hóa thành một tế đàn hình tròn bao phủ Phong Phi Vân, xoay tròn thật nhanh, bỏ qua 4 thanh kiếm này lại phía sau. Bành, bành, bành. Thiên đấu linh đài hộ thân, 4 kiếm căn bản không thể chạm vào thân thể Phong Phi Vân, bị ngăn ở bên ngoài. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu a. Thân thể Phong Phi Vân đột ngột mọc lên từ mặt đất, sát khí bao phủ Nạp Lan Tuyết Táng. 40 cổ đài không ngừng xoay tròn, hào quang lập lòe, toàn bộ đều đánh về phía Nạp Lan Tuyết Táng. Ầm ầm, thiên đấu bệ thần không ngừng xoay quanh mặt đất, lực lượng cuồn cuộn không dứt, Nạp Lan Tuyết Táng không thể không lần nữa niết động kiếm quyết, tế ra thanh kiếm thứ 5. Cự khuyết kiếm. Đây là thanh cự kiếm dài 3 trượng, cự khuyết có thể chảm long, một kiếm vừa xuất đã chém nát 40 tòa thiên đấu linh đài. Nhưng trong nháy mắt linh đài vỡ vụn. Một bàn tay lớn đánh ra ngoài, phía trên có 5 sắc thái bao phủ lực lượng ngũ hành, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Nạp Lan Tuyết Táng, chấn vỡ mũ trên đầu của hắn, tóc dài mất trật tự rủ xuống. Nếu không phải 5 kiếm quay về hộ chủ, một chưởng này không chỉ đánh vỡ cái mũ của Nạp Lan Tuyết Táng đơn giản như thế. Nạp Lan Tuyết Táng cũng đã dùng tới 5 thanh kiếm rồi. Liễu Thừa Phong chật chật rung động, Phong Đại Ngưu này quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Một trận chiến hôm nay, cái tên Phong Đại Ngưu nhất định vang vọng cả thần Tấn Vương triều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không chết trong tay Nạp Lan Tuyết Táng. Một kích không có đắc thủ, Phong Phi Vân lui ra xa, bay tới trên không rừng mai, đứng trên hoa mai đỏ thẫm, ngưng tụ linh khí lần nữa, huyễn hóa ra 40 tòa thiên đấu linh đài, thủ hộ thân hình. Nạp Lan Tuyết Táng càng cường đại hơn dự đoán của Phong Phi Vân, đã tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cực kỳ khủng bố, trong thế hệ trẻ. Người tu hành kiếm thuật không ai có thể vượt qua hắn. Nội tâm Phong Phi Vân bình thản, con mắt nhìn chằm chằm vào 5 thanh cổ kiếm kia, không dám thư giãn nửa phần, bởi vì một khi sơ ý đều có thể thân tử đạo tiêu. Bá! 5 thanh cổ kiếm bay tới lần nữa, dùng kiền ảnh kiếm cầm đầu, thiên lộc kiếm, địa tuyền kiếm, nhân hoàng kiếm theo sau, cự khuyết kiếm bay ở sau cùng, kiếm quang kéo dài ra mấy chục thước, giống như 5 ngôi sao băng vượt qua không trung. Chỉ trong tích tắc 5 đạo hào quang đâm thẳng vào thiên đấu linh đài, oanh, 5 kiếm này có uy lực không thể ngăn cản, ngay cả thiên đấu linh đài cũng run lên mãnh liệt, bị công phá một góc. 5 kiếm bay bay vòng qua linh đài, đâm thẳng vào trái tim Phong Phi Vân. Oanh, thanh đồng linh thuyền bay ra lần nữa, ngang nhiên đụng một cái, 5 thanh cổ kiếm lúc này ảm đạm lại và rơi ra ngoài,
sau đó nằm im tại chỗ nhưng không có đứt gãy. Sau khi năm thanh kiếm bị đánh tan, chúng lại bay về. Rõ ràng chỉ có năm chuôi kiếm, nhưng mà bóng kiếm lại đầy trời, thật giống như có ngàn vạn thanh kiếm công kích Phong Phi Vân, bao phủ thân thể của hắn không có khe nứt nào cả. Đăng, đăng, đăng. Không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ Phong Phi Vân ra tay như thế nào, chỉ có thể nghe được âm thanh kim loại va chạm, đây là cổ kiếm đụng linh thuyền, âm thanh này rất lớn và vang dội, giống như hạt mưa rơi trên mái hiên. Nạp Lan Tuyết Táng hiện tại không thoải mái, muốn đồng thời toàn lực khống chế năm chuôi cổ kiếm, nhưng mà tiêu hao linh khí và thần thức cực kỳ lớn, tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường không cách nào phát động công kích, một hô hấp cũng có thể ép khô linh khí trong người, thần thức cũng bị trọng thương. Nạp Lan Tuyết Táng đã mở ra 350 cái mệnh huyệt, chỉ thiếu chút nữa là độ địa kiếp, đoạt thiên mệnh. 350 mệnh cung trên người của hắn đồng thời mở ra, giống như 350 dòng linh tuyền, toàn lực cướp đoạt linh khí rót vào trong người của hắn. Máu trong người Phong Phi Vân sôi trào, vận chuyển càng lúc càng nhanh, huyết dịch màu vàng cuộn trào, giống như dòng sông đang ngập nước, có một loại cảm giác không bị khống chế. Biến trái tim thành lò luyện, biến huyết mạch thành dòng sông. Huyết dịch bắt đầu lột xác, mặt ngoài từng giọt máu của hắn có linh khí bao phủ, bắt đầu lắng đong sâu vào trong huyết dịch, có dấu hiệu phản phát quy chân. Phong Phi Vân đại hỉ, bất tử phượng hoàng thân bắt đầu tới cảnh giới thứ tư hoán huyết, huyết dịch sắp từ màu vàng biến thành màu đỏ, trong quá trình này cần hấp thu rất nhiều linh khí. Nếu hoàn thành lần thay máu thứ tư, thể chất tăng lên một bước dài, không những chiến đấu vượt cấp 3 tiểu cảnh giới, càng có thể tiến vào cấp sử thi. Nạp Lan Tuyết Táng không chỉ là đệ tử điện thứ 10 đơn giản như vậy, nghe đồn hắn đạt được thượng cổ cửu U Phong truyền thừa, cho nên được xưng là cửu U Ma Đồ. 9 chuôi kiếm của hắn đều có lai lịch, là truyền thừa bất hủ thượng cổ lưu lại, không biết nguyên nhân gì mà bay tới ao ké ếm trong cửu U Phong, bị Nạp Lan Tuyết Táng kế thừa. Hắn từng giết cha luyện kiếm, trên thân mỗi chuôi kiếm đều có máu của cha hắn. Trận đại chiến này hoàn toàn vượt qua mọi người suy nghĩ, rung động khó tin. Ngay cả mấy điện hạ tà tông cũng động dung, bọn họ tại thần cơ đại viên mãn đều chưa có tu vị cường đại như thế. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, một đám người không che giấu cái gì cả. Nghe đồn Nạp Lan Tuyết Táng chính là thiếu công tử của Nạp Lan gia tộc, đáng tiếc bởi vì mẹ hắn sinh ra hắn thân phận hèn mọn, nàng bị cha hắn cưỡng hiếp nên sinh ra hắn, cho nên hắn tại Nạp Lan gia tộc địa vị thập phần thấp, ngay cả nô bộc cũng khi dễ hắn, ngay cả cơm cũng không cho hắn và mẹ hắn ăn. Mùa đông khắc nghiệt, đói khổ lạnh lẽo, đám người ở bên ngoài căn phòng đều cho rằng hai mẹ con của hắn đói chết, Nạp Lan Tuyết Táng miệng đầy máu tươi đi ra ngoài, sau đó chém giết toàn bộ đám người bên ngoài phòng, một cũng không lưu, sau đó đi ra khỏi Nạp Lan gia tộc, biến mất trong gió tuyết lạnh thấu xương. Về sau, có người đi vào gian phòng xem xét, bị cảnh tượng rung động làm hoảng sợ, phát hiện trong nồi có một người, đúng là mẹ của Nạp Lan Tuyết Táng. Nạp Lan Tuyết Táng ăn thịt mẹ mình mới sống sót. Lại 5 năm, Nạp Lan Tuyết Táng lưng cõng cửu kiếm đi xuống cửu U Phong, tru sát cha hắn, dùng máu cha hắn tế luyện cửu kiếm, sau đó một đường đi về phía Tây. Lại qua 3 năm đi 9 vạn dặm, một đường giết người luyện kiếm, những nơi đi qua không còn vật sống, cuối cùng bái nhập vào điện thứ 10 Xâm La Điện. Nạp Lan Tuyết Táng lại bái vào trong điện thứ 10 từng có một trận chiến với Thập Điện Hạ. Khi đó Nạp Lan Tuyết Táng tu vị mới đạt tới thần cơ đại viên mãn, mà Thập Điện Hạ đã là thiên mệnh nhất trọng. Cửu kiếm của hắn đều xuất hiện, ngay cả Thập Điện Hạ cũng không làm gì được hắn. Đây là một thiếu niên đáng sợ, rất nhiều người nghe được chuyện hắn trải qua cũng bắt đầu run sợ, đừng nói chiến đấu với hắn, cho dù bị hắn nhìn cũng khiến người ta run sợ nội tâm. Cũng khó trách muốn Liễu Thừa Phong là thiên kiêu tuyệt đỉnh cũng không muốn giao thủ với hắn. Giao thủ với loại người này gánh nặng tâm lý quá lớn. Sau khi giao thủ với Thập Điện Hạ Xâm La Điện, kiếm của Nạp Lan Tuyết Táng cũng ít khi ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ thì phải thấy máu tươi. Ta vốn cho rằng thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng có thể ngăn cản 3 thanh kiếm của hắn cũng đã coi như không tệ, lại không ngờ hắn đồng thời ngăn cản 5 thanh kiếm. Đối với người hơi am hiểu Nạp Lan Tuyết Táng, giờ phút này đều khó bình tĩnh được. Mà đám thiên kiêu vạn tượng tháp sắc mặt vô cùng khó chịu, như Mộc Đàm Thiên, Mộc Ngôn, Đại Thực Quốc Tam Vương Tử, con trai trưởng Hổ Thiên Hầu cũng đang suy tính có thể ngăn cản mấy kiếm của Nạp Lan Tuyết Táng, nhưng mà suy tính ra kết quả, tuy khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch, không ngừng lắc đầu. Phố kiếm. Chuôi kiếm thứ 6 bay ra.
Một thanh cổ kiếm này mảnh như ruột cá, thân kiếm như châm, dài đến 2 mét, có một đạo hào quang màu trắng vẩn quanh thân kiếm, rất giống như ánh trăng trên biển, kiếm trong nước. Kiếm âm bén nhọn, ngoài 300 dặm có thể nghe được. Oanh! Sau khi thanh kiếm thứ 6 hiện ra, triệt để trấn áp thần vũ quân Thiên Phu trưởng. Phố kiếm quả thực không kiên không phá, lúc đâm vào trong áo giáp đã đâm phá ra ngoài đan điền của Phong Phi Vân, có máu chảy ra. Bàn tay Phong Phi Vân bài xuất lực lượng 8 đầu kỳ ngưu, đánh lệch phố kiếm ra ngoài, nhưng vẫn lưu lại vết máu trên kiếm. Nếu như chỉ chậm hơn một chút, như vậy chỉ sợ không phải có vết máu đơn giản như vậy, thân thể cũng bị chém ngang lưng. Một giọt máu màu vàng mang theo tơ máu màu đỏ hiện ra. Trong lòng Phong Phi Vân hoảng sợ, kiếm quyết này thật đáng sợ. Toàn lực thúc dục bất tử phượng hoàng thân, huyết dịch màu vàng tuôn ra, tốc độ nhanh gấp 2 lần, vô số linh khí không ngừng rót vào trong người của hắn. Thanh kiếm thứ 6, trong 30 chiêu Phong Đại Ngưu nhất định chết tại chỗ, ồ, không đúng. Xảy ra chuyện gì? Một ít tu sĩ cường đại ở đây cảm nhận được khí tức không đúng. Cảm giác thiên địa linh khí không ngừng hỗn loạn, không ngừng hội tụ vào gió lốc, mà phong nhãn chính là áo giáp của Phong Đại Ngưu. Đây là một loại thoát biến, giống như thiên địa bổn nguyên rung động. Loại cảm giác này giống như cái kén trên nhánh cây rung động, trong tích tắc kén sẽ phá vỡ, sẽ biến thành bướm bay đi. Vốn là phù công chúa cũng đã chuẩn bị ra tay, cho dù chủ động nhận thua cũng phải bảo vệ Phong Đại Ngưu một mạng, không muốn thiêu tài tuyệt đỉnh chết trong tay Nạp Lan Tuyết Táng. Nhưng mà bàn tay trắng như ngọc của nàng vừa vươn lên đã thu hồi lại, nàng cũng cảm giác được khí tức không tầm thường. Đây là sắp đột phá cảnh giới. Rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh vào lúc sống chết trước mắt đều có thể kích phát tiềm lực thân thể, do đó phá tan bình cảnh, đột phá cảnh giới. Rất nhiều người ở đây đều cho rằng như thế. Phong Đại Ngưu này đúng là không đơn giản, không chỉ có thể bức Nạp Lan Tuyết Táng xuất ra 6 thanh cổ kiếm, lại có thể trong lúc sống chết kích phát tiềm lực bản thân. Tăng cảnh giới lên. Nếu cảnh giới của hắn tăng thêm một bước, có lẽ có thể bức Nạp Lan Tuyết Táng sử dụng kiếm thứ 7. Một ít người tu vị cường đại đều nhìn ra Phong Đại Ngưu mới mở ra 64 tòa mệnh huyệt, tiềm lực cực lớn, tu vị sau khi tăng lên sẽ vô cùng cường đại. Nhưng mà Nạp Lan Tuyết Táng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội tăng tu vị lên. Tất cả mọi người vận chuyển ra linh nhãn, nhìn xuyên qua ảo diệu của 6 thanh kiếm quan sát Phong Đại Ngưu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trúng 5 vết kiếm, xem ra Nạp Lan Tuyết Táng đã động sát cơ chân chính. 5 đạo kiếm thương này kiếm khí không tiêu tán, cắt nát làn da và tiến vào trong người đối thủ. Oanh! Trên người Phong Đại Ngưu kim quang bắn ra, vị trí ngực có linh quang sáng ngời xuất hiện, phun ra hào quang mờ mịt, có một mệnh huyệt mở ra. Đây là mệnh huyệt thứ 60 năm. Linh thạch cùng linh dược có thể phụ trợ tu sĩ phá tan mệnh huyệt. Nhưng mà Phong Đại Ngưu hiện tại mở mệnh huyệt không phải bằng vào lực lượng linh thạch cùng linh dược, mà là hắn kích phát tiềm năng bản thân, nứt vỡ thân hình, xông phá mệnh huyệt. Mỗi khi mở một mệnh huyệt thì lực lượng sẽ tăng thêm một ít. Oanh, oanh, oanh. Lại có 3 tiếng nổ vang lên. 3 mệnh huyệt ở đùi trái Phong Đại Ngưu đã mở ra, trong mệnh huyệt có 3 đạo linh quang bắn ra ngoài, lốc xoáy lưu động như 3 phong nhãn nhỏ. Mệnh huyệt thứ 66, 67. Thứ 68 đã mở ra. Mệnh huyệt trên đùi mở ra, có thể vận chuyển linh khí tới chân, tốc độ trở nên nhanh hơn. Bất tử phượng hoàng thân thay máu lần thứ 4 rất gian nan, huyết dịch muốn theo linh động, chuyển chất phác, đạt tới cảnh giới phản phác quy chân và trở lại thành màu đỏ cũng không phải giống như người bình thường. Quá trình này nhất định phải hấp thu rất nhiều linh khí vào trong cơ thể, những linh khí này đa số sẽ lắng đọng trong huyết dịch, nhưng mà thân người thừa nhận linh khí có hạn. Điều này sẽ dẫn tới câu thông với linh khí và thiên địa càng bức thiết. Vì vậy quá trình này sẽ phải dẫn phát xông phá mệnh huyệt, để hoàn thành tiến trình thay máu. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh vang lên liên tục, thân thể Phong Phi Vân không ngừng có máu chảy ra, vô số mệnh huyệt bị cưỡng ép va chạm bắn ra ngoài. Mệnh huyệt thứ 69, thứ 70, thứ 93, thứ 94. Tốc độ lưu chuyển huyết dịch trong người không ngừng nhanh lên. Cũng đã vượt qua hạn chế cực hạn thân thể thừa nhận, phát sinh va chạm bắn ra ngoài cuối cùng hoàn toàn va chạm ở vị trí trái tim. Mỗi một lần hoàn thành vận hành, đều là một lần rèn luyện với thân thể. Trải qua 1.400 lần rèn luyện, tốc độ chảy của huyết dịch đạt tới đỉnh. Oanh! Thân thể Phong Phi Vân chấn động mạnh một cái,
một đám huyết vụ lớn bắn ra khỏi người, làn da đều bị chấn nát, bị máu tươi nhuộm đỏ, đó là máu tươi không ngừng bắn vào mặt đất. Máu tươi màu đỏ giống như hoa mai rơi trên đất. Phong Phi Vân nửa quỳ trên mặt đất, giáp đen trên người bị nghiền nát hơn phân nửa, có thể nhìn thấy trong áo giáp có huyết dịch đầm đìa, ai nhìn thấy cũng giật mình. Sáu chuôi cổ kiếm bay tới đỉnh đầu của hắn, kiếm khí lăng liệt, giống như tùy thời sẽ giáng công kích hung mãnh xuống. Mệnh huyệt 106. Phong Phi Vân chậm rãi đứng dậy, không khí chấn động kịch liệt theo vận động của hắn. 3. Một đạo lôi điện to như bàn tay ngưng tụ thành trong không khí, đánh vào thân thể của hắn. Thời điểm mọi người còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, đạo lôi điện thứ hai đã ngưng tụ xong trong không khí, lại đánh vào thân thể của hắn. Lôi điện này tới từ nơi nào? Vì sao lại giáng vào thân thể của hắn? Một màn này thật sự quá quỷ dị, lôi điện kia không có chút sát ý nào, ngược lại cho người ta cảm giác được vận luật thiên địa hài hòa. Phong Phi Vân đứng ở chỗ đó, huyết dịch trên da bị lôi điện đánh cháy đen, giống như một lớp bùn dán vào người của hắn, giống như lôi điện đánh hắn thành than cốc. Khí tức của hắn giống như biến mất. Chẳng lẽ một đời thiên kiêu bị lôi điện đánh chết khó hiểu như thế sao? Nạp Lan Tuyết Táng niết động kiếm quyết, điều động cự khuyết kiếm từ trên cao chém vào người Phong Phi Vân. Long cong! Trong không khí ngưng tụ một đạo lôi điện lớn đánh thẳng vào cự khuyết kiếm, đánh bay cự khuyết kiếm cắm vào bùn đất. Đạo lôi điện thứ năm ngưng tụ trong không khí, nó giống như điện xạ uốn lượn trên không trung, bay thẳng vào đỉnh đầu Phong Phi Vân, điện quang chạy dọc toàn thân của hắn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Hắn giống như đứng lặng nơi đó, vẫn không nhúc nhích, áo giáp trên người bị lôi điện hòa tan, hóa thành nước thép, nước theo bao phủ thân thể của hắn, nước thép cứng lại khiến hắn giống như người sắt. Những lôi điện này quá quỷ dị, có được thiên đạo uy, không thể nào ngăn cản được. Nước thép đổ vào người nọ, triệt để phong bế toàn thân của hắn, điện quang cũng biến mất, nước thép cứng lại và lạnh như băng. Người sắt đứng dưới cây mai, có vô số hoa mai thổi tới, hoa mai xen lẫn với tuyết vô cùng thê lương. Triệt để mất đi sinh khí. Một tia tánh mạng cũng không cảm thụ được. Chẳng lẽ là tà tông không có cao thủ, lại đi ném đá giấu tay, gạt bỏ vị thần vũ quân thiên phu trưởng này. Rất nhiều người có suy nghĩ này trong lòng. Người tà tông quá hèn hạ, sợ hãi uy danh của thiên phu trưởng đại nhân, không ngờ dùng phương pháp này hại hắn. Đây là thủ đoạn của tà tông sao? Binh đấu binh, tướng đấu tướng. Một đời tuổi trẻ tranh phong, thế hệ trước nhúng tay vào làm gì? Rất nhiều người nơi này đều bất bình thay cho thần vũ quân thiên phu trưởng vừa xuất hiện, đương nhiên cũng có người tiếc hận, cảm thán tuyệt địa nhân kiệt vừa tỏa hào quang đã bị người ta chém giết. Ngay cả Nạp Lan Tuyết Táng cũng thu hồi sáu kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời cao, sau đó quát lớn. Người phương nào xen vào chuyện của người khác? Lôi điện vừa rồi xuất hiện quá kỳ quái, ngay cả hắn cũng cảm thấy cường giả thế hệ trước ra tay. Trong hư không xuất hiện rung động. Một lão giả áo đen phá không hiện ra, thần hình hư ảo, âm thanh mờ ảo nói. Một đời tuổi trẻ tranh phong, người thế hệ trước tuyệt đối sẽ không ra tay. Sinh tử do mệnh, không thắng thì chết. Lão giả nói lời này rất kiên định, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nói xong lại biến mất trong hư không. Trong thiên hoa thanh cổ quả nhiên có tu sĩ trưởng bối tà tông. Ai mà tin chứ, người tà tông các ngươi không làm theo quy củ, coi chừng gặp cả tu tiên giới chế tài. Vương Mãnh hét lớn một tiếng, trong lòng rất tức giận. Những người khác thần sắc xúc động phẫn nộ, cảm xúc bị lừa dối tăng vọt, một đời tuổi trẻ tranh hùng, tu sĩ lớp người già không được can thiệp, một khi can thiệp, vậy ý nghĩa hai thế lực bộc phát chiến tranh toàn diện. Ta tin tưởng, một âm thanh vang lên. Sâu trong rừng mai có một bệ đá, có hai nam tử mặc nho y trắng đang đánh cờ tại đó, nam tử vừa mới nói chuyện ngồi ở bên trái. Bọn họ từ đầu tới cuối đều đang đánh cờ, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới có người phát hiện bọn họ tồn tại, trước đây chưa có ai chú ý hai người đánh cờ ở sâu trong rừng mai. Nam tử ngồi bên trái trên đầu đeo khăn, có một cây bút đồng cắm vào búi tóc, vững chắc búi tóc, một tay đang cầm quân cờ suy tư, một tay cầm thẻ tre, hắn đang nhất tâm nhị dụng. Nếu có người khác như thế, nhất định sẽ làm cho người này bất mãn, đã đánh cờ, nên toàn lực ứng phó. Vừa đánh cờ vừa xem sách, đối với kỳ thủ nào cũng là sỉ nhục. Nhưng mà nam tử ngồi đối diện không có chút tức giận nào cả, thậm chí hận không thể giao thêm vài quyển sách cho hắn,
tốt nhất là an trí một giai nhân tuyệt sắc trong ngực của hắn thì tốt nhất. Chỉ cần có thể làm hắn phân tâm, làm cho hắn thua một ván thì thế nào cũng được, nhưng mà chưa từng thua qua. Đó là đệ nhất quỷ tài Vạn Tượng Tháp, Thiên Toán Thư Sinh. Ngồi đối diện hắn là một đệ tử Vạn Tượng Tháp nhìn ra xa xa, kích động không thôi, nhận ra Thiên Toán Thư Sinh. Tất Chữ suốt giờ phút này an vị trên một cây mai ở góc tây bắc, mang theo mũ rơm trên đầu, từ xa xa nhìn xuyên thấu qua rừng mai, nhìn thấy hai nam tử áo trắng đánh cờ. Là hắn. Trong lòng Tất Chữ suốt nhảy dựng lên, chân trượt một cái, té xuống gốc mai. Khốn kiếp, ai ôi! Hai nam tử áo trắng tới đã lâu, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới khiến người ta phát giác được, tu vị quả thực thâm bất khả chắc. Hừ! Hừ lạnh một tiếng vang lên trong tầng mây, như thần sét xuyên qua trời cao. Vạn Tượng Tháp vẫn chỉ có một đám người này, ta tới thăm các ngươi một chút xem có bao nhiêu cân lượng. Ầm ầm, một thiên đao màu đen phá vỡ tầng mây, dài đến mấy chục thước, thân đao dày nhưng mang theo sắc bén khôn cùng. Một đao chém xuống không khí run rẩy vỡ nát, giống như một tòa núi lớn bị chém thành hai nửa. Mấy chục tu sĩ tu vị thấp, không chịu nổi đao uy này, làn da bị cắt vỡ, thân thể trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. Lực lượng này đã không phải là lực lượng phàm tục, không phải tu sĩ thiên mệnh cảnh thì không cách nào thi triển được. Bành! Nam tử nho y ngồi đối diện Thiên Toán Thư Sinh vẫn chuyên chú cầm quân cờ, đang suy tư nên hạ cờ thế nào, nhíu mày thật lâu. Hắn duỗi hai ngón tay thon dài ra trực tiếp kẹp lấy một góc nhỏ của thiên đao. Đây là một thanh linh khí ngưng tụ thành thiên đao mấy chục thước, không biết ẩn chứa bao nhiêu uy lực, nhưng mà bị hắn kẹp lấy giống như không dùng nửa phần khí lực, lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm. Một màn này dọa nhiều người, trong hư không truyền ra tiếng hít khí lạnh. Cái này, làm sao có thể? Oanh! Ngón tay của hắn bắn ra, thiên đao vỡ vụn, mảnh vỡ bay trở về như mưa, trong hư không máu tươi vẩy ra, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba bóng người mặc hắc bào rơi xuống đất. Đệ tứ điện hạ, người an tâm chớ vội mới tốt. Vạn Tượng Tháp và Tà Tông tất có một trận chiến, nhưng mà phải chờ ở bờ Thánh Hồ. Không phải hôm nay. Nam tử mặc nho y màu trắng lúc này hạ cờ, vị trí hạ cờ có một mảnh hoa mai trắng. Người vừa ra tay chính là tứ điện hạ Sâm La Điện, nhưng bị nam tử áo trắng này dùng ngón tay đánh nát thiên đao, đoạn đao bay trở về chém giết ba tên tu sĩ trưởng bối, bọn họ té xuống thành thịt nát. Một đám đệ tử Vạn Tượng Tháp đại hỉ, trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn. Rốt cuộc ta biết hắn là ai rồi, hắn chính là người xếp thứ nhất Bách Tháp bảng. Tuyết Sơn Cô Yến, Yến Tử Vũ. Có người trực tiếp hô to danh hào của hắn. Đúng, chắc chắn sẽ không có sai. Có thể đánh cờ với Thiên Toán Thư Sinh cũng chỉ có Yến Tử Vũ. Hai người chính là một đời trẻ tuổi một văn một võ của Vạn Tượng Tháp, hai người cao cấp nhất. Người tính toán có sai sót, Tuyết Sơn Cô Yến Yến Tử Vũ. Đệ tử Vạn Tượng Tháp kích động không thôi, có hai người này tới đây, Tà Tông không thể càn quấy. Tuy Thích Dạ Lai chính là thiên tài cấp sử thi, nhưng mà mới vừa vặn đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng mà thôi, vẫn không thể chống lại thiên tài cao cấp nhất của Vạn Tượng Tháp. Yến Tử Vũ chính là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi lâu năm, đã thành danh hơn 10 năm, đã từng giao thủ với bát đại thiên tài cấp sử thi Bắc Minh phá thiên 80 chiêu mà không lâm vào hạ phong. Yến Tử Vũ không phải đang bế quan trong tầng 8 vô lượng tháp hay sao, từng thề, không xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 9 thì không xuất quan. Hôm nay hắn xuất quan, có phải đại biểu cho hắn? Thiên Toán Thư Sinh mỉm cười, khẳng định suy đoán của người nói. Yến Tử Vũ đã xâm nhập tầng thứ 9 của vô lượng tháp, cũng đạt được một loại truyền thừa thượng cổ, bước vào thiên tài cấp sử thi. Đây là chuyện 3 tháng trước rồi. Oanh! Trong lúc nhất thời, cả thiên mai trang viên sôi trào lên, tin tức này quả thực khiến người ta khiếp sợ, đừng nói là bọn họ, cho dù cả tu tiên giới cũng chấn động. Một thiên tài cấp sử thi sinh ra, ý nghĩa không phải chuyện đùa. Cho nên tới trễ, đó bởi vì Yến Huynh đi gặp một vị bằng hữu cũ, đại chiến một hồi, trận chiến này đánh 5 ngày 4 đêm, nhưng lại không thắng không bại. Thiên Toán Thư Sinh nói, Yến Tử Vũ là nhân vật bậc nào, huống chi hôm nay bước vào thiên tài cấp sử thi, có thể giao thủ với hắn 5 ngày 4 đêm, cũng nhất định là nhân vật thiên tài cấp sử thi lâu năm. Rất nhiều người cũng biết Yến Tử Vũ có ân oán với Bắc Minh Phá Thiên, xem ra giao thủ với Yến Tử Vũ chính là Bắc Minh Phá Thiên. Nếu không phải quận Tam Thánh truyền tin tức Tà Tông xuất thế,
chỉ sợ Yến Tử Vũ và Bắc Minh Phá Thiên sẽ tiếp tục đại chiến, thẳng đến khi phân thắng bại mới thôi. Mấy điện hạ của Tà Tông động dung, Thiên Toán Thư Sinh tuyệt đối không có khả năng nói dối, xem ra kình địch của Tà Tông đã xuất hiện. Hôm nay ta chính là soạn thiên tài sử thi sách mà tới, muốn ghi thiên tài cấp sử thi thứ 11 và 12 vào. Thiên Toán Thư Sinh từ từ nói ra. Mọi người xôn xao. Hiện tượng Thiên Văn Quần Long Phệ Thiên, Thái Vi Thủ Tâm đã xảy ra mấy tháng, cách thiên hạ đại loạn càng ngày càng gần, thiên tài cấp sử thi nhao nhao xuất thế, số lượng vượt xa bất cứ thời đại nào. Nhưng mà cộng thêm Thích Dạ Lai cùng Phong Gia Tiểu Tà Ma vừa xuất thế, tổng cộng cũng mới có 10 vị, Yến Tử Vũ tự nhiên xem như thứ 11, người thứ 12 là ai? Một vị thiên tài cấp sử thi xuất thế, nhất định danh chấn thiên hạ, chẳng lẽ sắp tới xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế sao? Nhưng mà gần đây chưa từng có nghe nói có thiên tài cấp sử thi lại sinh ra. Thiên Toán Thư Sinh vẫn tươi cười như trước, ngón tay điểm về phía người sắt, trong nháy mắt hắn điểm ngón tay, trong thân thể người sắt xuất hiện tiếng vang nhỏ. 3. Là âm thanh vỡ vụn. Một vết rách xuất hiện trên thân người sắt, có một đạo hào quang màu trắng bắn ra khỏi vết rách, hào quang sáng chói mắt, có thể chiếu sáng cả một vùng tối lớn. 3. 3. 3. Âm thanh vỡ vụn vang lên liên tục. Vết rạn trên thân người sắt càng ngày càng nhiều, vô số hào quang từ trong vết rạn bắn ra ngoài, giống như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, nhìn thấy hào quang này mọi người kinh hỉ. Phong Đại Ngưu không có chết, hắn tìm đường sống trong chỗ chết, sinh mệnh lực trong người tăng lên như bay. Hắn chẳng lẽ chính là thiên tài cấp sử thi thứ 12 sao? Ông trời, quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này càng sôi trào hơn. So với nghe Yến Tử Vũ trở thành thiên tài cấp sử thi còn sôi trào hơn nữa, bởi vì bọn họ chứng kiến một thiên tài cấp sử thi ra đời. Yến Tử Vũ lại hạ cờ, nhìn Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Một trận chiến ngày hôm nay mới bắt đầu, cũng không biết thiên tài mới xuất hiện của Tà Tông có thể ngăn cản nổi không. Lại hạ một con cờ xuống. Ha ha, Phong, Đại Ngưu cũng không phải người tốt, ta lo lắng chính là 10 đệ nhất mỹ nhân của Tà Tông A Hát. Thiên Toán Thư Sinh cười vui. Dưới cây mai, hai người cười to không dứt. Oanh! Thân thể người sắt rách nát, vết rạn xuất hiện liên tục, tinh quang bắn ra xa. Rầm rầm! Hai chân của hắn khẽ cong xuống, thân thể nổ tung, đánh ra một chưởng mang theo nhuệ khí chấn nhiếp thiên địa. Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Táng hơi trầm xuống, cảm nhận được một uy áp lớn lao ập vào mặt, thân thể bạo lui, ngón trỏ cùng ngón giữa bắt kiếm quyết, chỉ về phía trước. Cửu kiếm đồng thời bay ra, hóa thành một đầu kiếm long. Xíu, yêu yêu, 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 xíu, yêu yêu. Chín đạo cổ kiếm, kiếm khí sông trời cao, chân khí huy hoàng ngưng tụ cùng một chỗ. Trên bàn tay người sắt có một tấm thần đồ giống như long mã, lúc này theo trưởng bay ra đánh vào cửu kiếm. Bảy tiếng nổ vang lên liên tục, bàn tay và cửu kiếm va chạm ảy lần, cuối cùng đánh cửu kiếm bay ra ngoài, có cổ kiếm cắm vào mặt đất, chìm vào trong đất bùn, có cổ kiếm xuyên qua vách tường, bay ra khỏi thiên mai trang viên, có cổ kiếm bị đánh vào tầng mây, biến mất vô tung. Hắn chỉ dùng chưởng đã đánh bay 9 chuôi cổ kiếm. Oanh! Người sắt không ngừng lại chút nào, tốc độ như ánh sáng bay thẳng tới đỉnh đầu Nạp Lan Tuyết Táng, đánh ra một chưởng mang theo thần quang áp đỉnh. Đừng nói là một người, cho dù là một cục sắt cũng bị đánh bẹp. Tuy sắc mặt Nạp Lan Tuyết Táng trầm ổn, nhưng mà cũng đã hoảng sợ, ngón tay liền niết 81 đạo kiếm quyết, cửu kiếm lại bay về, hóa thành một tòa kiếm tháp. Bành! Một chưởng này đánh tan kiếm tháp, một chưởng đánh vào người Nạp Lan Tuyết Táng, đánh Nạp Lan Tuyết Táng máu tươi ba thước, thân thể bay ra xa mấy chục trượng, đụng gãy một cây mai lâu năm. Nhưng mà Nạp Lan Tuyết Táng lại không có ngã xuống. Chân vững vàng đứng trên mặt đất, trên người máu tươi chảy ra như suối. Bá, bá, bá. Cửu kiếm cũng rơi xuống vây quanh thân thể của hắn, cắm trong bùn đất. Bành. Người sắt hạ xuống đất, lá sắt trên người rơi xuống không ít, lộ ra làn da hoàn mỹ như trẻ sơ sinh. Lá sắt ở hai mắt rơi xuống, lộ ra đôi mắt đen nhánh, ánh mắt và tròng mắt phân biệt rõ ràng, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Táng, ánh mắt lợi hại tới cực điểm. Không hổ là thiên tài cấp sử thi, nhưng mà trong cùng cảnh giới, thiên tài cấp sử thi chưa hẳn là vô địch. Ngực của Nạp Lan Tuyết Táng có vết chưởng ấn lõm xuống,
thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng mà chiến ý của hắn không giảm đi chút nào. Đánh thắng ta nói sau. Giọng nói nặng nề của người sắt vang lên. Ta cũng không muốn nói nhảm nhiều, hôm nay ta cho ngươi biết một chút về cửu U Ma kiếm kiếm thứ 10. Nạp Lan Tuyết Táng hai tay giơ lên, hai tay chắp lên đỉnh đầu và trước ngực, trong bàn tay có hào quang lợi hại bắn ra ngoài. Cửu kiếm bay lên, lơ lửng chung quanh người của hắn, kiếm quang bắn ra, chuyển động chậm rãi. Một đạo kiếm ý như có như không bắn ra khỏi người của hắn, trong thân thể hắn có biến thành hình kiếm, bay thẳng lên không trung, cửu kiếm theo sau hắn. Thân thể Nạp Lan Tuyết Táng bay trước nhất, phố kiếm, kiện ảnh kiếm theo sát phía sau, thiên lộc kiếm, địa tuyền kiếm, nhân hoàng kiếm tạo thành đội thứ ba, cự khuyết kiếm, thái a kiếm, tinh đấu kiếm, bà sa kiếm theo sát phía sau. Mười kiếm phi không, hào quang chói mắt, giống như sao chổi bay qua bầu trời. Mười kiếm hợp nhất, mới thật sự là cửu U Ma kiếm. Người sắt cũng bay lên trời cao, nghênh chiến mười kiếm. Ầm ầm, trên bầu trời đại chiến hỗn loạn, căn bản không giống như hai tu sĩ thiên tài thế hệ này đại chiến, chẳng khác gì thế hệ trước chiến đấu dữ dội. Kiếm khí tung hoành, đồ thần sát Phật. Bóng người và bóng kiếm hòa vào nhau, chỉ có thể nghe được từng tiếng oanh minh bén nhọn khiến nhân tâm rung động. Nạp Lan Tuyết Táng vừa mới tiến vào thần cơ đại viên mãn, tế ra cửu kiếm, có thể khiến thập điện hạ là thiên mệnh nhất trọng không làm gì được hắn, hôm nay đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, chiến lực hoàn toàn có thể chống lại tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, thậm chí còn có thể đánh chết tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Thiên tài nghịch thiên có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới giết địch, thần cơ đại viên mãn đến thiên mệnh nhất trọng, nhưng lại cách một đại cảnh giới tương đương với hai tiểu cảnh giới. Mà thần cơ đại viên mãn tuy chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng mà tiểu cảnh giới này chênh lệch rất lớn, cũng tương đương với hai tiểu cảnh giới. Cho nên một tu sĩ thần cơ đại viên mãn cho dù là thiên tài nghịch thiên cũng cần đạt tới thần cơ đại viên mãn tối đỉnh phong mới có thể chống lại tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, hơn nữa điều kiện tiên còn là thiên mệnh nhất trọng tư chất bình thường. Nhưng mà tu sĩ có thể bước vào thiên mệnh nhất trọng ít nhất đều là thiên tài, trăm vạn giảm có một. Cho nên trong hiện thực, chính thức có thể dùng thần cơ đại viên mãn chống lại thiên mệnh nhất trọng đã ít càng thêm ít, chỉ có thiên tài cấp sử thi, hoặc là còn kém thiên tài cấp sử thi một đường mới có thể làm được. Mà Nạp Lan Tuyết Táng cùng Phong Phi Vân hiện tại có thể chống lại tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Phong Phi Vân hiện tại mới mở ra 106 mệnh huyệt A. Đăng, đăng, đăng. Tiếng nổ vang lên không dứt, giao thủ vượt qua 300 chiêu. Bỗng dưng một đạo nhân ảnh từ trên không trung hạ xuống, vẫn không ngừng xuất chiêu. Bóng người cùng bóng kiếm đánh vào lòng đất, mặt đất chấn động không thôi, qua trong giây lát lại bay lên, đồng thời đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Trên người người sắt có ba vết kiếm, huyết dịch chảy ròng, nhưng mà chỉ trong tích tắc ba vết kiếm khép lại, làn da trở nên trơn bóng không tì vết. Trên người Nạp Lan Tuyết Táng lưu lại 7 trường ấn toàn máu, máu không ngừng đổ ra ngoài, nhưng mà không có ai đi lên đỡ hắn, hắn đứng thẳng vững vàng. 9 chuôi cổ kiếm ảm đạm không ánh sáng, tự động bay trở về vỏ kiếm. Giao thủ 542 chiêu, ta đâm trúng ngươi 7 kiếm. Nạp Lan Tuyết Táng cắn răng, cười lạnh nói. Ta cũng đánh trúng 7 trường. Người sắt nói. Nhưng mà trên người ngươi không lưu lại vết thương nào. Nạp Lan Tuyết Táng hàm răng cắn chặt hơn. Cho nên ngươi thua. Người sắt nói được. Nhưng mà ngươi lại không thể giết ta. Hôm nay bại trận, chỉ có thể nói rõ thân thể ngươi quá cường đại. Chờ ta dùng máu bản thân tế cửu kiếm, tu cửu kiếm thành ma, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nạp Lan Tuyết Táng khống chế cửu kiếm, hóa thành đám kiếm vân bay ra khỏi Thiên Mai Trang Viên, bay ra khỏi Thiên Hoa Cổ Thành, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, ánh mắt nhìn qua bầu trời, tràn ngập kiên nghị cùng lãnh tuyệt. Ngay cả cửu U Ma đồ Nạp Lan Tuyết Táng cũng bại. Nhưng mà bại không oan, bởi vì tất cả mọi người biết rõ Phong Đại Ngưu đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp sử thi. Tà Tông Bốn Định có ý định đoạt linh thảo, nhục nhã một đời tân sinh của Vạn Tượng Tháp, nhưng lại thật không ngờ nửa đường giết ra một Phong Phi Vân, đánh thiên tài đỉnh cấp nhất của Tà Tông bại lui. Đệ tử Tà Tông nhìn qua người sắt trong gió tuyết, đều cảm giác sợ hãi, cũng không dám chiến tiếp. Tuy Phong Đại Ngưu đánh bại Nạp Lan Tuyết Táng, nhưng mà cũng bị kiếm khí của Nạp Lan Tuyết Táng xâm nhập thân thể, ngoại thương dễ dàng khôi phục, kiếm khí thì khó phai mờ. Phong Đại Ngưu đã bị thương, nếu hiện tại có ai đi lên chiến với hắn, nhất định có thể đưa hắn vào chỗ chết.
Đánh chết một thiên tài cấp sử thi, nhất định có thể dương danh lập vạn. Trong một góc rừng mai, nơi có sương mù mờ mịt bao phủ, bên trong truyền ra âm thanh đứt gãy. Nếu là thật sự có thể đánh chết một thiên tài cấp sử thi, đây đúng là chuyện trọng đại, muốn không thành danh cũng khó khăn, như vậy, làm cho nhiều tu sĩ đứng ngồi không yên. Nếu không phải kiêng kỵ dư uy khủng khiếp của Phong Đại Ngưu vừa rồi, chỉ sợ đã có người ra tay. Bổn tướng quân sẽ cho các người biết, ta có bị thương hay không. Người sắt bá một tiếng biến mất tại chỗ, xông vào trong khu vực sương mù mờ mịt, bên trong truyền tới âm thanh binh khí gãy vụn xuất hiện, có tàn khối bảo khí bay ra khỏi sương mù, còn có từng tiếng kêu thảm thiết sợ hãi vang lên. Sương mù màu trắng hóa thành sương mù màu máu. Oanh! Một trường ẩn đánh tan sương mù ở đây, thân thể người sắt đầy máu tươi, lỗi lạc đứng ở nơi đó, trên đất là thi hài mặc áo đen, trên người có một trường ấn đánh xuyên qua người của chúng. Đó là đệ tử điện thứ 8 của Xâm La Điện, ta nhận ra một người trong đó, chính là thần cơ đại viên mãn, là thiên tài tuyệt đỉnh của điện thứ 8 Xâm La Điện. Điện hạ thứ 8 của Xâm La Điện cũng không có tới Thiên Mai Trang Viên, bằng không những đệ tử tà tông này không có chết. Đúng vậy à, ngay cả đệ tử điện thứ 3, thứ 4 của Xâm La Điện cũng không dám nói lung tung, bọn chúng còn dám khiêu khích chiến uy vô địch của Phong Đại Ngưu hiện giờ, đây không phải muốn chết sao? Tuy điện hạ thứ 8 của Xâm La Điện không có ở đây, nhưng mà trong điện thứ 8 Xâm La Điện có tới 9 thiên tài tuyệt đỉnh cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng mà vừa rồi không ai có thể ngăn cản một chiêu của Phong Đại Ngưu. Trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi, hơn 10 cao thủ tà tông chết trận. Hơn 10 cao thủ tà tông trẻ tuổi này cũng đã hơn phân nửa đệ tử tinh anh của điện thứ 8 Xâm La Điện, đối với điện thứ 8 thì đây là đả kích không nhỏ. Xâm La 10 điện hiềm khích lẫn nhau, thậm chí cạnh tranh lẫn nhau, cũng không phải tuyệt đối thân mật, điện hạ các điện khác cũng không giúp đỡ, lẳng lặng nhìn tinh anh điện thứ 8 bị tru sát, trên mặt còn mang theo vui vẻ. Vốn mấy thế lực có ý định ra tay đều lặng lẽ rút đi, Phong Đại Ngưu sát phạt thật sự quá hung mãnh. Những thế lực này không muốn đệ tử tinh anh chết ở đây. Ngay cả mấy truyền nhân thi động cổ xưa của Bắc Cương Phủ cũng do dự liên tục, cuối cùng vẫn không có ra tay, tuy bọn họ có thể khống chế chiến thi, nhưng không có nắm chắc chiến thắng Phong Đại Ngưu. Đột nhiên xuất hiện thần vũ quân thiên phu trưởng này, lại đột nhiên tấn thăng làm thiên tài cấp sử thi, khiến cho rất nhiều người đau đầu, quấy rầy bố cục của nhiều người. Phong Đại Ngưu chính là Phong Phi Vân. Tất chữ suốt kinh ngạc nghẹn ngào, lại bị Vương Mãnh dùng bầy tay đầy lông che miệng của hắn lại. Hư, nhỏ giọng một chút. Tuyệt đối sẽ không sai, sư thúc đã từng dùng danh tự này làm cường đạo ở Thanh Đường Sơn, chiếm lấy một thiếu nữ đường hoàng. Vương Mãnh thấp giọng nói. Tất chữ suốt giấy ra khỏi bàn tay của hắn, trong miệng phun một đám lông mau ra, con mắt quay tít một vòng, lúc này sáng tỏ. Hắc hắc, Phong Phi Vân đã từng đi làm cường đạo. Xem ra chúng ta thật sự là đạo môn song kiệt, đạo ở đây có nghĩa là đạo tặc, ăn cướp vậy thì quen việc dễ làm, ta đang muốn tìm hắn làm một chuyến lớn đây. Làm chuyến lớn gì? Vương Mãnh trừng to mắt, cảm giác tất chữ xuất tên này rất tặc, tại Thiên Mai Trang Viên nhìn chằm chằm vào hư không bốn phía, cũng không biết đánh chủ ý quỷ quái gì. Kẻ cắp này muốn kéo Phong Phi Vân nhập bọn, làm chút ít chuyện không thể để lộ ra ngoài sáng sao. Có Yến Tử Vũ, Thiên Toán Thư Sinh, La Phù công chúa ba người ở đây, Xâm La Điện bốn vị điện hạ cũng chỉ có thể rút đi. 3 tháng sau, bờ Thánh Hồ, Tà Tông Thập Điện và Vạn Tượng TSP nhất định còn có một trận chiến, đến lúc đó hai vị điện hạ cường đại nhất của Tà Tông sẽ xuất hiện, cũng không phải Vạn Tượng Tháp mới có tuyệt đại thiên tài cấp sử thi. Giọng nói tam điện hạ vang vọng trong Thiên Mai Trang Viên. Đệ tử Tà Tông đã đi hết. Anh kiệt các thế lực khác ảm đạm rời di, Phong Đại Ngưu đã xưng vương dưới thiên mệnh cảnh. Cơ hồ không người nào là đối thủ của hắn, vốn cho rằng ở Thiên Mai Trang Viên lần này sẽ là thịnh hội va chạm của Tà Tông và Vạn Tượng Tháp, không ngờ lại có kết cục như thế. Công chúa Điện Hạ mời Phong tướng quân tới bàn chuyện. Ngọc Công Công mặt tròn núc ních tươi cười như hoa, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đã biến thành người sắt, đôi mắt híp lại rất giảo hoạt. Lá sắt trên người Phong Phi Vân không có tan mất, bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này dưới cái nhìn của lão gia hỏa này thì dùng mình. Lão gia hỏa này có hứng thú với nam nhân, từ ánh mắt của hắn, Phong Phi Vân nổi da gà. Khục khục, mà tướng làm người thô kệch, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa gì đó, sợ làm tức giận công chúa, nào dám gặp ngọc dung của công chúa. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ La Phù công chúa định thu hắn làm môn khách,
nhưng mà Phong Phi Vân không có hứng thú với tranh giành quyền lợi của hoàng gia, cho nên cũng không muốn gặp La Phủ công chúa. Nếu không phải trở ngại thân phận đặc thù hiện tại, hắn căn bản sẽ không để ý tới La Phủ công chúa. Tướng quân chẳng lẽ cam tâm chỉ làm một thiên phu trưởng? Xa xa truyền đến giọng nói mỹ diệu của La Phủ công chúa, trong âm thanh xen lẫn long hoàng chi khí, cho người ta cảm giác như hoàng giả tôn sư. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu, Đại Thực Quốc Tam Vương Tử đều nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài, La Phủ công chúa xem ra thật sự động lòng yêu tài, ai cũng không thể tranh đoạt với nàng. Phong Phi Vân hơi khom người cúi đầu với La Phủ công chúa, dùng tư thái kính sợ đối diện, chợt đổi thành quan minh lỗi lạc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Thiên phu trưởng thì như thế nào? Thần tấn vương triều pháp quy, giết địch 3 người, thăng thập phu trưởng, giết địch 30 người, thăng bách phu trưởng, giết địch 300 người, mới có thể thăng thiên phu trưởng. Có thể ngồi vào vị trí thiên phu trưởng cũng là do ta dùng quân công tích lũy nên, công chúa điện hạ tuy sinh ra cao quý, nhưng đã giết địch trên sa trường chưa? Đã không có lập được quân công, có tư cách gì xem thường quân hàm thiên phu trưởng này? Phong Phi Vân vốn đã theo các quân sư học binh pháp, từng ý định dấn thân vào quân ngũ, trở nên nổi bật, cho nên vô cùng rõ ràng chế độ của quân ngũ. Những tên trẻ tuổi tuấn tài còn chưa có rời đi cảm thấy run sợ, một thiên phu trưởng cũng dám quở trách công chúa đương triều, Phong Đại Ngưu này lá gan thật sự không phải lớn bình thường a. Trong mắt La Phủ công chúa phóng dị sắc, không chỉ nhìn hắn thêm vài lần, đột nhiên vỗ tai, nói. Tốt, nói hay lắm, có ngạo khí, có nguyên tắc. Ngươi có thể trở thành thuộc hạ của bổn cung, ta bảo vệ ngươi trong vòng 10 năm ngồi lên bảo tọa thần tướng, thậm chí. Ý tốt của công chúa đương nhiên không có người nào cự tuyệt. Nhưng mà Phong Đại Ngưu chỉ là tướng bại trận, thì ta không chém hết, không dám rời khỏi Nam Thái Phủ. Đây là chiến trường của thần Vũ Quân, cũng là chiến trường của ta. Nói xong lời này Phong Phi Vân liền xoay người rời đi, đi ra khỏi Thiên Mai Trang Viên. Tướng quân chậm đã. La Phủ công chúa phân phó cung nữ bên cạnh vài câu, cung nữ này duỗi bàn ngọc phỉ thúy phủ tơ lụa ra, kéo tấm lụa thì xoát hiện 5 hộp ngọc, đi đến trước mặt Phong Phi Vân, nói. Đây là phong tướng quân nên được. Trong 5 hộp ngọc này chính là 5 gốc linh thảo. Phong Phi Vân vốn tới đây vì 5 gốc linh thảo, tự nhiên không khách khí, thu 5 hộp ngọc lại. Đa tạ linh vật của công chúa. 3 tháng sau lại ngày nhật thực. Dùng thiên tư của tướng quân có lẽ có thể đi tới thánh bia lưu danh. La Phủ công chúa xa xa nói ra. Nếu có thời gian rảnh, có lẽ sẽ tiến đến. Phong Phi Vân không quay đầu lại, xuyên qua rừng mai, đi ra khỏi Thiên Mai Trang Viên. Trong Thiên Mai Trang Viên phồn hoa tan mất, chỉ còn La Phủ công chúa còn lẳng lặng ngồi trong đỉnh ngắm tuyết, bàn tay trắng như ngọc duỗi ra, một cánh hoa mai đỏ thẫm rơi vào lòng bàn tay của nàng. Xíu, yêu yêu. Gió lạnh thê lương, bông tuyết bay lả tả. Tiểu tỳ khó hiểu, Phong Đại Ngưu có thiên tư như thế, lại có tài tướng soái, công chúa điện hạ vì sao thả hắn rời đi, vạn nhất bị người khác mời chào. Một tiểu cung nữ nhíu mày hỏi. Người bổn công chúa muốn, hắn nhất định là người của bổn công chúa. Giọng của La Phủ công chúa kiên định, âm vang hữu lực, lập tức khiến tiểu cung nữ không dám nói thêm lời nào. Phong Phi Vân rời khỏi Thiên Mai Trang Viên. Vứt bỏ mọi người sau lưng, sau đó trở về vùng đất yên lặng, lá sắt trên người chóc ra, thật giống như rơi một lớp da khô, lộ ra làn da trắng nõn hơn cả nữ nhân. Đây là lần thay máu thứ tư, phản phác quy chân. Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ nước thanh tịnh, nước sông như gương, nhìn qua thân ảnh anh tuấn tiêu sái trong dòng nước, nhịn không được cười lên một tiếng. Không ngờ đẹp trai như vậy. Phù phù. Phong Phi Vân nhảy vào trong nước sông. Rửa sạch máu đen trên người, nửa canh giờ sau thì bò lên bờ, mặc nho bào màu trắng vào, búi tóc vén lên, lại có phong độ nhẹ nhàng, rất giống thư sinh đi thi. Nòng nọc nhỏ, tìm mụ mụ, vây quanh ba mụ mụ, ta chỉ là con ếch nhỏ, con ếch xanh, mọc ra cái đuôi nhỏ. Trên cây liễu lớn trên bờ sông truyền đến tiếng ca của một tiểu nữ hài, hát rất vui vẻ. Phong Phi Vân nghe tiếng ca, đi tới dưới gốc liễu kia. Nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài trên cây, nói. Tiểu Khanh Khanh, ngươi ở trên đó làm gì? Tiểu cô nương này vẫn ca hát như trước, dường như mới chú ý tới người dưới gốc cây, tiếng ca dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Phong Phi Vân, kinh ngạc nói. Ca, sao ngươi ở đây? Tiểu tà ma nhảy ra khỏi cây,
nàng vẫn ôm con mèo nhỏ Đạm Đam, nhảy tới bên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trên trán đầy hắc tuyến, nói. Là ta hỏi ngươi trước, không phải ngươi ở Bán Đạp Sơn sao? Bán Đạp Sơn không có đồ ăn, Đạm Đạm đói, ta mang nó đi tìm thức ăn. Tiểu tà ma sờ đầu con mèo nhỏ. Vừa rồi ngươi leo lên cây làm gì? Phong Phi Vân tự nhiên không tin nàng nói. Tiểu tà ma con mắt nhìn qua chung quanh, thấp giọng nói. Vừa rồi ta nhìn thấy trong sông có một con ba ba lớn chở mình. Mắng ai đó? Phong Phi Vân trợn mắt nhìn nàng, chắp tay đi về phía trước. Mắng con ba ba a hát. Giọng của tiểu tà ma non nớt, bộ dáng đáng yêu nói. Ca, ta mắng con ba ba, sao ngươi mất hứng thế? Muốn tiểu khanh khanh đấm lưng, bóp chân không? Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, nói. Ngươi đi dấm lưng cho con ba ba, bóp chân cho con ba ba đi. Ca, ngươi giận sao? Tiểu tà ma hấp tấp chạy tới trước người Phong Phi Vân, con mắt nháy nháy, có nước mắt hiện ra, nói. Ca, ngươi cười được không? Tiểu khanh khanh chỉ đùa với ngươi, lần sau không so sánh ngươi với con ba ba nữa. Phong Phi Vân biết rõ tiểu nha đầu này thập phần nguy hiểm, tùy thời có thể ra tay đánh chết mình, nhưng có đôi khi thật sự xem nàng trở thành thân sinh muội muội của mình. Loại cảm giác này không cách nào dùng lý trí phân tích được. Phong Phi Vân cười cười. Nhìn thấy Phong Phi Vân cười, tiểu tà ma cũng cười rộ lên, sôi nổi đi ở phía trước, nói. Kỳ thật ta vừa rồi mới gặp một người. Ai? Phong Phi Vân hỏi. Tất ca. Tiểu tà ma thần cười thần bí. Tất chữ xuất. Phong Phi Vân hơi kinh ngạc, nói. Kẻ cắp kia ở Thiên Hoa Cổ Thành, lại không biết có bao nhiêu tu sĩ không may a. Nhưng mà bây giờ người xui xẻo chính là hắn. Tiểu tà ma nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Người có thể làm cho hắn xui xẻo, không nhiều. Mỗi người đều nhất định có một khắc tinh, cho dù là kiêu hùng lãnh khốc nhất thiên hạ, phía sau lưng cũng nhất định có một nữ nhân, có thể làm cho hắn rơi lệ, có lẽ là hồng nhan tri kỷ của hắn, cũng có lẽ là mẹ hắn, càng có lẽ là con gái hắn. Tiểu tà ma nhãn trong mắt mang theo cơ trí không thuộc về tiểu hài tử. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Nói không sai, một người nếu ngay cả nước mắt cũng không có, như vậy không tính là người. Xem ra thật sự mỗi người đều có khắc tinh a. Huống chi tất cả còn chưa tính là một kiêu hùng. Tiểu tà ma cười nói. Hắn còn không tính là con gấu đấy. Phong Phi Vân nói. Cho nên hắn không may cũng là bình thường, bởi vì hắn gặp được khắc tinh của hắn. Tiểu tà ma nói. Khắc tinh của hắn là mẹ của hắn sao? Phong Phi Vân cười nói. Tuy không phải mẹ hắn, nhưng không khác bao nhiêu đâu. Tiểu tà ma cười tươi như hoa. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, con mắt nhíu lại. Hắn có hai mẹ sao? Ha ha, nam nhân thành gia lập thất sẽ có hai mẹ. Tiểu tà ma tuổi tuy không lớn, nhưng mà hiểu được không ít. Phong Phi Vân giật mình, nhưng lại cảm thấy kinh ngạc, chật chật, có chút không tin nói. Người như tất chữ xuất có thể dễ dàng thành gia lập thất sao? Đúng vậy à, tất ca đúng là nam nhân không dễ dàng bị một nữ nhân trói buộc. Cho nên hắn hiện tại mới bị hôn thê của mình đuổi giết. Tiểu tà ma dùng tay chống cằm, phiền muộn nói. Phốc, vị hôn thê, hắn thực sự có vị hôn thê. Phong Phi Vân khiếp sợ lần nữa. Hắn tự nhiên là có vị hôn thê, nhưng mà vào ngày đại hôn, hắn mới biết được vị hôn thê của hắn là một nữ đồ tể giết người không chớp mắt, vì vậy hắn đảo hôn. Tiểu tà ma nói. Hắn vậy mà đảo hôn vào ngày đại hôn, hắn chẳng phải tìm chết sao? Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, cho nên lần này hắn chết chắc. Tiểu tà ma nói. Loại trò hay này Phong Phi Vân làm sao bỏ qua, huống chi Phong Phi Vân cũng rất muốn biết, rốt cuộc là nữ nhân thế nào lại khiến tất chữ xuất không tiếc đào hôn, trốn trong vạn tượng tháp mấy năm. Ca, vừa rồi con ba ba trên sông là ngươi sao? Tiểu tà ma hiếu kỳ hỏi. Ách, vì sao còn nhắc tới chuyện con ba ba rồi? Phong Phi Vân nói. A hát. Từ khi Vũ Hóa Mộ Nguyên Băng Cung xuất thế, cả quận Tam Thánh lâm vào băng thiên tuyết địa, tuyết rơi liên tục không dứt, đúng là không có dừng lại bao giờ. Trận tuyết rơi này với người bình thường ở quận Tam Thánh. Mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, có người bị đông cứng chết, có người bị chết đói, có người rơi vào miệng thi tà. Người có thể sống sót quá ít. Những nơi chính thức có người ở,
chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hoa cổ thành. Mà cả Thiên Hoa thành cổ an toàn nhất, không ai qua được Ngân Câu Phường, bởi vì không người nào dám đi quấy rối Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường tổng cộng có 9 tầng, đồng trụ mái cong, cây cột thô to 2 trượng, đây là một cung điện cao ngất. Ngân Câu Phường tự nhiên cũng là cấm địa, thủ hộ xâm nghiêm, cho dù con ruồi bay vào cửa sổ đều bị trận pháp giết chết, chỉ có thể lưu lại một rúm cho. Nhưng mà Ngân Câu Phường lại có một nơi xâm nghiêm nhất, đó là nơi để những linh bảo cao cấp, có tu sĩ lớp già của Ngân Câu gia tộc trấn thủ, quả thực không ai có thể bước vào đó một bước. Nơi xâm nghiêm nhất Thiên Hoa cổ thành cũng là nơi an toàn nhất. Phong Phi Vân ở nơi này nhìn thấy Tất Chữ Xuất, thằng này gương mặt hay tâm tư đều quá đen, thân thể chẳng khác gì cục than, hắn giờ phút này không giống như đang đào mạng, càng không có bộ dáng Phong Phi Vân tưởng tượng. Không chỉ không có bộ dáng suy sụp, ngược lại còn rất hưởng thụ. Mùi vị cánh hồng loan không tệ, mập mà không ngán, nhai giòn 10 phần, khẳng định chỉ có hương vị của hồng loan 300 năm mới có, hương vị hồng loan 200 năm kém đi một ít. Đây là Tây Mai Thiên Đao Tử đã 700 năm, nghe đồn cả thần Tấn Vương Triều không tìm được 100 đàn, thật sự là rượu ngon a hát. Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh đang ở đây, vừa ôm một cái cánh hồng loan dài 1 mét mà gặp, một bên uống rượu chén lớn, bên người còn có 4-5 thị nữ chát bím tóc, mặc áo tím hầu hạ bọn họ. Cảnh này và tràng cảnh trong tưởng tượng của Phong Phi Vân quá khác nhau a. Phong huynh, ngươi rốt cục đến rồi. Sư thúc, chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy Phong Phi Vân đi tới, hai người bọn họ vội vàng buông thịt và rượu xuống, kéo ghế cho Phong Phi Vân ngồi vào, bộ dáng rất ân cần. Phong Phi Vân đầy nghi hoặc, còn không hỏi ra miệng, hai thị nữ đã bưng chén rượu thành đồng tới, chậm rãi châm một ly Tây Mai Thiêu Đao Tử, mùi rượu rất tốt. Tiểu tà ma cũng leo lên ghế, căn bản không để ý tới Phong Phi Vân trừng mắt nàng, chỉ dùng đũa gắp một cục xương bò cho Tiểu Miêu Miêu, không ngờ con mèo này lại ăn xương, trong miệng nhai khanh khách. Cũng đã đến mức này, Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ không thể làm gì được tiểu tà ma. Tiểu nha đầu này bộ dáng đáng yêu, hồn nhiên như tiểu loli, nhưng mà lừa gạt người ta con mắt cũng không nháy một cái. Chúc mừng Phong huynh bước vào thiên tài cấp sử thi, Tất Chữ Xuất ta bội phục nhất chính là ngươi đấy, đến, mời ngươi một ly. Tất Chữ Xuất đứng dậy, kéo ống tay áo, bưng chén rượu thanh đồng lên, bộ dáng rất quen thuộc. Phong Phi Vân vẫn ngồi yên, không có nhúc nhích. Còn người Vương Mãnh đảo một vòng, cũng vỗ đùi, đứng dậy cầm chén rượu nói. Chúc mừng sư thúc quét ngang tuyệt đỉnh thiên tài của Tà Tông, uy danh chấn tứ phương. Ta cũng kính sư thúc một ly. Phong Phi Vân khẽ cười cười, nói. Hai người các ngươi hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, rượu này sẽ không uống được. Hai người này đều thật sự quá khác thường, trăm phương ngàn kế dẫn Phong Phi Vân tới Ngân Câu Phường, chẳng lẽ chỉ vì khánh công, mời rượu hắn sao? Tất Chữ Xuất là gia hỏa con nhạn bay qua cũng phải nhổ lông, cho tới bây giờ chỉ có hắn đào hố chôn người khác, làm gì có chuyện hắn chịu thiệt. Hắn đừng nói là mời người uống rượu, cho dù mời người uống nước cũng đau lòng muốn chết. Chuyện khác thường, nhất định có quỷ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, uống người khí thế kém. Rượu này, Phong Phi Vân còn không dám uống. Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh liếc nhau, lại ngồi trở lại. Nếu Phong huynh nên ăn ít đồ đi, bàn đồ ăn này mỗi món hơn 100 kim đấy. Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân cười nói. Nếu các ngươi không nói trước, vậy ta đi đây. Nói xong hắn đứng lên, Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh lập tức sốt ruột, bỗng nhiên xông tới ngăn cản Phong Phi Vân. Kỳ thật chúng ta tìm Phong huynh đến, chính là muốn chuẩn bị một phần đại lễ cho Phong huynh. Trên trời có bánh miễn phí rơi xuống sao? Phong Phi Vân vẫn muốn đi. Lần này trên trời thật sự có bánh rơi xuống, hơn nữa còn có kim rơi xuống. Vương Mãnh từ phía sau ôm cổ Phong Phi Vân lại, Tất Chữ Xuất cũng ôm hai chân Phong Phi Vân, bọn họ cho dù thế nào cũng không cho Phong Phi Vân dễ dàng rời đi. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn ngồi trở lại, nói. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, chúng ta chuẩn bị làm mua bán lớn, việc này chỉ có Phong huynh ngươi gia nhập mới có thể làm được. Tất Chữ Xuất thần thần bí bí cười nói. Ngón tay Phong Phi Vân vuốt nhẹ chén rượu, vừa uống một ngụm, Tất Chữ Xuất ngưng âm thành tuyến trực tiếp truyền vào trong tai Phong Phi Vân, hiển nhiên việc này quan hệ trọng đại, sợ hãi bị người ta nghe được. Hắc hắc, Phong huynh, việc này có phải vừa ý ngươi không? Phốc,
Phong Phi Vân phun ngụm rượu vào mặt Tất Chữ Xuất. Các ngươi đúng là dám làm, không sợ bị người Tà Tông bầm thây vạn đoạn sao? Ngân ngân, Vạn Tượng Tháp và Tà Tông chúng ta đã sớm có ma sát với nhau, cho dù chúng ta không làm, nếu như bị Tà Tông bắt, chúng ta còn không phải vẫn bị bầm thây vạn đoạn sao? Vương Mãnh tính tình rất lớn, vỗ bàn một cái, bành một tiếng vang thật lớn. Tất Chữ Xuất lau rượu trên mặt, thêm mắm thêm muối nói. Hắc hắc, đây tuyệt đối là chuyện tốt, đã có thể dương danh thiên hạ, còn có thể thu mỹ nhân, chủ yếu nhất là, còn có thể hung hăng đả kích khí diễm càn quấy của Tà Tông, cớ sao mà không làm. Phong Phi Vân trầm ngâm một lát. Chuyện này chính là nguyên nhân ngươi tới tìm ta sao? Tất Chữ Xuất cười nói. Nghe nói Phong Huynh từng làm qua mua bán chiếm núi Xưng Vương, chuyện đoạt nữ nhân cũng là hảo thủ, việc này nếu không tìm Phong Huynh, còn tìm ai khác chứ? Phong Phi Vân chừng Vương Mãnh nhìn nhau, Vương Mãnh cũng đã cúi đầu xuống, cũng uống rượu, dường như căn bản không nhìn thấy Phong Phi Vân quan sát hắn. Xâm La Thập Điện 10 vị đệ nhất mỹ nhân, không phải là nữ nhân bình thường, muốn bắt người nào trong các nàng cũng không dễ dàng, huống chi còn là bắt cả 10. Phong Phi Vân chừng Tất Chữ Xuất. Tuy hắn đã từng nói qua muốn bắt thập đại mỹ nhân của Tà Tông, nhưng mà đó chỉ là tranh miệng lưỡi hơn thua, chính thức áp dụng độ khó cực lớn. Hơn nữa nói không chừng sẽ chọc cường giả thế hệ trước của Tà Tông đi ra, đây cũng không phải là chuyện thú vị. Đúng là độ khó lớn, cho nên chúng ta mới thương lượng với nhau. Tất Chữ Xuất thấp giọng nói. Chỉ cần bắt một người sẽ có được 3 gốc thiên niên linh thảo làm thù lao. Bắt 10 người chính là 30 gốc linh thảo, người nói có phải bánh trên trời rơi xuống hay không? Phong Phi Vân hiện tại chính là thần cơ đại viên mãn, cần nhất chính là linh thảo, chỉ cần có đủ linh thảo. Hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, trùng kích thiên mệnh đệ nhất trọng. Chuyện này khiến Phong Phi Vân không cách nào cự tuyệt, nhưng hắn dễ dàng bị người ta giật dây như vậy, hắn cũng không phải là Phong Phi Vân. Nói quá đơn giản, người xem thiên niên linh thảo là rau cải trắng sao, đừng nói là 3 gốc, cho dù là 1 gốc thiên niên linh thảo cũng khó tìm, 30 gốc linh thảo, ai lấy ra được. Tuy trong lòng Phong Phi Vân đã có một ít suy đoán, nhưng vẫn hỏi lại. Người khác không cầm ra được, Ngân Câu Phường lại lấy ra được. Đông Phương chủ sự của Ngân Câu Phường đẩy cửa đi tới, trên mặt hơi mập mang theo dáng tươi cười. Phong Phi Vân dường như đã sớm biết hắn ở ngoài cửa, cũng không kinh ngạc chút nào, vẫn lẳng lặng ngồi đó trầm tư. Ngân Câu Phường đúng là sinh ý gì cũng dám làm, chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội Xâm La Thập Điện sao? Phong Phi Vân cảm thán từ đáy lòng. Xem ra cái gọi là mua bán người chính là mua bán với Ngân Câu Phường, Ngân Câu Phường muốn mua tự nhiên là 10 đại mỹ nhân của Xâm La Điện, về phần giá cả của Tất Chữ Xuất cùng Đông Phương chủ sự bàn thì không biết. Đây đúng là mua bán lớn. Ngân Câu Phường chỉ là nơi buôn bán, chúng ta không có làm chuyện xấu, có gì mà không dám. Đông Phương chủ sự đa mưu túc trí, hắn được Ngân Câu gia tộc phái tới nơi quan trọng này, có được thủ đoạn ước lượng thiên hạ, thật không nhân vật đơn giản. Phong Phi Vân giật mình, gật gật đầu, cười nói. Thì ra các ngươi tới tìm ta, chính là muốn đẩy danh tiếng của ta lên trước, làm đạo tặc cướp sắc sao? Thành đối tượng bị cao thủ Tà Tông đuổi giết. Không phải đạo tặc, là trừ tà hộ đạo. Vạn Tượng Tháp nhiều thiếu nữ tử bị đám con cháu rùa kia hãm hại, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Thời điểm này nếu xuất hiện một người thay đổi càn khôn, đây là chuyện phấn chấn nhân tâm cỡ nào? Sư thúc. Thời khắc quyết định ghi tên ngươi lên sổ sách đã tới. Vương Mãnh nói vào. Phong huynh, trong mắt ngươi, huynh đệ ta là kẻ bất nghĩa hay sao? Tất Chữ Xuất che mặt lệ rơi, bi phẫn nói không nên lời, ném chén rượu trong tay xuống đất, đến cuối cùng giọng biến thành nức nở nghẹn ngào, ủy khuất nói không nên lời. Đông Phương chủ sợ tươi cười, nói. Phong công tử lần này thật oan uổng Tất công tử, kỳ thật làm cũng không phải yêu ma chi tử Phong Phi Vân làm. Mà là thần vũ quân thiên phu trưởng Phong Đại Nghiêu. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, lại lâm vào trầm tư, sau nửa ngày mới nói. Người nọ, vì sao nhất định phải là ta? Bởi vì ngươi ở bên ngoài Thiên Mai Trang Viên phóng lời, hiện tại chuyện đã xảy ra, quả thực chính là hợp tình hợp lý. Tất Chữ Xuất trong mắt nước mắt qua trong giây lát tự biến mất. Chủ yếu nhất là, việc này có thể đả kích Tà Tông thật nặng, thậm chí có thể quyết định thắng bại đại chiến Thánh Hồ. Sư thúc, ngươi không phải một người chiến đấu, chúng ta đều là trợ thủ đắc lực của ngươi. Thần sắc Vương Mãnh nghiêm nghị. Đúng,
ngươi không phải một người chiến đấu. Ta đã vì trận chiến đấu đặc thù này, định ra một cái tên, gọi là hành động liệp ưng, các ngươi thấy thế nào? Tất chữ suốt nhìn khắp bốn phía, lộ ra cảm giác thành tựu, cái danh hiệu này hắn suy nghĩ thật lâu rồi. Trong lòng Phong Phi Vân co rụt lại, hắn có cảm giác đi lên thuyền hải tặc, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Tất chữ suốt thò tay cầm một sách cổ da trâu đưa ra, tấm da nhiều nếp nhăn, phía trên còn có treo ngọc phù, không biết là người phương nào truyền thư da trâu này tới. Hắn mở ra xem một lần, chợt đại hỉ nói. Nếu như đã có tin tức xâm la thập mỹ nhân Bích Tiên Tiên, căn cứ vào lời người này, trong vòng 2 ngày, Bích Tiên Tiên sẽ tới Thiên Hoa Cổ Thành, đi trên con đường này. Ngón tay tất chữ xuất chỉ vào một con đường trên sách cổ này vô cùng huyền diệu, nó khắc lại địa hình Thiên Hoa Cổ Thành thập phần kỹ càng. Phong Phi Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Hành tung của Bích Tiên Tiên là người nào truyền tới? Ngươi không cần quản, dù sao tuyệt đối sẽ không có sai được. Tất chữ xuất đã ngồi không yên, giống như hăng máu gà, nói. Hiện tại chúng ta xuất phát, đến chặn con đường Bích Tiên Tiên phải qua. Thêm nữa, chỉ cần bắt nàng, có thể có 8, khục khục, 3 gốc ngàn năm linh thảo A Hát. Phong Phi Vân, tất chữ xuất, Vương Mãnh 3 người nối đuôi nhau đi ra, tiểu tà ma nháy mắt 2 cái, cũng nhảy ra khỏi ghế, giống như cái đuôi nhỏ đi theo 3 người. Cách Thiên Hoa Cổ Thành 3.000 dặm. Tại một khu vực hiểm trở, cây cối khô héo, ngọn núi che trời các nơi, cả ngọn núi bị tuyết bao phủ chẳng khác gì cự kiếm màu trắng hướng lên trời. Giữa hai ngọn núi có một đạo hào quang màu đỏ hiện ra, trong phạm vi hào quang bao phủ không có chút tuyết nào cả, lưng chừng vách núi có ánh đỏ xuất hiện. Đạo hào quang màu đỏ phát ra từ đáy một con suối nhỏ này tràn ngập linh khí, có sương mù đỏ bay lên cao. Xíu, yêu yêu. Một đạo thanh sắc lưu quang phá không mà ra, nhưng mà rất nhanh đã quay trở lại, từ trên trời lao xuống, đáp xuống bờ con suối kia. Đây là một nữ tử yểu điệu mặc áo xanh, nàng ngũ quan rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, có đeo duy băng màu hồng choàng qua vai, rất giống như tiên nữ hạ phàm. Thật sự là kỳ quái, con suối nhỏ này nằm trên cổ đạo, đáy nước lại có thể thai nghén ra một gốc xích nham linh tảo ngàn năm, điều này chẳng lẽ chính là đụng tiên vận. Bích Tiên Tiên tế ra một cây thứ huyết châm, chớp động hào quang màu xanh, chú ý cẩn thận dò tìm bốn phía. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của nàng, còn có linh giác hơn người của tu tiên giả, cảm giác được có người đang đào hố chờ nàng nhảy vào. Thần thức của nàng quét qua các nơi, nhưng trong phương viên mấy trăm dặm không có khí thức của người nào cả. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Ngón tay thon dài của nàng thu hồi thứ huyết châm, duỗi bàn tay nhỏ bé đưa vào trong suối. Suối nước lập tức bị phân ra, nàng mò xích nham linh thảo lên, hình dạng như rong biển, cũng như nham thạch. Một đạo linh khí nồng đậm ập vào mặt, mang theo hương thơm kỳ dị, vừa ngửi thấy đã cảm giác thoải mái tới tận linh hồn. Quả nhiên là xích nham linh thảo, sợ là đã sinh trưởng 1.200 năm. Bích Tiên Tiên kích động không thôi, một cây ngàn năm linh thảo thật sự quá rất thưa thớt, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng phải tranh nhau đầu rơi máu chảy. Dưới đáy con suối nhỏ này kiếm ra một cây xích nham linh thảo, vận khí đúng là quá tốt. Nhưng mà nàng vừa có ý định thu xích nham linh thảo lại, thân thể mềm mại run lên, cảm giác thân thể mềm nhũn ra, một tia khí lực cũng không có, đan điền bị khí tức màu đỏ bao phủ. Kỳ lân, mê, vụ. Nàng nhìn chằm chằm vào xích nham linh thảo trong tay, trước mắt tối sầm, yếu đuối ngã xuống bờ dòng suối, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sau nửa ngày có hai đạo nhân ảnh bay tới, đáp xuống bờ suối. Ha ha, quả nhiên mắc lừa. Trong đó một đại hán, thân thể cao hơn 2 mét, trên vai cầm phương thiên hỏa kích, lộ ra dáng vẻ uy vũ khí phách, nhìn qua giai nhân tuyệt sắc nằm trên bờ suối đang nhìn qua. Uy phong chập chờn, làn váy Bích Tiên Tiên đung đưa theo gió, lộ ra cặp đùi tuyết trắng mê người gió càng thổi càng cao, từ mắt cá chân tới bắp đùi, cái đùi bóng loáng. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy quần lót màu trắng trong làn váy xanh. Thân thể mềm mại của nàng có hương thơm mê người, từ hương thơm này đã biết rõ đây là hương thơm trinh nữ, khiến người ta mê muội. Phốc! Vương Mãnh cùng tất chữ suốt nhìn chằm chằm vào cảnh này không nhúc nhích, con mắt sững sờ, ngẩn người ra đó, cái mũi dùng sức hít, khốn kiếp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 3 Xâm La Điện, quả thực thật đẹp, cũng quá thơm. Đầu mũi của bọn họ chảy máu. Bỗng nhiên hai người cảm thấy đầu óc mê muội, đôi mắt trở nên mơ hồ. Hỏng bét,
mắc lừa. Trong lòng Tất Trữ xuất hô một tiếng, chợt té xuống đất, mà Vương Mãnh đã sớm té trước và hôn mê. Bích Tiên Tiên kéo làn váy trở về, sau đó ngồi dậy, dung nhan tuyệt sắc mang theo vẻ trào phúng, cười nói. Bích Tiên Tiên ta nếu dễ dàng bị người ta tính toán như thế, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Không ngờ có được Xích Nham Linh Thảo, đa tạ. Nàng đứng dậy, giữ ngón tay cầm theo hai cây thứ huyết châm, đôi mắt dễ thương trở nên băng lạnh. Nhìn chân của bổn cô nương phải trả giá thật nhiều, trước móc mắt các ngươi, sau đó lại đâm 10 vạn 8 châm mới được. Hai đạo linh mang sinh ra giữa tay nàng, hai cây thứ huyết châm rời tay. Đinh, đinh. Một thanh chiến đao từ trên trời xoay tròn lao xuống, đánh bay hai cây thứ huyết châm, bắn ra hai luồn hoa lửa, bắn vào hai cây cổ mộc xa xa. Người nào? Bàn tay nhỏ nhắn của Bích Tiên Tiên xuất hiện vầng sáng màu xanh, một độc xà dị thú chiến hồn lao ra, đánh bay chiến đao trở về. Bá, bá, bá. Chiến đao xoay tròn bay trở về, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mặc một bộ thiết khải thần vũ quân thiên phu trưởng. Toàn thân bao phủ trong giáp đen, đứng bên kia dòng suối nhỏ. Hai tên đần, đúng là sắc quỷ hơn cả sắc quỷ. Kỳ Lân mê vụ tính toán Bích Tiên Tiên, kết quả lại bị Bích Tiên Tiên tính toán, nếu không phải Phong Phi Vân lo lắng chạy tới, nói không chính xác hai người đã bị Bích Tiên Tiên đâm thành cái sàng. Bích Tiên Tiên nhìn qua tuổi chừng 17, dáng người cao gầy, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen tán loạn sau lưng, tóc xanh như thác nước, cổ thon dài làn da tinh tế như tuyết. Hình thành nét tươi sáng đối lập. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ điện thứ ba Xâm La Điện, phong hoa tuyệt đại, mỹ tư có thể so với bạch như tuyết, thoát tục tuyệt trần. Thần vũ quân thiên phu trưởng. Bích Tiên Tiên nhíu mày lại, nhìn qua nam tử mặc áo giáp ở đối diện, nàng cảm thấy nội tâm bất an, hàn khí trên người đối phương làm nàng cảm thấy đau. Phong Phi Vân hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, lão tử chính là thần vũ quân thiên phu trưởng. Thức thời thì cởi váy, thúc thủ chịu trói, bằng không, hắc hắc, bổn tướng quân sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Bích Tiên Tiên chưa từng nghe qua chuyện cười như thế, lại bị một thần vũ quân thiên phu trưởng uy hiếp, nàng không giận còn cười, âm thanh mềm nhún, ngọt ngào nói. Quân gia, người biết ta là ai không? Vậy là ngươi ai? Phong Phi Vân cũng thật sự cảm mạo với giọng của đối phương, quá mềm nhún, nghe giọng nàng khiến xương cốt của hắn mềm ra. Nếu như để nàng đi khắp nơi cười lớn, đoán chừng không có bao nhiêu nam nhân cứng rắn được. Cho dù muốn cứng rắn cũng không cứng nổi. Quân gia, có thể nghe qua Xâm La Điện. Bích Tiên Tiên muốn hù dọa thần vũ quân thiên phu trưởng trước mắt một chút. Cái gì, chẳng lẽ ngươi là yêu nữ Xâm La Điện? Tên thần vũ quân thiên phu trưởng này đúng là bị dọa sợ, sợ tới mức ngay cả nói cũng không rõ ràng, hai chân đang phát run, lui ra sau từng bước. Kết quả như vậy chính là kết quả Bích Tiên Tiên muốn xem, nàng che miệng cười cười, lời nói vũ mị mê người. Ta chính là yêu nữ, tiểu yêu tinh giết người không chớp mắt. Giữa ngón tay của nàng xuất hiện ba thanh thứ huyết châm, đều dài một thước, tỏa ra hào quang màu xanh. Ông trời, cứu mạng A-hát. Phong Phi Vân quay đầu chạy vào cánh rừng đối diện, chạy một bước đã ngã ba lượt, xem ra bị dọa sợ không nhẹ. Còn muốn chạy trốn. Đôi mắt dễ thương của Bích Tiên Tiên lạnh như băng, dáng người như mây xanh, bay qua dòng suối nhỏ, hóa thành bóng hình xinh đẹp đuổi theo hướng Phong Phi Vân đào tẩu. Trong rừng cây tĩnh mịch tới cực điểm, không thấy sắc trời, đêm dài tháng dài, lá cây trồng chất sâu hơn một mét, còn mang theo hương vị ẩm ướt của lá cây mục. Bích Tiên Tiên xâm nhập vào trong rừng cây, không có nhìn thấy bóng dáng của thần vũ quân thiên phu trưởng thì nội tâm nhảy dựng lên, thầm kêu một tiếng không ổn, vừa định quay người bay ngược ra sau. Trước mắt có lá cây dựng nhiều, chúng bao phủ lấy nàng. Oanh! Hai tay nàng chém ra, 168 đạo linh quang màu xanh thật nhỏ bay ra từ ngón tay của nàng. Đây là 168 cây thứ huyết châm, cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng bị đánh chết tại chỗ. Phía dưới truyền đến một đạo hàn khí. Đột nhiên nàng cảm thấy hai chân không thể động đậy, có người từ lá cây lao ra, ôm lấy hai chân của nàng, sau đó kéo nàng xuống dưới. Cũng dám tính toán ta, muốn chết. Sắc mặt Bích Tiên Tiên trầm xuống, trên bàn tay có dị thú chiến hồn muốn đem đánh chết tên thần vũ quân thiên phu trưởng ôm nàng, nhưng mà dị thú chiến hồn của nàng bị đối phương bóp nát dễ dàng, hóa thành mảnh vỡ linh khí. Nàng cũng đã không thể thong dong,
một đạo lực lượng khổng lồ truyền tới, nàng định ra tay phản kháng, nhưng lại bị người ta bắt được cổ tay, trở tay kéo ngược ra sau lưng Ngọc. Đã sớm bảo ngươi thúc thủ chịu trói rồi. Một thiết thủ lạnh như băng đặt lên đỉnh đầu của nàng, một lực lượng khổng lồ truyền vào khiến hai mắt nàng tối sầm, lập tức hôn mê. Điện thứ ba Xâm La Điện đệ nhất mỹ nhân Bích Tiên Tiên vào lúc chạy tới Thiên Hoa Cổ Thành đã mất tích trên đường. Tuy cao tầng điện thứ ba Xâm La Điện đã ngăn cản tin tức này lộ ra ngoài, nhưng mà tin tức này vẫn bị người ta biết tới và truyền đi. Tu sĩ cả Thiên Hoa Cổ Thành không ngừng xôn xao. Bích Tiên Tiên không phải nữ nhân bình thường, nghe đồn rằng ngay cả Tam Điện Hạ cũng ăn thiệt thòi trong tay của nàng, nữ nhân thông minh và tu vị cao như thế bị mất tích, xôn xao là đương nhiên. Các đệ tử Tà Tông Thập Điện đều ngửi được khí tức không tầm thường, cảm giác được nguy cơ đang tiếp cận từ từ. Không phải là bị Phong Đại Ngưu bắt đi đấy chứ? Rất nhiều người liên tưởng tới Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng danh tiếng cao gần đây, tên này là kẻ không sợ trời không sợ đất, hơn nữa hắn còn phóng lời nói muốn bắt toàn bộ thập đại mỹ nhân của Xâm La Điện, chưa qua vài ngày thì Bích Tiên Tiên đã gặp chuyện không may, đúng là quá trùng hợp rồi. Đương nhiên cũng có người hoài nghi là Phong Phi Vân làm. Dù sao Phong Phi Vân đã từng làm lúc trước rồi, Bạch Như Tuyết đã bị hắn buộc lên cành cây, nói không chính xác yêu ma chi tử này lại đi săn. Nhưng mà không có ai liên tưởng Phong Phi Vân cùng Phong Đại Ngưu cùng với nhau, dù sao hai người sử dụng công pháp chênh lệch quá lớn, một kẻ là thiếu niên tâm tư kín đáo, một là Thần Vũ Quân Thiên Phu trưởng thô kệch, không thể nào là cùng một người. Tam Điện Hạ Xâm La Điện đệ vô cùng tức giận, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng bị kinh động. Bắt đầu khung chiêng gõ trống đi tìm kiếm tung tích Bích Tiên Tiên. Điện thứ tư Xâm La Điện Bạch Như Tuyết bị Phong Phi Vân cưỡng hiếp, cũng đã trở thành chê cười của cả Tà Tông, điện thứ ba Xâm La Điện không thể bước theo được. Nếu như Bích Tiên Tiên cũng tao ngộ bất hạnh giống như Bạch Như Tuyết, như vậy sau khi tìm được cũng không cần mang nàng về. Đây là phó điện chủ điện thứ ba Xâm La Điện nói ra, đệ tử Tà Tông cũng hiểu nên làm thế nào. Thời điểm điện thứ ba Xâm La Điện sứt đầu mẻ tráng, trong tử lâu của Thiên Hoa Cổ Thành có một đĩa thịt kỳ ngưu trưng với rễ hổ lô, được một thị nữ mặc áo bào trắng bưng lên, tiến vào gian phòng chữ thiên số 7 trang nhã. Tử lâu này còn tráng lệ hơn cả hoàng cung, lượng người thật lớn, thức ăn và rượu đắt không hợp thói thường, chỉ có tu tiên giả mới tiêu phí nổi. Mỗi gian phòng nơi này vô cùng rộng lớn, bốn phía đều có màn tre, có thiếu nữ cười nói ca hát, có thị nữ đưa đồ ăn, rót rượu. Cả quận Tam Thánh này muốn tìm nơi hưởng thụ quả thật khó khăn. Gian phòng chữ thiên số 7 có mấy đệ tử Tà Tông tụ tập, đều có lai lịch không nhỏ, đều là thiên tài mới nổi của Tà Tông. Nam tuấn lãng tiêu sái, nữ càng phong hoa tuyệt đại, trong đó có một nữ tử đẹp như thiên tiên hạ phàm, trên người có mị lực khó nói nên lời, khiến cho người ta phải khuynh đảo. Việc này thật sự là quá quỷ dị, nơi xảy ra chuyện là một dòng suối nhỏ, ngày hôm qua ta tự mình đi qua điều tra. Cũng không có phát hiện dấu vết đại chiến kinh thiên động địa. Thương thế của Liễu Thừa Phong đã khỏi hẳn, khí sắc càng hơn lúc trước, sau khi chiến một trận với Kỳ Phong, làm cho tu vị của hắn tinh tiến, cách độ địa kiếp còn thiếu một chút. Hắn cẩn thận từng lấy một hộp sắt ra, mở hộp và xuất hiện một cây thứ huyết châm nhỏ, dài chừng một thước. Một đám cao thủ Tà Tông nhìn thấy cây châm này, đều vội vàng ngừng thở. Đây là thứ huyết châm của Bích Tiên Tiên. Tu vị Bích Tiên Tiên cũng đã đạt tới thần cơ đại viên mãn đỉnh phong, mở ra 320 mệnh huyệt, chẳng lẽ nàng bị người ta bắt mà không có khả năng phản kháng. Dòng suối nhỏ kia nằm cách Thiên Hoa Cổ Thành chỉ có 3.000 dặm, một khi xảy ra đại chiến thì cao thủ Tà Tông trong Thiên Hoa Cổ Thành sẽ phát giác, như vậy chứng tỏ người ra tay chỉ dùng chưa tới 3 chiêu đã bắt được nàng. Bờ môi Lục Ly Vi hồng nhuận phơn phớt nói ra một câu. Lục Ly Vi chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 Xâm La Điện. Tràn ngập cơ trí, nàng là nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, càng là thất phẩm trí sư. Nàng duỗi ngón tay tinh tế như ngọc ra chạm vào thứ huyết châm, ngóng tay của nàng rung động, một bộ mặt kính tỏa hào quang hiện ra trước mặt mọi người. Đây là thủ đoạn của trí sư thấm nhuần chi kính, có thể cách thời gian cùng không gian hiện ra chuyện trong quá khứ. Linh quang tỏa ra, hình ảnh xuất hiện, rốt cục hình ảnh hoán đổi tới chỗ dòng suối nhỏ kia. Bành! Mặt kính vỡ tan, một đạo lực lượng giữa thiên địa chấn ngón tay Lục Ly Vi chảy máu, vết máu này lan ra cánh tay của nàng, như muốn chấn vỡ thân thể của nàng. Mấy tuấn tài Tà Tông liên thủ trợ giúp nàng mới ngăn cản được lực lượng thời không cắn trả. Trong lòng Lục Ly Vi lòng sợ hãi,
trong mắt tràn ngập ngưng trọng, nói. Có người chặt đứt thiên cơ, không cho người ta suy tính ra kẻ bắt Bích Tiên Tiên. Người phương nào lợi hại như vậy, chặt đứt thiên cơ của mấy ngày trước. Một đệ tử Tà Tông động dung. Không chỉ chặt đứt thiên cơ, còn dẫn động thiên phạt, nếu không phải vừa rồi các vị tương trợ, Ly Vi đã chết dưới thiên phạt rồi. Lục Ly Vi nói. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không biết là kẻ nào đáng sợ như vậy, lại có thể chạm thiên cơ, dẫn thiên phạt, đây quả thực chính là nhân vật không tầm thường. Ngươi có thể đoán được là người nào ra tay không? Tô Huyết bất cận nhân tình nói ra. Tô Huyết chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 5 Xâm La Điện, ăn mặc hắc y, đeo mũ rộng vành, ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất, trong tay ôm một thanh thiết kiếm bình thường nhất, không có kẻ nào dám tiếp cận nàng. Mỗi người lần đầu tiên nghe được tên của nàng, đều cho rằng gọi là Tô Tuyết, kỳ thật chỉ có mình nàng mới biết nàng tên là Tô Huyết. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có đi giải thích, cũng chẳng muốn đi giải thích. Nàng là người phi thường khác loài, chưa từng có một bằng hữu, thậm chí không cho phép kẻ nào tới gần nàng ba bước. Chỉ có một người có thể đi tới gần nàng ba thước mà không có chết, người nọ chính là Ngũ Điện Hạ, nhưng mà Ngũ Điện Hạ cũng bị chém đứt một cánh tay. Có rất ít người có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng mà tất cả mọi người nói nàng chính là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 5 Xâm La Điện, có lẽ nàng căn bản không đẹp, thậm chí lớn lên cực xấu, nhưng mà càng thần bí càng khiến người ta tưởng tượng vô hạn, có lẽ nàng thật sự là một mỹ nhân cũng không chừng. Đám đệ tử Tà Tông, kể cả Liễu Thừa Phong cũng phải kiêng kỵ nàng, nhìn thấy ánh mắt của nàng khác thường, tận lực tránh nàng khá xa một ít. Bởi vì Tô Huyết chính là một trong những thiên tàu tuần kiệt nguy hiểm nhất của Tà Tông, đáng sợ như Nạp Lan Tuyết Táng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Nạp Lan Tuyết Táng. Bởi vì Nạp Lan Tuyết Táng có 9 chuôi kiếm, mà nàng chỉ có một chuôi kiếm, nhưng mà nàng giết người còn nhiều hơn Nạp Lan Tuyết Táng. Trong mắt Lục Ly Vi mang theo vài phần dị sắc, con người còn sáng hơn sao trời, nói. Có thể chạm thiên cơ, lại có thể dẫn động thiên phạt. Nhân vật như vậy cả thần tấn vương triều không tìm ra người thứ ba, mà bây giờ trong thiên hoa cổ thành chỉ có một người có thể làm được. Thời điểm nàng nói ra lời này, tất cả mọi người đã đoán ra là ai? Thiên Toán Thư Sinh. Liễu Thừa Phong thì thầm. Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ vừa tới quận Tam Thánh, Tà Tông cùng Vạn Tượng Tháp sẽ bắt đầu chiến đấu đỉnh phong, lúc này bọn họ bắt đi Bích Tiên Tiên, có lẽ chính là muốn phản kích. Lục Cô Nương cùng Tô Cô Nương cũng thân cận. Bạch Như Tuyết cùng Bích Tiên Tiên lần lượt gặp chuyện không may, quân cờ tiếp theo của bọn họ chính là các ngươi. Một đệ tử Tà Tông nói ra. Bành! Đúng lúc này, trong phòng có tiếng của nam tử Tục Tằng vang lên. Bỏ đi, bổn tướng quân chỉ tới đây uống rượu, mau mang rượu ngon nhất của các ngươi tới đây, mang 10 bình. Quân gia, rượu của chúng ta không rẻ. Thị nữ 18-19 tuổi nói ra. Quán rượu này chính là sản nghiệp của Ngân Câu Phường, có làm thị nữ ở đây cũng không phải tầm thương, tự nhiên nhìn ra nam tử trước mặt chỉ là thiên phu trưởng mà thôi, đừng nói là 10 bình rượu ngon, cho dù một chén rượu ngon cũng không có tiếng trả. Tuy thị nữ nói năng cung kính, nhưng mà nói chuyện không mang theo chút cung kính nào. Bành! Vị thần vũ quân thiên phu trưởng đập bàn một cái, đánh cái bàn đồng dày 2 thước lõm xuống hình bàn tay. Người có ý tứ gì? Sợ quân gia ta không trả nổi sao, người biết quân gia ta là ai không? Thần vũ quân thiên phu trưởng hiển nhiên tính tình táo bạo, âm thanh giống như sấm sét, khiến cho thị nữ hoảng sợ biến sắc, thiếu chút nữa té xuống đất. Động tĩnh ở đây hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của chủ sự, lập tức giận dữ mắng mỏ thị nữ một trận, lại vội vàng trấn an thần vũ quân thiên phu trưởng này, chuyện cũng nhanh chóng bình thường lại, 10 bình rượu ngon được mang lên. Rượu này quả nhiên là rượu ngon. Mùi rượu bao phủ cả cung điện. Chủ sự này cũng đứng bên cạnh thần vũ quân thiên phu trưởng, trong lòng tâm thần bất định, không ngừng nói. Quân gia, đây chính là thất dạ thần tiên đảo, rượu này rát mạnh, người bình thường cho dù uống một giọt cũng say ngay lập tức, cho dù là tu tiên giả uống 3 chén cũng đã không chịu nổi. Cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh, uống 7 chén cũng phải ngã xuống đất không dậy nổi. Thần vũ quân thiên phu trưởng này chỉ uống mà thôi. Trong nháy mắt đã uống 5 chén vào bụng, nhưng hoàn toàn không thấy say. Quân gia, người nên uống chậm một chút, đừng lãng phí, mỗi giọt rượu này giá 50 kim đấy. Vị chủ sự nhìn thấy rượu không ngừng chảy ra khỏi mép của hắn, cũng cảm giác đau lòng. Người khác uống thất dạ thần tiên đảo đều dùng chén nhỏ uống chậm, hắn ngược lại uống liền 10 chén.
Tên này có phải tử thần chuyển thế không, vậy mà uống 10 chén không say. Ánh mắt mọi người kinh hãi, chăm chú quan sát thần vũ quân thiên phu trưởng này, ai cũng biến sắc, muốn xem hắn uống được bao nhiêu chén. Một đám thiên tài tuyệt đỉnh của tà tông ở đây cũng chú ý tới thần vũ quân thiên phu trưởng trong hành lang, hai mắt nhìn nhau. Là Phong Đại Ngưu. Một vò rượu đủ 10 chén rượu. Nhưng bây giờ 6 vò đã không còn, rượu bên trong chảy vào miệng của thần vũ quân thiên phu trưởng. Thất dạ thần tiên đảo này chẳng lẽ bị hỏng rồi, đừng nói 7 chén, cho dù 7 bình cũng không làm gì được hắn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đại hán đầu chọc không tin tà, cũng gọi một vò thất dạ thần tiên đảo, nhưng mà mới uống 3 chén thì đã nhịn không được, ngửa đầu té xuống đất ngáy o o. Đã ghiền a hát, đã ghiền. Thần vũ quân thiên phu trưởng uống tới vò cuối cùng, đã uống rất sướng khoái, cầm chén thanh đồng trong tay ném bành một tiếng xuống đất, chủ sự bị giật mình, tránh ra phía sau, sợ tử quỷ này tất một cái bay đầu của hắn. Hắn trực tiếp ôm vò rượu cuối cùng lên, ngửa đầu rót vào trong miệng, sau khi uống xong, người của hắn đứng không vững, ném vò rượu xuống bàn, thân thể lung la lung lay đi ra bên ngoài. Chủ sự nhìn thấy một màn này thì gấp lên, vội vàng đi tới trước mặt, nói. Quân gia, 10 vò rượu ngon tổng cộng 36.000 miếng kim tệ. Cái gì? 36.000. Cái gì? Tên thần vũ quân thiên phu trưởng này thật sự quá say rồi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không rõ. Là 36.000 miếng kim tệ. Trong lòng chủ sự này cảm thấy không ổn. Không có tiễn. Tử lượng của thần vũ quân thiên phu trưởng rất lớn, đầu lưỡi như bị rút đi. Không có tiền. Tươi cười trên mặt chủ sự biến mất, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang bay thẳng lên trời, qua trong giây lát, chỉ thấy 10 tên quân sĩ mặc giáp bạc đi ra như thần binh trời giáng, cầm ngân thương ngàn cân trong tay, vây tên thần vũ quân thiên phu trưởng vào giữa. Nơi này chính là sản nghiệp Ngân Câu gia tộc, những chiến sĩ giáp bạc này chính là tử sĩ do Ngân Câu gia tộc huấn luyện, đều là cường giả thân kinh bách chiến. Dám ăn chùa trên địa bàn Ngân Câu gia tộc, thật sự là không muốn sống. Đánh gãy hai tay hai chân của hắn cho ta. Lão giả chủ sự hất ống tay áo lên, lạnh giọng phân phó. Tuy thần vũ quân thiên phu trưởng này uống nhiều khí lực không đủ, nhưng mà đầu óc rất thanh tỉnh, tư thế phòng ngự sẵn sàng, nhưng mà tay rất run rẩy, linh khí trong đan điền chấn động. Những thiên tài tà tông trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cười rộ lên, Phong Đại Ngưu này đúng là hiếm thấy, đi ăn chùa lại ăn chùa của Ngân Câu gia tộc. Xem ra hôm nay không tránh khỏi đánh một trận. Ngón tay Lục Ly Vi mang theo một tia máu tươi, ánh mắt chớp động hào quang trí tuệ, trong ánh mắt có dị thường, nàng lấy một sấp kim phiếu trong ống tay áo ra, cười nói. Hắn là bằng hữu của ta, tiền rượu của hắn tính cho ta. Một đạo kim mang bay ra khỏi ngón tay của nàng, sau một khắc đã lọt vào trong tay của chủ sự, đây là kim phiếu trị giá 5 vạn kim tệ. Nhìn thấy kim phiếu, con mắt lão giả chủ sự này híp lại, có người tính tiền tự nhiên là rất tốt, vội vàng phân phó đám chiến sĩ kia lui ra. Sau khi giật mình, thần vũ quân thiên phu trưởng tỉnh rượu một nửa, nhìn lên lầu và hỏi. Vị bằng hữu này trượng nghĩa như vậy? Tự nhiên là bằng hữu trượng nghĩa. Phía trên còn rượu ngon hơn thất dạ thần tiên đảo, chẳng lẽ Phong tướng quân không muốn nếm thử? Giọng của Lục Ly Vi ngọt ngào. Cho dù là nam nhân nào nghe được giọng nói này đều khẳng định phải đi gặp chủ nhân giọng nói để biết nàng dài ngắn thế nào. Nữ tử có giọng đẹp như thế, lớn lên cũng tuyệt đối không quá kém. Mỗi nam nhân đều muốn gặp được chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên nếu như gặp chuyện mỹ nhân cứu anh hùng cũng rất tốt. Gặp được chuyện tốt như vậy, làm sao không đi lên gặp mỹ nhân một lần chứ? Những tuấn tài tà tông trẻ tuổi khó hiểu vì sao Lục Ly Vi làm như vậy. Phong Đại Ngưu tại Thiên Mai Trang Viên đánh tà tông xám xịt rời đi, hiện tại thời điểm hắn tự mất mặt, cứu hắn làm cái gì? Liễu Thừa Phong lại hiểu một ít, trong lòng thầm than. Không hổ là nữ nhân thông minh, Phong Đại Ngưu này là mãng phu không đầu óc, tuyệt đối là thiên tài cấp sử thi dễ thu mua nhất, Lục Ly Vi thủ đoạn cao minh, chỉ sợ muốn thu phục hắn làm tọa hạ. Bành! Cửa phòng bị đẩy ra, Phong Đại Ngưu tùy tiện đi tới, ánh mắt quét qua chung quanh. Cũng nhận ra những người này là đệ tử tà tông, con mắt co rụt lại, vội vàng lui về phía sau hai bước, muốn rời khỏi nơi này. Phong tướng quân không cần khẩn trương, hôm nay chúng ta uống rượu, không nói chuyện ân oán. Bàn tay trắng nõn thon dài của Lục Ly Vi rất đẹp, hai tay cầm chén rượu kính dâng.
Lục Ly Vi đúng là mỹ nhân yêu nhã, căn bản không có một tia lệ khí như đệ tử tà tông khác, ngược lại giống như cung nữ được học thi thư lễ nghĩa, có được lực tương tác không ai có thể cự tuyệt. Con mắt Phong Đại Ngưu nhìn thẳng, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm vào dáng tươi cười mê người của Lục Ly Vi. Đám đệ tử tà tông này thầm mắng trong lòng, Phong Đại Ngưu này đúng là cuồng đồ, khó trách lại thả lời muốn lấy trinh của thập đại mỹ nhân tà tông. Khục khục, vừa rồi là vị cô nương này trả tiền giúp ta, ngươi xem ta phải thế nào mới có thể báo đáp ngươi đây. Ánh mắt Phong Đại Ngưu nhìn qua Lục Ly Vi từ trên xuống dưới, bộ dáng còn hơn cả sắc quỷ, đi qua bưng chén rượu trong tay Lục Ly Vi lên, huống chi còn bưng cả tay của Lục Ly Vi không buông. Lục Ly Vi không nghĩ tới Phong Đại Ngưu này dễ dụ dỗ như vậy, chỉ cần có rượu ngon gái đẹp, như vậy thiên tài cấp sử thi này sẽ là của nàng. Một thiên tài cấp sử thi, trăm năm sau chính là một sử thi cự kình. Cái gọi là sử thi cự kình, chính là vô thượng cự kình, thiên tài cấp sử thi đạt tới cự kình tự nhiên là thiên tài siêu cấp. Cũng chỉ có thiên tài cấp sử thi tu luyện tới cự kình mới xứng được gọi là vô thượng, chiến lực khủng bố khôn cùng, khí thế vô địch. Khục khục. Chu Hiểu Liêm thật sự không nhịn được, ho khan hai tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Chu Hiểu Liêm cũng là thiên tài nghịch thiên điện thứ 10 Xâm La Điện, truy cầu Lục Ly Vi mấy năm, đối với mỹ nhân trí tuệ hơn người này quả thực chính là nói gì nghe nấy, tự nhiên không chịu được khi thấy người thương bị chiếm tiện nghi. Phong Đại Ngưu tùm chén rượu trong tay Lục Ly Vi lên uống cạn, sau đó lại nện cái chén vào người Chu Hiểu Liêm. Tiểu tử, chừng cái gì chừng? Tuy chỉ là động tác quăng chén mà thôi, nhưng mà khí lực cực kỳ to lớn, quả thực chẳng khác gì sao chổi nhỏ nện qua, chén rượu ma sát với không khí sinh ra hỏa diễm, nhiệt độ cao khiến chén rượu tan chảy một quả cầu sắt. Bàn tay Chu Hiểu Liêm xuất hiện một trần bàn đường kính 1 mét, vân ấn lưu động, giống như một mặt thuẫn. Bành! Trận bàn lập tức nghiền nát, cầu sắt đánh vào bàn tay của hắn, đánh cho xương cốt nổ vang, một đầu cánh tay đã bị phế. Phong Đại Ngưu, ta chiến với ngươi một trận. Cánh tay Chu Hiểu Liêm gãy ngang, bộ dáng của hắn vẫn hung thần ác sát, muốn tế huyết buồm ra. Chu Hiểu Liêm lui ra. Lục Ly Vi khiển trách. Ly Vi. Chu Hiểu Liêm không lùi. Phong tướng quân là bằng hữu của ta bảo ngươi lui ra, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy. Đôi mắt dễ thương của Lục Ly Vi trở nên lạnh như băng. Lần này ta không có khả năng lui ra. Chu Hiểu Liêm còn chưa nói xong. Trong miệng máu tươi tung tóe, trong mắt ôm hận, ngón tay rực rỡ chậm rãi té trên mặt đất, trong miệng còn mọc ra một cây thứ huyết châm, máu tươi đâm xuyên qua người, máu tươi 3 thước. Cây châm nằm trên bàn bị ống tay áo Lục Ly Vi quét qua, xen lẫn linh mang, thứ huyết châm đâm xuyên từ ót qua miệng của Chu Hiểu Liêm. Ngươi không nghe lời, cũng không cần phải sống sót. Lục Ly Vi đạm mạc nói ra. Quả nhiên không hổ là nữ nhân tà tông, chỉ dựa vào mặt ngoài đánh giá mỹ nhân. Vậy 10 phần sai, các nàng giết người còn quyết đoán hơn nam nhân, mặc dù nam nhân ưa thích các nàng. Đám đệ tử trẻ tuổi tà tông khác cũng chẳng cảm thấy có gì không khỏe, ánh mắt nhìn qua Lục Ly Vi đã khác trước. Chỉ có Tô Huyết ngồi trong góc vẫn không nhúc nhích, chỉ có Phong Đại Ngưu tiến lên thì nàng mới nhìn qua, sau đó lẳng lặng ngồi nơi đó, ngón tay thon dài vuốt thiết kiếm. Ha ha, thật sự khiến Phong tướng quân chê cười. Lục Ly Vi tươi cười mê người như trước. Bộ dáng như chim non nép vào người, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không ai nghĩ tới nàng lại sát phạt quả quyết lúc trước. Phong Đại Ngưu cười hắc hắc. Không biết cô nương có phải là gia nhân của Xâm La Điện hay không? Điện thứ 10 Xâm La Điện, Lục Ly Vi. Phong tướng quân gọi ta Ly Vi vẫn được. Lục Ly Vi cười nói. Ly Vi cô nương. Phong Đại Ngưu hơi ngượng ngập nói. Phong tướng quân, cảm thấy điện thứ 10 Xâm La Điện của ta thế nào? Lục Ly Vi nói bóng nói gió. Ánh mắt Phong Đại Ngưu nhìn chằm chằm vào nàng, nếu không phải bên cạnh còn có mấy thiên tài của tà tông, chỉ sợ hắn đã bị Lục Ly Vi dụ dỗ nhào lên. Hắc hắc, trước kia ta nhất định cho rằng đó là nơi quỷ quái chướng khí mờ mịt, nhưng mà bây giờ cảm thấy điện thứ 10 Xâm La Điện có ngươi, khẳng định chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian. Ha ha, Phong tướng quân có muốn tới tiên cảnh nhân gian làm khách không? Lục Ly Vi hết sức chủ động. Muốn dọn dẹp mãng phu như Phong Đại Ngưu này, với nàng mà nói quá dễ dàng. Hắc hắc, chỉ cần nơi nào có Ly Vi cô nương, khắp nơi đều là tiên cảnh nhân gian. Phong Đại Ngưu cười rất ngu ngốc. Trong tử lâu này ta đã đặt một xương phòng, vốn có ý định ở một mình, hiện tại xem ra,
Lục Ly vì bày mưu nghĩ kế, muốn dọn dẹp mãng phu trước mặt, biện pháp tốt nhất chính là câu dẫn hắn, chỉ cần làm cho hắn ngoan ngoãn nằm xuống, như vậy kế tiếp hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải xương phòng, quả thật là tiên cảnh nhân gian. Lục Ly vì cười si ngốc, sau đó liền lôi kéo ống tay áo Phong Đại Ngưu đi lên xương phòng. Trong gian phòng trang nhã chỉ còn mấy tên thiên tài tà tông nhìn nhau, đều thở dài. Phong Đại Ngưu đã rơi vào tay giặc, hãy chờ xem. Lục Ly Vi nhất định sẽ khiến tên này trở thành nô tài dưới váy quả lựu của nàng, hơn nữa mãng phu này tuyệt đối không chiếm được nửa phần tiện nghi từ Lục Ly Vi. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Mỹ nhân dưới đèn còn mỹ lệ hơn trước. Lục Ly Vi hiện tại đang an vị dưới ánh đèn, bên dưới mặt sàn phủ một lớp lông tuyết hồ. Chung quanh có hương liệu thơm nức, trên thảm còn bày rượu ngon. Lục Ly Vi mặc áo bào dán sát người, nhưng lại không che được dáng người lồi lõm hoàn mỹ của nàng. Nàng ôm một vò rượu ngon, nằm nghiêng trên mặt giường, vò rượu lạnh như băng dán sát vào bộ ngực cao ngạo của nàng. Mùi rượu mang theo từng sợi khóc xanh bay lên, mùi rượu đều có thể ngưng tụ ra cảnh đẹp trăm hoa đua nở tung bay trong phòng, cũng bao quanh thân hình mềm mại của nàng. Đôi chân ngọc của nàng lộ ra ngoài, cũng không béo. Cũng không gầy, tinh tế tỉ mỉ mà nhu thuận, đung đưa nhẹ nhàng, khiến người ta có xúc động muốn vén váy của nàng lên. Ly Vi cô nương đúng là giai nhân khuynh thành đương thời. Phong Đại Ngưu nói rất đần, cuối cùng cũng nghẹn cả bối nói ra một câu. Ha ha! Lục Ly Vi cười thản nhiên, đôi mắt híp lại như trăng non, làn thu thủy tỏa ra ngoài, câu nhân tâm phách, giọng nói điềm nhiên. Phong tướng quân đúng là người biết nói chuyện. Ly Vi biết tướng quân thích uống rượu ngon cho nên mới nói ra lời này. Làm sao có thể, rượu ngon làm sao bằng mỹ nhân? Phong Đại Ngưu đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói không nên lời, thật giống như nam nhân vừa ra đời lần đầu tiên. Lục Ly Vi nhíu mày đáng yêu, ảo não nói. Vậy sao ngươi cách Ly Vi xa như thế, chẳng lẽ sợ Ly Vi ăn ngươi sao? Muốn ăn cũng là ta ăn ngươi. Rốt cuộc Phong Đại Ngưu chịu không nổi, trực tiếp nhào qua người nàng. Nhưng mà hắn nhào vào trong vò rượu. Thân hình mềm mại của Lục Ly Vi giống như xà mỹ nhân, uốn lượn chạy đi, hóa thành làn gió thôi bay qua dưới nách Phong Đại Ngưu, đứng một bên vuốt cằm cười cười. Thật sự là sắc quỷ vội vàng, nếu hôm nay không chọc đầu óc của ngươi choáng váng, quên hết tất cả, cuối cùng ngoan ngoãn quỳ liếm ngón chân của bổn cô nương, ta sẽ không gọi là Lục Ly Vi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trong mắt tươi cười mỉa mai. Phong Đại Ngưu ôm bình rượu, quay người lại và ngồi xuống, trong mắt mang theo hào quang cuồng nhiệt, lại cười to, nói. Ngươi là tiểu yêu tinh. Ta chính là tiểu yêu tinh, đến đây, tới bắt ta đi. Lục Ly Vi híp mắt lại, ngoắc ngoắc ngón tay, dưới ánh đèn dáng người của nàng càng trở nên yểu điệu, mỗi một động tác đều khiến người ta máu huyết sôi trào, đúng là yêu nghiệt hại người. Bành! Phong Đại Ngưu đặt bình rượu trên giường, vừa rồi uống rất nhiều rượu. Phản ứng chỉ độn không ít, nhưng mà đo động tác của hắn vẫn không chậm, nhanh như tốc độ ánh sáng, hắn bay tới ôm Lục Ly Vi vào trong ngực. Mỹ nhân trong ngực bị nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ, không ngờ chỉ là hư ảnh. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Giọng của Lục Ly Vi từ trong màn tơ truyền tới, mang theo tiếng cười như chuông bạc, Phong Đại Ngưu nhào vào trong màn tơ, lại trông thấy Mỹ nhân đã ngồi vào trong thùng gỗ tắm rửa, áo nàng khoác trên thùng gỗ, kể cả đồ lót màu hồng phấn. Đây là cảnh vô cùng kích thích con mắt của người ta, khiến máu huyết nam nhân sôi trào, cho dù Phong Phi Vân biết rõ đây là diễn trò, nhưng mà giờ phút này cũng không thể kiềm nén được, đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 của Tà Tông quả nhiên là không kém. Hắn từng bước đi tới bên thùng gỗ. Lục Ly Vi mị nhãn mê ly, lại gỡ cây châm bích lục xuống, cái cổ trắng nõn gợi cảm, tóc dài phiêu tán dính nước, chẳng khác gì cánh hoa trên cành. Phong Đại Ngưu đã đứng bên cạnh thùng gỗ. Có thể ngửi thấy hương hoa, mùi hương trên mái tóc nàng, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, vai thơm bọt nước lăn tăn, bộ ngực như ẩn như hiện trong nước. Ha ha, nhìn được không? Ngón tay Lục Ly Vi nhẹ nhàng vuốt vai, cổ, hai ngọn núi của mình, thật giống như muốn hấp dẫn ánh mắt trần trụi của Phong Đại Ngưu. Không có người nào không muốn đạt được thánh nữ tài trí và yêu nhã như Lục Ly Vi, không nam nhân nào không thích nhìn nàng tắm rửa. Đương nhiên là rất đẹp. Đây là suy nghĩ chân thật của Phong Đại Ngưu. Vậy ngươi có muốn nhìn nhiều một chút hay không? Lục Ly Vi cười nói. Không nhìn mới là đồ ngu. Phong Đại Ngưu nói ra. Đưa tay của ngươi cho ta.
Lục Ly vì duỗi bàn tay ngọc ra, giữa ngón tay còn mang theo bọt nước, có cánh hoa mai màu đỏ dính lên người chẳng khác gì cánh hoa hồng. Phong Đại Ngưu hơi khom người, vươn tay, ngón tay của nàng niết lên cổ tay của hắn, sau đó lại kéo vào bộ ngực trong nước, nàng rất hài lòng nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Phong Đại Ngưu hiện tại. Tay của Phong Đại Ngưu xuyên qua cánh hoa, chìm vào trong nước, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực tuyết trắng của nàng, bộ ngực sữa đã lộ ra một nửa, làm cho hắn cảm giác được bờ môi đỏ ửng, trong cổ họng có tà hỏa bắn ra ngoài. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên một đạo khí tức nguy hiểm chạy lên não, Phong Đại Ngưu muốn thu hồi cánh tay chìm trong nước, đôi mắt Lục Ly Vi biến thành đen kịt thâm thúy, một đạo tà quang bay ra khỏi mắt. Đây là một trong 12 đại tà công của Sâm La Điện, Bổ Thiên Tà Nhãn, có thể gạt bỏ linh hồn con người, giam cầm thần thức. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hỏa diễm hừng hực, có hai đạo hào quang màu đỏ bay ra khỏi mắt, xóa nhòa tà nhãn. Lục Ly Vi cả kinh, nhưng mà cũng không có hoảng loạn, bỗng nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại tuyết trắng lung linh hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, giống như phù dung nhâm trong nước. Tay của nàng nắm cổ tay Phong Phi Vân, ngón trỏ bắn ra hào quang màu đen, hóa thành một vòng tay đen kịt bay về phía ỏ ổ tay Phong Phi Vân. Đây là vòng tay huyết cẩm huyền, nếu vừa rồi tay của Phong Phi Vân tiến vào trong nước thêm một chút, như vậy vòng tay huyết cẩm huyền đã đeo vào tay của hắn rồi. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, hoàn hoàn đan sen, có bổ thiên tà nhãn, lại luyện chế vòng tay huyết cẩm huyền, có hai thứ đồ vật này, cho dù là thiên tài cấp sử thi cũng phải làm nô bộc cho nàng. Trên bàn tay Phong Đại Ngưu bắn ra hào quang năm màu, đánh bay vòng tay huyết cẩm huyền ra ngoài, đụng vào cửa sổ, linh quang tỏa ra chung quanh, cổ tay không bị vòng tay huyết cẩm huyền đeo vào. Trong xương phòng này nàng sớm bố trí kết giới, cách ly toàn bộ gian phòng. Lục Ly Vi biến sắc, vội vàng cuốn sa y trên thùng gỗ lên, bao phủ thân thể của nàng, thân thể mềm mại u nhã, hóa thành đường cong mỹ diệu bay ra ngoài. Hai tay chuẩn bị đều bị phá vỡ kết giới, nàng không dám tiếp tục ở lại đây. Ha ha, Ly Vi cô nương muốn chạy đi đâu? Tốc độ của Phong Đại Ngưu còn nhanh hơn nàng gấp nhiều lần, bàn tay lớn bắt được cổ của nàng, hất mạnh nàng lên, ném vào trên giường. Ngươi không có uống say. Lục Ly Vi kinh dị nói. Phong Đại Ngưu đi từng bước tới gần nàng, giống như xài lang dồn chú dê nhỏ vào góc tường, cười nói. Uống chỉ là uống nước, đừng nói 10 vò, cho dù là 100 vò cũng không có gì. Lục Ly Vi thông minh cỡ nào, qua trong giây lát đã hiểu ra mọi thứ, bản thân nàng là thất phẩm trí sư, không ngờ bị người ta tính toán, đây mới thực sự là thông minh quá bị thông minh hại. Lại là thiên toán thư sinh chặt đứt thiên cơ, bằng không sao ta không có một chút cảm giác nguy hiểm nào. Ánh mắt dễ thương của Lục Ly Vi phát lạnh, hàm răng cắn chặt. Ha ha, trong xương phòng này mới thật sự là tiên cảnh nhớ gian. Phong Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, đặc biệt là Lục Ly Vi quần áo tán loạn, hắn cười khiến nữ hài tử sởn gai ốc. Hừ, Phong Đại Ngưu, nếu người dám đụng một ngón tay vào người ta, điện thứ 10 Sâm La Điện sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Trong mắt Lục Ly Vi không biến hóa, bởi vì nàng không tin Phong Đại Ngưu thật có can đảm làm gì nàng. Ai, nữ nhân thông minh luôn tự cho là đúng. Phong Đại Ngưu đã cởi bỏ giáp trụ trên người của mình. Đây là một thiếu niên mặc nho y màu trắng, hoàn toàn không như tưởng tượng của nàng, chính là một mãng phu to lớn thô kệch, có lẽ tất cả mọi người vẫn lâm vào nhầm lẫn như thế. Hắn mặc nho bào màu trắng của Vạn Tượng Tháp. Lục Ly Vi bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra cái gọi là thần vũ quân thiên phu trưởng, dĩ nhiên là đệ tử Vạn Tượng Tháp giả mạo, không ngờ ngươi có thể lừa gạt tất cả tinh anh của tà tông. Bây giờ ngươi còn cho rằng ta không dám làm gì ngươi không? Phong Phi Vân lại biến thành âm thanh vốn có của mình, lại bòn lên giường, duỗi hai ngón tay vuốt cằm Lục Ly Vi, nâng mặt nàng lên. Không tin. Lục Ly Vi nói. Vậy ta cho ngươi biết, ta chính là yêu ma chi tử Phong Phi Vân, ngươi có tin hay không? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào biến hóa đặc sắc trên mặt Lục Ly Vi. Phong Phi Vân là người nào? Trong mắt tất cả đệ tử tà tông, thằng này cũng không phải là người, bởi vì hắn dám cưỡng hiếp đệ nhất mỹ nhân điện thứ tư Sâm La Điện Bạch Như Tuyết, trong thiên hạ rất khó tìm ra người gan lớn như thế, vậy hắn còn là người sao? Ngươi! Lục Ly Vi lần này đã sợ thật rồi, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, tên trước mặt chính là Phong Phi Vân. Trong lúc nhất thời trong lòng nghĩ tới nhiều đồn đãi về Phong Phi Vân, cái gì Cửu Long Bão Trụ,
cái gì 10 ngày 10 đêm, cái gì cưỡng hiếp tới chết. Nếu như biết rõ Phong Đại Ngưu chính là Phong Phi Vân, nàng tuyệt đối không dám dụ dỗ yêu ma chi tử sắc đảm ngập trời này. Dụ dỗ bất luận kẻ nào, cũng không thể dụ dỗ Phong Phi Vân A-H. Nhưng mà nàng muốn hối hận đã chậm rồi. Nàng muốn chạy thục mạng lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân bắt về dễ dàng, lúc này hắn bắt nàng về, trên người của nàng bị cởi sạch quần áo. Nàng muốn kêu to, nhưng mà bờ môi đã bị Phong Phi Vân lấp lại, nàng muốn giãy giụa nhưng hai tay bị khốn trụ, đôi chân thon dài bị hai tay của Phong Phi Vân ôm chặt. Một nữ nhân thông minh luôn dễ dàng bị thông minh nói dối, mà một khi phát sinh sai lầm như vậy, cái giá phải trả cực kỳ thảm trọng. Phong Phi Vân không phải nam nhân tùy tiện, nhưng nếu như một nữ nhân chủ động đưa tới cửa mà không ăn, vậy hắn tuyệt đối phải xin lỗi lương tâm của mình rồi. Trong sương phòng tiếng tiên nhạc mỹ diệu vang lên. Tuy đã có kết giới, bên ngoài căn bản nghe không được tiếng động mỹ diệu bên trong, nhưng mà người tinh thông cách không nghe hơi vẫn có thể nghe được âm thanh mỹ diệu mê hồn bên trong. Gặp hoa phải hái, gặp xinh đẹp phải chơi, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không, quả thực chỉ có một. Tất chữ xuất là người tinh thông bí thuật cách không nghe hơi, bằng không hắn cũng không thầm than như thế. Hắn như con thạch sùng ghé vào cửa sổ, lỗ tai nghe tiếng vang bên trong truyền tới, nghiến răng nghiến lợi mắng tiếng. Quá đáng giận, đã sớm nghe nói Phong Phi Vân đã từng là thiếu nhân hư hỏng, dâm, bá một phương, hiện tại cũng lộ ra tướng mạo sẵn có rồi. Rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Vương Mãnh đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Tất chữ xuất nói. Nghe được một ít thứ rất kích thích. Thứ kích thích gì, nói mau. Vương Mãnh vội vàng thúc giục. Cái này, không tốt lắm đâu. Sắc mặt tất chữ xuất hơi xấu hổ. Ngươi nói hay không? Vương Mãnh cầm phương thiên hỏa kích lên, trực tiếp liền đâm vào đúng quần tất chữ xuất. Ta nói. Tất chữ xuất nghẹn cả buổi, đang chuẩn bị công tác, rốt cục ma sát đúng quần vào cửa sổ, giọng cổ quái phong tình lẳng lơ. A-hát. Không được, cầu ngươi, không được, A-hát, cứu mạng A-hát, ngươi gào cái quỷ gì thế? Vương Mãnh nói câu này tất chữ xuất đang bám vào cửa sổ rơi xuống đất. Đều là con mẹ nó ngươi bức ta, bằng không lão tử làm gì học tiếng lẳng lơ của con nữ nhân dâm đáng kia. Tất chữ xuất cảm giác vô cùng tức giận, xoa xoa đúng quần, lại đứng dậy dốc sức liều mạng với Vương Mãnh, nhưng vào lúc này một đạo linh mang phá không bay tới. Một bóng người màu đen đã đứng trước người của hắn, một thanh kiếm đặt trước yết hầu của hắn. Tất chữ xuất cảm giác linh hồn của mình bị kiếm quang này khóa lại, không dám động cả ngón tay. Vương Mãnh cầm phương thiên hỏa kích, mũi kích nhanh như điện quang đâm thẳng vào hắc y nhân vừa xuất hiện. Bành! Hắc y nhân kia cũng không quay người, chỉ đưa tay ra sau điểm một cái vài mũi kích, một tầng hàn băng màu đen lan tràn, trực tiếp đong băng cả đầu cánh tay của Vương Mãnh. Bàn tay lại dính vào phương thiên hỏa kích, không cách nào nhúc nhích. Hắc y nhân chỉ một tay đơn giản là xong, không có xoay người lại dễ dàng chế phục Vương Mãnh. Nói các ngươi là người nào? Hắc y nhân trầm giọng hỏi, kiếm trong tay càng băng hàn. Dĩ nhiên là giọng của nữ nhân. Mỹ nữ, chúng chính là người tốt A-H. Trước tiên, trước thu hồi kiếm được không? Toàn thân tất chữ xuất đổ mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nói. Người tốt. Ta chuyên giết người tốt. Tô Huyết nói. Kỳ thật ta là người xấu, việc ác bất tận. Tất chữ xuất sắp khóc lên. Ta giết người xấu càng nhiều hơn. Tô Huyết không mang theo hương vị nhân gian. Tất chữ xuất đã sắp khóc rồi, nói. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói cho ta biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Huyết nói. Ta sẽ không làm chuyện bán bằng hữu. A-hát, đừng. Kỳ thật hiện tại bên trong kích tình bắn ra bốn phía, mỹ nữ, người không nên xông vào thì tốt hơn. Hai chân tất chữ xuất mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đất. Tô Huyết xem thường nhìn hắn, trở tay một kiếm bổ kết giới ở cửa sổ ra, thân thể như ảo ảnh xuyên qua cửa sổ. Phong Phi Vân đã mặc đạo bào vào, đang buộc dây lưng, khải giáp nặng nề cũng mang một nửa, nhìn chằm chằm vào Tô Huyết xông vào, cười nói. Tô cô nương tính cảnh giác quả nhiên là nóng vội. Đáng tiếc đến chậm một bước, ha ha, bỏ qua trò hay. Phong Phi Vân mang bao tay và nẹp chân vào, cười nói sảng khoái. Toàn thân Tô Huyết bao phủ trên áo choàng đen, càng mang mũ rộng vành, nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy thân thể tuyệt sắc nằm đó, bộ ngực tuyết trắng có hai hạt đậu đỏ tươi mê người, trên thảm lông cáo tuyết cũng mang theo một ít máu trinh.
Nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, kiếm trong tay lơ lửng trước người, cẩn thận đề phòng nhìn qua Phong Phi Vân, kiếm quang màu đen như hóa thành thực chất dài 3 xích. Lá gan thật sự là không nhỏ, dám ngủ với Lục Ly Vi, nếu nàng khôi phục thân thể, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Huyết nói. Phong Phi Vân đã mặc xong thiết khải ngón tay vuốt chiến đao, cười nói. Phàm là nữ nhân ngủ qua với ta, đều nói với ta như vậy, thế nhưng mà ta vẫn còn sống rất tốt. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp được nữ nhân có thể giết ngươi. Tô Huyết nói. Phong Phi Vân cười nói. Tô cô nương nếu ngủ với ta, ta khẳng định chết chắc. Ta ghét nhất là nam nhân cười đùa tí tửng. Thân thể Tô Huyết nhanh chóng biến mất, ngay cả thanh kiếm cũng biến mất trong không khí, chỉ có thể nghe được tiếng kiếm minh nguy hiểm truyền tới. Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, lướt ngang qua 3 trượng, Tô Huyết xuất hiện ngay chỗ hắn đứng vừa rồi, kiếm quang chém nát tàn ảnh Phong Phi Vân lưu tại chỗ, một kích không trúng, nàng liền biến mất. Tô Huyết cường đại vượt qua Phong Phi Vân tưởng tượng, so với Nạp Lan Tuyết Táng không yếu hơn chút nào, hơn nữa nàng tu luyện tà tông cấm thuật huyết ảnh vô tung, ngay cả thần thức cũng không tìm ra thân ảnh của nàng. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng, không có bất kỳ dấu hiệu nào, bổ một đao vào bên trái. Thân ảnh Tô Huyết vừa hiện ra đã bị lưỡi đao bổ trúng, mũ rộng vành màu đen trên đầu vỡ vụn, thân thể nàng bị lưỡi đao chấn vỡ, hóa thành đám huyết vụ. Chẳng lẽ một đao là có thể giết nàng? Không. Phong Phi Vân vội vàng lui ra sau, một đạo kiếm quang bay qua bên tai của hắn, cắt sợi tóc của hắn xuống. Huyết vụ tiếp tục ngưng tụ lại, hóa thành nữ tử lạnh lùng như băng, cô gái này dung mạo cũng không tính là đẹp, ánh mắt rất bình thường, cái mũi không cao. Bờ môi không đủ gợi cảm, nhưng mà ngũ quan bình thường tổ hợp cùng một chỗ lại có mỹ cảm khác, chẳng kém gì mỹ nhân ngũ quan tinh tế. Kiếm của nàng càng đáng sợ hơn, thật giống như nước vô khổng bất nhập không đâu không vào được một kiếm này bóng kiếm đầy trời, hóa thành một đám kiếm vũ cực lớn. Phong Phi Vân cũng không hề giữ lại, toàn lực mà làm, Long Hoàng đao quyết đệ nhị chiêu Long Hoàng lâm cửu thiên, một đao phá tận tất cả bóng kiếm, chém Tô Huyết thành huyết phụ. Xíu, yêu yêu. Lại một đạo kiếm quang bay qua đỉnh đầu Phong Phi Vân, một đạo hàn khí có thể đông cứng ra đầu của người ta, Phong Phi Vân ngang nhiên đánh ra một quyền này mang theo 3 đạo 8 nghiêu chi lực, lúc này mới đánh tan kiếm quang. Bóng dáng Tô Huyết hiện ra, bộ dáng hoàn toàn khác vừa rồi, giờ phút này nàng giống như thiếu nữ 14, 15 tuổi, thanh thuần tú lệ, đôi mắt băng lãnh. Phong Phi Vân lần đầu tiên gặp chuyện cổ quái như thế. Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không biết đâu là tướng mạo sẵn có của nàng, có lẽ cả hai đều không phải tướng mạo sẵn có của nàng. Loại thủ đoạn này còn quỷ dị hơn huyễn hình chi thuật của Tầm Bảo Sư, thật giống như mỗi lần bị đánh tan đều có thể ngưng tụ ra chân thân. Ta là bất tử, người căn bản không giết được ta. Tô Huyết nói, thiên hạ không có người không chết, chỉ là huyết chỉ luyện thể thuật mà thôi, nếu ta giết ngươi 100 lần, ngươi vẫn phải chết. Nhưng mà ta không phải tới giết ngươi, ta tới bắt ngươi. Khóe miệng Phong Phi Vân cong lên, tiếng nói còn không có truyền ra ngoài đã xuất hiện bên cạnh Tô Huyết, thò tay chế trụ cổ tay của nàng, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Bành! Đột nhiên cánh tay của nàng hóa thành huyết vụ, thân ảnh lui ra sau 9 bước, chân đạp đường vân kỳ dị, bay ra khỏi xương phòng, vừa tới hành lang gấp khúc, một đạo huyết vụ thần bình giống như đầu người bay trong không khí, chân áp nàng. Đây là huyết nhân thần bình, vốn bị hòa thượng rượu thịt thu đi, nhưng đã bị Tất Chữ Xuất trộm trở về. Chạy đi đâu? Tất Chữ Xuất liên thủ với Vương Mãnh, tế một kiện sát khí ra, một đạo uy áp chân áp xuống đỉnh đầu Tô Huyết. Huyết nhân thần bình. Tô Huyết cả kinh, trong đan điền có hào quang 7 màu bắn ra ngoài, một hình người cổ xưa bay ra ngoài đây là một lão già mặc áo đen, gầy gò chỉ còn da bọc xương, lưng còng xuống, trong người tỏa ra sát ý khủng bố. Lão giả này chính là người hung ác, tuy chỉ là một phân ảnh, nhưng vẫn khủng bố khôn cùng, không ngờ có thể ngăn cản huyết nhân thần bình. Tô Huyết dùng kiếm mở đường, muốn phá tan vách tường thoát khỏi nơi đây, nhưng mà lúc sắp bay ra, trên không có 7 tấm bản đồ cổ trấn áp xuống, hào quang sáng lạn giống như phong tỏa hư không, có một ban chỉ màu đen cổ xưa lơ lửng trước 7 tấm bản đồ cổ. Oanh! Phong Phi Vân đứng ở trên không, sử dụng miểu quỷ ban chỉ. Mượn linh khí chi uy từ trên cao áp xuống, chèn ép Tô Huyết trở về. Thực khách trong tửu lâu bị cả kinh, uy áp của miểu quỷ ban chỉ cùng huyết nhân thần bình áp bọn họ không thể nhúc nhích, càng có người hôn mê té xuống đất.
Đương nhiên trong đó cũng không ít người tu vị cao thâm, có thể ngăn cản được linh khí uy áp. Thiên tài cấp sử thi phong đại ngưu đang tán gái, người không có phận sự, tốt nhất an phận chút ít. Tất chữ xuất quát một tiếng. Những người vốn định ra tay, nghe được cái tên phong đại ngưu thì lui trở về, đây chính là một cuồng nhân cấp sử thi, ngay cả cao thủ của tà tông cũng dám giết, ai dám đi tìm rủi ro. Nữ nhân giao thủ với hắn là ai? Mấy tên thiên tài nghịch thiên của tà tông nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lao ra khỏi gian phòng, một người trong đó quát lớn. Phong đại ngưu, người quá cuồng vọng, cũng dám nhúng chàm đại mỹ nhân của tà tông chúng ta. Phốc, tên thiên tài tà tông này sử dụng 9 lá bùa, còn không có đánh ra đã bị một đạo linh khí uy bắn xuyên tim, trước ngực xuất hiện lỗ thủng lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Một lũ ngu ngốc, bổn tướng quân há chỉ muốn nhúng chàm, hôm nay cũng đã ngủ với lục ly vi của các ngươi rồi, còn là lần đầu tiên của nàng, thật sự là tư thái mê người, ngọc thể lung linh, không hổ là đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 Xâm La điện, hắc hắc, thật sự là đa tạ. Phong Phi Vân cười nói, đám thiên tài tuấn kiệt của tà tông không ngừng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang nhỏ máu, bọn họ ngay cả ngón tay của lục ly vi còn chưa chạm qua, lại bị mãng phu này cướp sạch. Bọn họ không cách nào tưởng tượng cảnh lục ly vi bị phong đại ngưu áp lên người. Chuyện này quá đáng giận. Trong tử lâu tiếng hô giết như sấm, những tuấn kiệt của tà tông cảm thấy bị sỉ nhục, loại sỉ nhục mà bọn họ gây ra cho anh kiệt vạn tượng tháp thì bây giờ bị trả trở về. Phong thủy luân chuyển, nhân quả tuần hoàn. Hai thiên tài nghịch thiên của tà tông đều là thần cơ đại viên mãn, một người áo đen trên người như bố sắt, sau lưng có dị xà dài 9 đầu, một người tay cầm loan đao. Đao quang như điện. Hai người này đều thầm mến Lục Ly Vi, xem nàng như nữ thần trong lòng mình. Phong Phi Vân đã bắt đầu thức tỉnh yêu ma chi huyết trong người, con mắt trở nên yêu dị, trên người đều mang theo ma tính, tuy bị thiết giáp trên người che giấu, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn qua, khí thế của hai tên thiên tài nghịch thiên này lập tức suy yếu vài phần. Muốn chết! Phong Phi Vân đánh ra một chưởng, đánh vào đỉnh đầu một tên thiên tài nghịch thiên của tà tông, nghiền nát dị xà 9 đầu. Đánh nát xương cốt của tên thiên tài nghịch thiên này, thân thể hóa thành một viên thịt. 3. Viên thịt rơi xuống mặt đất, ngay cả cái bàn đồng cũng lõm xuống. Huyết dịch trong người Phong Phi Vân đã phản phát quy chân, nhưng mà yêu ma chi huyết không ngừng mạnh hơn nữa. Cái gọi là ma, chính là không sợ hãi, không chỗ cố kỵ, theo tính mà làm. Nếu ta muốn giết người, vậy phải giết người, mặc dù ngươi là bá chủ một phương cũng phải chết. Nếu ta muốn nữ nhân, vậy ngươi chính là nữ nhân của ta, mặc dù ngươi là thiên nữ hoàng gia, yêu nữ tà tông cũng không thể thoát khỏi ma trưởng của ta. Ma trưởng, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Ma tính, không phải nhân tính. Yêu ma chi huyết trong người Phong Phi Vân đã bắt đầu dục dịch, tu vị càng cường, yêu ma chi huyết càng ngày càng cường đại. Phốc, thiên tài nghịch thiên thứ hai của tà tông bị Phong Phi Vân lật tay hóa thành đao, chém bay đầu. Hai thiên tài nghịch thiên thần cơ đại viên mãn của tà tông không tiếp được một chiêu của hắn đã bị chém giết, cảnh này đã trấn trụ đám thiên tài nghịch thiên còn lại của tà tông, bọn họ lui ra phía sau, không dám tranh phong. Liễu Thừa Phong vốn muốn ra tay, nhưng lại bị một đệ tử điện thứ ba của Xâm La điện giữ chặt, nhìn hắn lắc đầu. Hiện tại chỉ còn mỗi Tô Huyết đang chiến đấu, nàng dùng sức một mình, đồng thời chống cự miểu quỷ ban chỉ cùng huyết nhân thần bình, thiết kiếm của nàng thật sự đáng sợ. Kiếm khí bộc lộ tài năng, không ngờ phá tan miểu quỷ ban chỉ và đánh rơi 7 thần đồ. Thật là lợi hại, ngay cả linh khí cũng không trấn áp được. Vương Mãnh hai tay chống lấy huyết nhân thần bình, miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi mở. Tất chữ xuất phun ra một ngụm máu tươi, phun máu vào trong huyết nhân thần bình, một đám huyết khí như sương mù bao phủ các nơi, hình ảnh lão giả kia bị đánh phai mờ, thân thể bị trấn áp thành mảnh vỡ. Tốc chiến tốc thắng. Trong đầu Phong Phi Vân diễn biến 40 đạo thần thức, ngưng tụ thành Chu Thiên Hám Tiên Truy, cho dù không có khí thế to lớn như trong Thiên Mai Trang Viên, nhưng mà uy lực càng cường hãn hơn trước. Tất chữ xuất thả minh hỏa trong huyết nhân thần bình ra, sát khí càng khiến người ta sợ hãi, những cái bản thanh đồng, trụ lương. Lập tức bị hòa tan, không gian bị thiêu đốt vặn vẹo. Ầm ầm. Hắc Y Thiếp Thân và thân thể Tô Huyết bị đánh nát 17 lần. Nhưng vẫn chiến đấu như trước, ánh mắt lạnh giá chẳng khác gì hàn tinh. Xíu, yêu yêu. Tay của nàng vẫn trầm ổn, một kiếm đâm ra mang theo hào quang chiếu rọi tứ phương, giống như ánh mặt trời thứ ha,
tuy không có chói mắt nhưng lại chiếu sáng cả thế giới. Trong tích tắc ngắn ngủi, thân thể nàng lại bị đánh nát ba lượt, khóe miệng có một tia máu tươi, nhưng mà một đạo kiếm quang lại bị xé ra khe hở, bóng đen lóe lên, nàng đã lao ra khỏi vòng vây của ba người. Ngươi chạy thoát sao? Giọng của Phong Phi Vân vang lên trên đỉnh đầu của nàng, thanh đồng linh thuyền khổng lồ từ bên trên trấn áp xuống, kiếm của Tô Huyết bị trấn áp vỡ vụn, cuối cùng ánh mắt tối sầm, té trên mặt đất. Tất chữ suốt cùng Vương Mãnh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua Phong Phi Vân bắt lấy Tô Huyết, đều buông lỏng một hơi, đồng thời nói. Cô nàng này đúng là đáng sợ, thậm chí ngay cả sát huy huyết nhân thần bình cũng bị xé rách một đường, kiếm thuật của nàng kém hơn Nạp Lan Tuyết Táng một bậc, nhưng mà kiếm còn đáng sợ hơn Nạp Lan Tuyết Táng. Lưng cõng Tô Huyết, sau đó lại khóa Lục Ly Vi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi tử quán. Tất chữ suốt cùng Vương Mãnh cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đuổi theo Phong Phi Vân. Cũng không lâu lắm, rất nhiều cao thủ Tà Tông chạy tới, ngay cả Xâm La Thập Điện có 6 điện hạ đi tới đây, vẫn chậm một bước. Một trận chiến này khiếp sợ cả Thiên Hoa Cổ Thành, giữa ban ngày ban mặt, hai tuyệt đại mỹ nhân của Tà Tông đã bị người ta bắt đi, 6 điện hạ của Xâm La Điện nổi điên, trực tiếp san bằng tử quán thành bình địa. Rất nhiều tu sĩ đều ngửi được khí tức gió nổi mây phun. Phong Phi Vân ngồi trong mật thất tối tăm và lạnh như băng, cởi áo giáp ra, có một đạo đạo huyết vân đang chạy dưới làn da, mơ hồ có thể trông thấy trong làn da có hắc khí tỏa ra. Sắc mặt Phong Phi Vân vặn vẹo, hết sức thống khổ, đặc biệt là đồng tử của hắn, trong tròng đen còn có tơ máu. Tại sao có thể như vậy? Ta trải qua 4 lần thay huyết, huyết dịch vốn biến trở về màu đỏ, vì sao trong đó lại xen lẫn màu đen? Thời điểm ở tử quán, Phong Phi Vân cũng cảm giác được thân thể có chút không đúng, cho nên sau khi quay về Ngân Câu Phường đã tự giam mình lại. Chẳng lẽ là yêu ma chi huyết? Phong Phi Vân điều động lực lượng của thanh đồng linh thuyền, Long Mã Hà Đồ bay ra khỏi thân thể, lại vận dụng 6 bức bản đồ cổ của Miểu Quỷ Ban Chỉ, cộng lại là 7 bản đồ cổ, lúc này mới chân áp huyết dịch màu đen xuống. Nhưng mà huyết dịch màu đen này không có biến mất, chỉ lắng đọng lại sâu trong huyết dịch mà thôi. Đát đát! Bên ngoài mật thất có tiếng bước chân, Phong Phi Vân mở mắt ra, đồng tử đã khôi phục thanh minh, không còn mang theo tạp sắc. Ta có thể vào không? Người bên ngoài nói. Ta đoán, thời điểm này ngươi cũng nên tới gặp ta. Phong Phi Vân rời khỏi giường băng, giống như đã biết rõ người nào tới. Chúng ta lần đầu nói chuyện với nhau, ngươi biết ta là ai? Người nọ cười nói. Ngươi tính không bằng trời tính. Thiên hạ đoán chừng không có ai không biết thiên toán thư sinh. Phong Phi Vân cũng mỉm cười, điểm ngón tay một cái. Cánh cửa mật thất mở ra, đi tới chính là thiên toán thư sinh. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong tay áo, có khí chất của thư sinh truyền thống, cười nói. Thiên toán thư sinh quen không ít người, nhưng muốn quen nhất chính là yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã sớm đoán được người suy tính ra hành tung của đệ nhất mỹ nhân điện thứ 10 nhất định là thiên toán thư sinh, cho nên hắn hiện tại xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Người có lời gì thì nói đi. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh nói. Ta đến chỉ vì ba chuyện. Xem ra ba chuyện này không phải chuyện nhỏ, còn liên quan tới ta. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh cười gật gật đầu, nói. Chuyện thứ nhất, Phong Huynh có đại nạn. Yêu ma chi huyết trong người đã bắt đầu thức tỉnh, nếu không thể khắc chế, chỉ sợ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Những chuyện này ta biết rồi, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết chuyện ta không biết. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh do dự chốc lát nói. Sau này vẫn nên ít tiếp xúc với nữ ma cùng tiểu tà ma, ma tính trên người các nàng sẽ kích thích yêu ma chi huyết trong người của ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác, yêu ma chi huyết sẽ thức tỉnh nhanh hơn. Khó trách. Phong Phi Vân nhướng mày, tự nhủ. Tiểu tà ma luôn ở bên cạnh mình, cũng không phải là không có nửa phần tâm cơ, nàng muốn kích thích yêu ma chi huyết trên người của mình. Ma tính trên người nữ ma còn mạnh hơn tiểu tà ma nhiều, từ khi gặp được nữ ma, sau khi đưa nàng tới dưới bán đạp sơn, ma tính trên người của nàng thay đổi tư duy của hắn trong vô tri vô giác. Thiên toán thư sinh gật gật đầu, Phong Phi Vân là một người thông minh tuyệt đỉnh, một điểm đã thông, căn bản không cần nói lời thừa. Hắn lại nói, chuyện thứ hai, không lâu sau là ngày nhật thực, chẳng lẽ ngươi không muốn lưu danh trên thánh bia sao? Khóe miệng Phong Phi Vân cong lên, cười nói.
Ngươi có ý gì? Hiện tượng thiên văn đã biến, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm, đây là điềm báo độc nhất vô nhị trước loạn thế, tất nhiên sẽ có người lưu danh trên thánh bia, lưu danh quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bị người khác khắc lên đó. Ánh mắt thiên toán thư sinh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Còn 2 tháng là ngày nhật thực, đến lúc đó Tà Tông Thập Điện Hạ sẽ tề tụ, trên bờ Thánh Hồ khẳng định sẽ có đại chiến, cũng không phải ai muốn lưu danh thì có thể lưu danh. Thiên toán thư sinh cười cười, lại lắc đầu. 2 tháng sau, lúc nhật thực sẽ không có cao thủ Tà Tông tới Thánh Hồ, ngày nào đó bọn họ có chuyện khác cần hoàn thành. Ngươi biết bọn họ muốn gì? Phong Phi Vân nhíu mày. Thiên toán thư sinh gật gật đầu, cười nói. Tuy ta không biết ngày đó bọn họ muốn làm gì, nhưng lại có thể bức bọn họ làm một ít chuyện. Lợi hại như vậy. Phong Phi Vân cười nói. Đến lúc đó, ngươi đã biết rõ. Ngày nhật thực một mình ta có thể trấn áp cao thủ Tà Tông, ngươi, Kỷ Phong, Yến Tử Vũ, Thích Dạ Lai, La Phù Công Chúa, còn có thiêu kiêu cao cấp nhất của Vạn Tượng Tháp, trong các ngươi bất cứ kẻ nào lưu danh trên thánh bia, tương lai không lâu sẽ trở thành nhân vật chính của đại thế. Thiên toán thư sinh nói. Phong Phi Vân nhìn hắn thật lâu, tiếp theo cười nói. Chuyện thứ ba là gì? Có người muốn gặp ngươi. Thiên toán thư sinh cười thần bí. Người nào? Phong Phi Vân nói. 2 chuyện trước Phong Phi Vân bao nhiêu cũng sớm đoán ra một ít, nhưng mà chuyện thứ ba lại ngoài dự đoán của hắn. Một bằng hữu cũ của ngươi, hắn nói, hắn và thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có chút giao tình. Thiên toán thư sinh cười nói. Đêm xuống, tuyết rơi nhỏ lại một ít. Thế giới bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, có đệ tử tiên môn cầm dị thú, có thương nhân kéo xe kỳ hoa dị thảo đi trên đường, còn có nàng. Tô Quân đang im lặng ngồi trong cổ lâu, đôi mắt của hắn mê người, ít đi vài phần hào quang, nhiều ra vài phần u buồn. Hắn nghe được tiếng kêu và bước chân của dị thú, hắn ngửi thấy hương hoa, 15 loại hoa hương. Hắn cảm giác được thế giới này. Hắn mỗi ngày đều ngồi trên cổ lâu như thế, im lặng nhìn mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đã 1 tháng, cho dù tuyết rơi nhiều che khuất mặt trời, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mặt trời. Ngươi vốn không nên xuất hiện ở đây. Tô Quân từ từ nói. Kỷ Vân Vân đứng phía sau hắn, đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo thần thái u oán, nói. Nghe tin ánh mắt của ngươi bị mù, ta nghe ngóng tin tức của ngươi khắp nơi, ta tìm thật lâu, hỏi rất nhiều người, cầu rất nhiều người, cuối cùng mới tìm được ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi sao? Tô Quân trầm mặc hồi lâu, lại trở nên an tĩnh lại. Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam được yêu thích nhất thiên hạ, Kỷ Vân Vân cũng là nữ tử xinh đẹp đa tài, nhưng mà hắn bây giờ muốn đuổi nàng đi. Ngươi không nên nói chữ, mù, trước mặt ta. Tô Quân nói. Ngươi tức giận. Kỷ Vân Vân nói. Ta rất tức giận. Giọng của Tô Quân đạm mạc. Loại đạm mạc này khiến nàng cảm thấy đau lòng, còn đau lòng hơn bị hắn mắng. Từ nay về sau ta không nhắc tới chữ này nữa, nửa chữ cũng không đề cập tới. Kỷ Vân Vân cắn môi, trong mắt có nước mắt óng ánh lưu động. Tô Quân lắc đầu, nói. Trễ rồi, hiện tại ta càng giận ngươi, ngươi đứng trước mặt ta khiến ta cảm thấy tức giận. Ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Ngươi cứ chán ghét ta như vậy sao? Ta chỉ muốn làm thị nữ bên cạnh ngươi, nhìn ngươi, có thể thời điểm ngươi cần thiết, ta chiếu cố ngươi. Có thể thời điểm ngươi cần ta làm ánh mắt ngươi. Ta chỉ cầu ngươi không nên đuổi ta đi, ta. Nước mắt Kỷ Vân Vân đã rơi xuống, lướt qua đôi má, rơi xuống đất. 2 mắt Tô Quân càng thêm u buồn, nói. Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi rời khỏi ta, là bởi vì nguyên nhân gì không? Kỷ Vân Vân nói. Tự nhiên nhớ rõ, chính là khi ngươi đưa ta cho Phong Phi Vân, chỉ muốn thay đổi Đông Phương Kính Nguyệt. Rất đúng, rất đúng. Ngươi trong lòng ta còn không bằng tên của nữ nhân khác. Đưa ra ngoài, người khác đều không muốn a hát. Nữ nhân như ngươi ở bên cạnh ta cảm giác như bị sỉ nhục. Tô Quân nói câu này, định nói thêm gì đó, nhưng mà hắn cũng đã nghe được sau lưng có tiếng khóc nức nở, Kỷ Vân Vân quay người bỏ chạy, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng tiếng bước chân biến mất. Vô Hà công tử là nhân vật bậc nào, có thể dễ dàng đạt được nữ nhân, tự nhiên cũng có thể dễ dàng bước nữ nhân đi. Kỷ Vân Vân đã chiếu cố hắn 1 tháng, không oán không hối, nói gì nghe nấy. Không giống như nữ nhân hắn, thậm chí còn không giống nữ bộc.
ta phải chịu đựng được. Tô Quân từ từ nhắm mắt lại, trong lòng khó chịu nói không nên lời, con mắt bị mù, tâm lại sáng. Có lẽ một nam nhân quá đa tình, chỉ có khi con mắt bị mù mới nhìn rõ ai là nữ nhân chính thức quan tâm mình. Tô Quân mở mắt ra, giọng lạnh lùng nói. Tại sao ngươi quay về? Ta không có chạy, ta cảm thấy đang đêm, trời càng mát, có lẽ ngươi cần y phục. Kỷ Vân Vân rụt rè nói ra, cầm hồ cầu cẩn thận đưa cho Tô Quân. Cút! Tuy giọng của Tô Quân rất bình thản, nhưng mà trong tai Kỷ Vân Vân chẳng khác gì sấm sét, tay cầm hồ cầu càng chặt, nước mắt rơi càng nhiều. Nếu một nam nhân nói ra chữ cút với nữ nhân, đây chẳng khác gì một thanh đao đâm vào tim nàng. Ta sẽ, cút! Bờ môi Kỷ Vân Vân đã bị cắn nát, nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng của Tô Quân, cuối cùng lưu luyến nhìn qua. Nàng hy vọng Tô Quân có thể xoay người lại, nhưng mà khi nàng đi tới góc khuất, Tô Quân vẫn không nhúc nhích. Hai mắt Kỷ Vân Vân đẫm lệ, che mặt muốn chạy ra khỏi cửa, lại trông thấy Phong Phi Vân, tư thế oai hùng chắc tuyệt đứng trong gió tuyết, từ từ đi tới. Kỷ cô nương thật sự là đã lâu không gặp. Phong Phi Vân, Kỷ Vân Vân đề phòng nhìn hắn, nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Phong Phi Vân cười hắc hắc. Ta đến tìm Vô Hà công tử. Hắn không ở chỗ này. Kỷ Vân Vân ngăn cản đường đi của Phong Phi Vân. Hắn mời ta đến, làm sao không có ở đây? Ha ha! Phong Phi Vân là hảo thủ nhìn mặt nói chuyện, cười nói. Khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ người bị hắn mắng sao? Ta không có khóc, hắn cũng không có mắng ta. Kỷ Vân Vân nói. Ha ha, còn nói hắn không ở đây, nữ nhân a hát, nữ nhân nói chuyện thật không đáng tin. Tay áo Phong Phi Vân bồng bềnh, chân đạp mây xanh, đi vào bên trong. Kỷ Vân Vân biết rõ Phong Phi Vân cùng Tô Quân từng có ân oán, e sợ Phong Phi Vân sẽ bất lợi cho Tô Quân, liền vội vàng đi trở về, vào thời khắc tất yếu sẽ liều mạng với Phong Phi Vân. Lúc Phong Phi Vân đi tới, Tô Quân vẫn đứng ở nơi cao nhất của lầu các, dưới chân là con phố cổ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người càng ngày càng náo nhiệt, nhưng mà nơi này rất yên tĩnh. Trốn ở chỗ này bao lâu rồi? Phong Phi Vân đứng bên cạnh Tô Quân, ôm quyền đứng đó nhìn lên cao, có thể nhìn thấy xa xa chính là Ngân Câu Phường Khảm Linh Thạch, xa hơn nữa là Hồng Mai Ánh Tuyết Thiên Mai Trang Viên. Một tháng, Tô Quân nói. Phong Phi Vân cười nói. Ta cuối cùng cho rằng chỉ có ta mới có thể khi dễ nữ nhân, không nghĩ tới Vô Hà công tử đại danh đỉnh đỉnh cũng là hảo thủ khi dễ nữ nhân a hát. Ngươi gặp được nàng. Tô Quân thở dài. Mới vừa vào cửa đã gặp được. Phong Phi Vân nói, nàng khóc có thương tâm không? Tô Quân lại thở dài, giống như muốn thổi tan toàn bộ u uất. Không có a hát, nàng cười rất vui vẻ, còn nói muốn tới chỗ ta ở vài ngày. Một đạo linh khí màu trắng ngưng tụ thành kiếm đã treo trên đỉnh đầu của hắn. Phong Phi Vân ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đánh chú ý lên bất cứ nữ nhân nào, cũng không thể đánh chú ý lên nàng. Giọng của Tô Quân rất lạnh, sau đó phất tay áo. Linh kiếm trên đỉnh đầu Phong Phi Vân bị chấn vỡ. Phong Phi Vân tươi cười như trước. Vì sao ta không thể đánh chủ ý lên nàng? Chẳng lẽ ngươi không biết vợ của bạn không thể lấn? Tô Quân nói. Phong Phi Vân nói. Ngươi cũng biết vợ của bạn không thể lấn sao? Vậy sao ngươi còn muốn đi giết Nam Cung Hồng Nhan? Hai người thở sâu một hơi, bắt đầu trầm mặc, xa xa có vô số kiếm quang đầy trời như lưu tinh phá không bay tới. Chỗ xa hơn có tiếng hung thú gào thét, âm thanh vang vọng các nơi. Ngươi cũng biết. Tô Quân từ từ nói. Nếu không phải ta biết rõ, có phải ngươi không có ý định nói cho ta biết sao? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Ngươi tính toán bằng hữu, ngươi cũng còn nói là sinh tử chi giao. Vợ của bạn không thể lấn. Ngươi không phải nói đi dưỡng thương sao? Vì sao chạy tới nơi này? Hắc hắc, con mắt còn bị mù nữa. Tô Quân trầm mặc không nói. Lại lâm vào trầm mặc. Vậy vì sao ngươi không ra tay? Ánh mắt Tô Quân mê ly, thản nhiên nói. Ta đúng là muốn đánh ngươi một trận, nhưng mà càng muốn nghe ngươi giải thích. Ánh mắt Phong Phi Vân co lại hít thở sâu một hơi. Tô Quân a hát, Tô Quân, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, ta không có mấy bằng hữu. Phong Phi Vân tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Lần này ta mời ngươi tới. Chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Tô Quân nhắm mắt lại. Chuyện gì? Phong Phi Vân nói. Tô Quân nói. Ngươi biết tại sao ta phải trốn tới đây không?
Lần này đến phiên Phong Phi Vân trầm mặc. Tô Quân lại nói, ngươi có biết rõ vì sao nàng khóc lóc thương tâm muốn ở lại đây, nhưng mà ta vẫn nhẫn tâm bảo nàng đi không? Phong Phi Vân trầm mặc như trước. Bởi vì Nam Cung Hồng Nhan, Nam Cung Hồng Nhan muốn giết ta, nàng chính là chủ nhân thần bí. Tô Quân nói, Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng lại trầm mặc, một câu đơn giản nhưng chẳng khác gì sấm nổ bên tai, nhưng hắn vẫn đứng vững ở đó. Nàng muốn giết ngươi. Kỳ thật ta vốn định giết nàng, nhưng mà không thể giết nàng được, tu vị của nàng càng cường đại hơn, mặc dù ta chọc mù hai mắt của mình, ta vẫn không phải đối thủ của nàng, trong nửa tháng ta suýt nữa chết ba lần trong tay của nàng. Tô Quân nói, ta trốn ở đây một tháng, vài ngày trước đã cảm giác được nàng đi vào Thiên Hoa Cổ Thành, lần này ta đoán chừng trốn không thoát. Ngươi sợ liên lụy Kỳ cô nương, cho nên mới bảo nàng đi. Phong Phi Vân cười nói. Phong Phi Vân càng bình tĩnh hơn tưởng tượng của hắn, hắn vốn tưởng rằng Phong Phi Vân nghe được tin tức này thì càng tức giận phẫn nộ, nhưng bây giờ không có. Đúng vậy. Tô Quân gật gật đầu. Chỉ tiếc sau khi một nữ nhân yêu mến một nam nhân, cho dù luôn bị coi thường cỡ nào, nàng vẫn chạy trở về. Phong Phi Vân cười nói. Sắc mặt Tô Quân hơi đổi, chóp mũi đã ngửi thấy hương thơm trên người Kỳ Vân Vân, nàng đứng bên cạnh hắn. Sau đó bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Loại thời điểm này Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không thể làm Kỳ Đà cản mũi, cũng sớm ra khỏi lầu cát, nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, trong lòng càng bình tĩnh lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.